Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình SE. Hôm nay Thu Huê xin gửi tới các bạn câu chuyện trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tài trời, phần 3, tác giả Âm Tần. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình SE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện nhé. Trong lúc nhất thời, mày khê cảm thấy toàn bộ lục vùng ngũ tạng như bị sổ ra hết vậy, khó khăn ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy cha nuôi không chút che đậy, bọt nước theo lồng ngực rộng lớn của lôi giận mà chảy xuống dọc theo hai chân thon dài càng tôn thêm vóc sáng cương nghị thần thánh của hắn cha nuôi con sai rồi con biết con sai rồi mày khi thật sự không biết cha nuôi muốn làm gì tuy rằng cô cũng đã hiểu chuyện nhưng dù sao vẫn chỉ mới 18 tuổi muốn tiến vào giới giải trí thì phải học mấy người đàn bà kia lôi giận kéo lên cô thần hình cao lớn như che đi cả người cô đang run rẩy không ngừng có biết bọn họ vì cái gì mà làm như vậy không Cô cũng chỉ nghĩ đến cái lý do là ham muốn vật chất, không từ thủ đoạn. Nhưng giờ nói ra chỉ càng kích thích lôi giận. Hắn cho thấy bây giờ chẳng phải là người cao thượng. Đại não mình khê chống giống, cô gần như ngạt thở. Nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm kia, lại thấy ánh mắt đầy dục vọng không chút che giấu kia, càng làm cô thêm sợ hãi. Mấy người đó vô bày mình là để tìm kim chủ. Không có kim chủ, tiền đồ nửa đồ nửa bước cũng khó tiến. Sợi tóc đen nhánh dù trên chán lôi giận, chiếc mũi cao thẳng thao nhã, khóe môi kiên nghị, hơi mỉm cười, nhưng vẫn đầy vẻ lạnh lùng. Thì ra khê nhi của ta cũng học kẻ xấu đi giao du. Như vậy thân là cha nuôi, ta phải thành toàn mới được. Không! Đêm nay hầu hạ ta cho tốt. Giọng nói lôi giận cực kỳ lạnh, nhưng bàn tay to thì ngược lại, nóng như lửa chui vào trong váy mày khê. Thứ nhất là để báo đáp công ơn nuôi dưỡng Mười năm của ta. Thứ hai, kim chủ của con chỉ có thể là ta. Câu nói quá mức lộ liếu Khiến người khác kinh hãi Như tên bắn xuyên thẳng vào tim Mày Khê Cha nuôi xin người không thể như vậy Mày Khê muốn quỳ xuống xin hắn Đáng tiếc là bị hắn kìm chặt trên giường Không thể động đậy Không thể Ta sẽ làm cho thành có thể Đôi mắt lôi giận như mãnh thú sắp ăn thịt người Trong người con quả nhiên chảy dòng máu thấp hèn Nếu đã vui sướng trong cái vòng luồn quẩn như vậy Ta sẽ cho con thấy vòng luồn quần này Khiến bao người ghê tởm đến mức nào Bàn tay hắn không kiên nhẫn Tóm lấy hai tay cô Trôn mặt vào cổ cô Hơi thở nóng phòng phả lên cổ lên gáy cô Một bàn tay khác của hắn Đã tìm đến bầu ngực trắng nõn của cô Không chút thương tiếc Đừng Mạch khê không hiểu vì sao cha nuôi lại nói như vậy Cũng không khó cảm nhận được sự tức giận Và nguy hiểm của hắn Cha nuôi dừng lại đi không được Cô quá sợ hãi Nước mắt chỉ còn là một màn sương mù Dừng Bên môi lôi giận lướt qua tia cười lạnh hắn nhìn chằm chằm mày khê lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp kia đôi mắt đột nhiên chuyển biến Nồi còn lớn như vậy ta cũng muốn nhanh chóng nếm thử xem đến tột cùng con có mùi vị gì nói xong hắn cười lạnh cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô gặm nhấm từ cằm rồi một đường xuống dưới nhanh chóng xé rách váy của cô cùng với tiếng kêu sợ hãi của mày khê hai bầu ngực đầy đặn hiện ra thật đẹp tiếng nói hắn thô tục quyến luyến như nhẹ nhàng mơn trớn ngực cô, đôi mắt lại càng trở nên u tối. Thân mình cô vặn vẹo, hoàn toàn phát kích bản tính xâm chiếm ngỗ ngực của người đàn ông. Vật nóng bỏng cũng dần sưng cứng để giữa hai chân cô, mỗi lúc một lớn, trả sát trên da thịt cô. Hơi thở thô xuyến của người đàn ông quần quanh trong không khí, bàn tay hắn bắt lấy ngực mạch khê, động tác càng thô lỗ. Cả người mạch khê rẽ rụa giọng hét đã khàn khàn, cũng bởi động tác kịch liệt của hắn mà không nói nổi câu nào. Cô chưa bao giờ trải qua chuyện người lớn, lại lộ cả thân mình trước mặt cha nuôi thì trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi vô cùng, nhưng lại không thể khống chế cảm giác hưng phấn tàn ra quanh mình. Cô khuất phục cắn môi bởi chính sự rối loạn trong lòng mà sinh ra khiếp sợ. Cô tuyệt vọng khóc nấc lên. Lồi giận nâng tầm mắt, vẻ dịu dàng, khinh diễm dưới thân thật sự làm người ta muốn cắn nuốt. Đôi mắt hắn tối sầm lại, cúi đầu xuống, ngậm lấy nụ hoa mất cảm sớm dựng đứng kia lại cùng bạo gặm nhấm đôi bầu ngực non mềm tròn đầy nơi nơi đều là dấu răng của hắn thân mình mày khê thực nhỏ nhắn ga sườn màu đen càng tôn thêm thân thể trắng nón của cô kích thích mọi giác quan của lôi giận cô vùng vẫy trong miệng bật ra tiếng khóc nức nở lại thêm nỗi nhục nhã khiến hai má cô phiếm hồng như đào giờ khắc này mày khê như lễ vật nằm trên bàn hiến tế chỉ có thể để mặc pháp sư ăn bài. Lồi giận nâng chân cô lên, mày khơi nhìn hắn, ai oán cầu xin. Cha nuôi, đừng, con sẽ nghe lời, con sẽ nghe lời người, xin người. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của ba nữ nghệ sĩ vừa rồi dưới thân cha nuôi. Tùy vốn đơn thuần, nhưng cô cũng biết cha nuôi sắp làm gì với mình, vì vậy mà tuyệt vọng cầu xin, sợ hãi kêu la. Thật sự là tiện chủng, ngay cả cầu xin tha thứ cũng khiến đàn ông ham muốn xâm chiếm khuôn mặt lôi giận lạnh lùng cực độ trong mắt lan tràn dục vọng cùng với một chữ cuối cùng nói ra hắn động thân mạnh thân mình mày khê quá mức yếu ớt sao có thể chống lại với sức mạnh lớn như vậy cô đau đớn đến nỗi thiếu chút nữa ngất đi quả thật là phóng đáng không hơn không kém thân mình quả nhiên khiến đàn ông nhanh chóng điên cuồng lôi giận hơi dừng lại không khó cảm nhận được dị vật ngăn cản hắn nhíu mày lại nhìn cô thống không ngẩng đầu ánh mắt hắn cũng tối lại ôm chặt lấy cô lần thứ hai dùng sức đâm thật sâu người con gái thống khổ mà hét lên chói tai tiếng kêu cũng làm cho bầu không khí thêm áp lực mùi máu tươi dần tàn ra trong không khí thân mình tươi trẻ của mày khê tàn ra hương thơm thuần khiết kích thích thần kinh lôi giận trong đôi mắt u lãnh lộ ra vẻ lưu luyến nhưng động tác điên cuồng lại không có chút tình cảm thương tiếc nào đau đớn mày khê cảm thấy nỗi đau đớn nhanh chóng lan toàn thân thổi quét cô đi mà lôi giận thì không cho cô thời gian thở gấp Điên cuồng cắn nuốt tất cả thuộc về cô Trong không khí tràn ngập tiếng thở thô xuyến của đàn ông Cùng tiếng kêu thanh thanh của người con gái Theo mỗi lần va chạm mạnh mẽ của người đàn ông Thân mình mạch khê dần như mảng tuyết Rớt trên tấm ga giường đen bóng Khuôn mặt cô cũng ngày càng tái nhợt Mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống Dục vọng của cha nuôi quá lớn Động tác quá mạnh mẽ Làm cô không thể nào nhận nổi Mỗi lần cùng bảo lại khiến cô thêm đau đớn, không ngăn nổi tiếng thét chói tai. Tiếng thét dường như lại càng kích thích lôi giận, khiến hắn gần như mất đi lý trí. Đêm dài, mùi dục vọng tựa ma quỷ cũng không kiêng dè gì mà lan ra. Mày khê trở thành vật hiến tế cho ma quỷ, tựa như trôi nổi giữa bể nhục dục, vô lực để mặc cho tên ác ma kia một lần lại một lần xâm chiếm, cho đến khi rốt cục ngất đi. Lúc mày khê tỉnh lại đã là trạng vạng ngày hôm sau, cô khẽ mở mí mắt nàng chiếu ra thân thể như bị nghiền nát nửa mình dưới đau đớn vô cùng Cha nuôi hết lần này đến lần khác đòi hỏi khiến khung xương toàn thân cô như nát vụn ra nỗi nhục nhã nhanh chóng dâng lên trong lòng ngay cả nước mắt cũng bởi vẫn uất mà chảy xuống trong phòng không thấy bóng dáng cha nuôi đâu nữa nhưng vẫn còn phẳng phất hơi thở thuộc về hắn mạch khê khóc mới 18 tuổi cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào Cha nuôi là người cô kính yêu nhất Nhưng lại cứng đoạt cô Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng bịt miệng lại Nhìn thấy vết máu trinh tiết thuộc về mình Cõi lòng cô như tàn nát Trên cái giường này Vẫn còn lưu mùi hương của mấy người phụ nữ kia Mà cha nuôi lại mạnh mẽ chiếm đoạt cô Đây là chuyện buồn cười nhất trên đời Vì sao? Vì sao lại như vậy? Mày khi cảm thấy thực sự khó thở Thậm chí dấy lên sự sợ hãi Tuyệt vọng chưa từng có Ngày sau đó cô đứng dậy muốn chạy xuống khỏi giường cô phải rời khỏi nơi này một phút cũng không muốn ở lại nhưng mà hai chân cô như bị vướng chứng ngại vật liền ngã xuống giường cũng không đứng dậy nổi lúc này mạch khi mới phát hiện ra cả người mình đầy những dấu hôn trên làn da trong suốt chẳng chịt những vết xanh tím mỗi cái xương trên người đều như đang kêu gào đau nhức cả người cũng cảm thấy nặng trịch. nước mắt lại lần nữa chảy xuống thấm trên ga chảy giường thật đẹp mà cũng thật khiến người ta đau lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến khi ánh hồng sương chiếu qua cánh cửa sổ, mày khê cũng đã mặc lại cô áo sạch sẽ được chuẩn bị sẵn, nhưng vẫn không có chút khí lực, ngồi trên thảm, tiếng khóc không khống chế được cất lên. Một lúc lâu sau, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu thư mạch khê, là tiếng của phía giả, có thoáng chút lo lắng, thấy mái cửa phòng không mở, hắn đột nhiên mở cửa ra. Bóng dáng cao lớn vừa bước vào Đã thấy mày khê vô lực cuộn tròn người ngồi trên mặt đất Giữa phòng ngủ Chiếc váy đen bị xé nát Bị quăng một bên Còn có một quần áo lót trên ghế salon Thậm chí tấm ga trải giường hỗn độn Cũng nói lên hết những chuyện đã xảy ra Lại thêm vết máu rõ ràng vô cùng ám mùi Phí dạ nhìn chằm chằm vết máu đã khô trên ga giường Trong lòng chợt đau xót Sao hắn lại không biết chuyện gì đã xảy ra chứ Từ lúc lôi tiên sinh ôm mạch khê vào phòng này lúc lôi tiên sinh để mạch khê vào phòng thắm khi lần đầu tiên lôi tiên sinh hủy bỏ lịch trình khi hắn nhận được lệnh của lôi tiên sinh chuẩn bị quần áo sạch sẽ khi mày khê tỉnh lại thì hắn cũng đã đến hắn lẳng lặng chờ ngoài cửa tiếng khóc của cô làm tim hắn đau nhói tiểu thư mạch khê phí dạng bước đến con người trầm mặc nổi lên vẻ đau lòng hắn ngồi xổm xuống bóng dáng cao lớn dường như bao phủ lấy mày khê bé nhỏ hắn muốn tự tay kéo cô đứng dậy đừng động vào tôi mày khê đột nhiên trợn to mắt nhìn ví dạ toàn thân như con thú nhỏ đang cảnh giác phát xôn khuôn mặt tái nhợt tràn ngập vẻ sợ hãi đối với người đàn ông trong lòng ví dạ tê thái, lần đầu tiên hắn gặp cô nụ cười đẹp tự như đám mây bay của cô nhưng lúc này đây khuôn mặt cô chỉ còn lại vẻ tiểu tùy tái nhợt không phải sợ là tôi hắn hạ thấp giọng nhất có thể đưa tay ghé vuốt mái tóc tinh tế của cô hơi thở bình ổn nhẹ nhàng khiến người ta yên lòng tôi là phí dạ tiểu thư mạch khê tôi sẽ không làm tổn thương cô mạch khê nhìn hắn ánh mắt mang theo vẻ thê lương trống rỗng phí dạ cũng nhìn cô đôi mắt thoáng xẹt qua nỗi đau đớn trầm thấp nói thời gian không còn sớm tôi nên đưa tiểu thư về nhà về nhà mạch khê kinh hãi liều mạng lắc đầu giọng nói có vẻ không được ổn định không tôi không muốn về nhà tôi không muốn về nhà đó không phải nhà của cô mà là địa ngục Chỉ cần nơi nào có cha nuôi Thì nơi đó là địa ngục Cô không muốn gặp lại cha nuôi Không muốn gặp lại người đàn ông ma quỷ đó Tiểu thư Mạch Khê Cô muốn đi học sao Phí dạ thở dài Ánh mắt lơ đã nhìn thấy dấu hôn trên cổ của cô Lập tức lồng ngực như bị đâm qua Sắc mặt Mạch Khê tái nhợt Cô nhìn hắn lập tức cảm thấy Như với được phao cứu sinh Mà cầm lấy cánh tay hắn phí giả thiện sinh, cậu xin anh, tôi tôi không muốn về nhà, đi đâu cũng được, tôi tôi không thể trở về được. Giọt nước mắt trong suốt lại một lần nữa chảy từ khóe mắt xuống, mày khề cúi đầu khóc, tiếng khóc không lớn, chỉ khẽ như tiếng ngọc vỡ nứt, nghe mà tan nát cõi lòng. Phí giả luôn rất cứng rắn, nhưng nay rốt cục, lòng cũng như nước vỡ đê, giữa ánh mắt chăm chú phiếm lệ, hắn dần mềm lòng. Hắn không thể kiềm chế được, nâng tay lên, ngón tay thô khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầu ngón tay chạm vào một giọt nước mắt nóng bỏng thì lồng ngực đau như bị người nào đó đâm cho một sao hắn không nói thêm gì nữa ôm lấy mạch khê xài bước rời đi mạch khê không hề dãy giụa cô tựa như con mèo nhỏ bị chặt đứt đuôi đầu khẽ ngả vào lòng người đàn ông chiếc xe cao cấp chạy nhanh trên quốc lộ về đêm ánh trăng chiếu lên làm chiếc xe càng thêm sáng bóng trong xe tĩnh lặng vô cùng Phí giả chuyên tâm lái xe lại thỉnh thoảng nhìn mạch khê ở phía sau qua kính chiếu hậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như mất đi huyết sắc mà tái nhợt. Đôi mắt vốn mỗi lúc cười rộ lên đều phiếm vầng sáng của Ngọc Lưu Ly thì giờ đây ảm đạm như con thuyền mắc cạn ngàn năm vẻ tuyệt vọng đau thương. Từ lúc lên xe, Mày Khê vẫn không nói chuyện, ngay cả hít thở đều rất nhẹ nhàng. Cô lặng lặng ngồi đó, mái tóc quan dịu dàng xóa hai đầu vai, tựa như con búp bê không sinh mệnh. Qua một lúc, ngọn đèn đường chiếu lên má, cô mới cẩn thận hỏi một câu. Anh muốn đưa tôi về nhà sao? Thông qua kính chiếu hậu, đôi mắt phía xạ cùng ánh mắt cô chạm nhau, đôi mắt người đàn ông thoáng hiện vẻ u trầm, tìm hắn đập nhanh hơn, có vẻ hơi chấn động một chút, liền hạ giọng nói. Đúng, về nhà. Vừa dứt lời, thấy khuôn mặt mày khê kinh hãi liền bổ sung một câu. Nhưng mà không phải là bạc tuyết bảo là nhà tôi. Khuôn mặt mày khê từ hoàng sợ biến thành kinh ngạc. Tiểu thư mạch khê Tuy nói không muốn về nhà Nhưng vẫn phải nghỉ ngơi Ngữ điệu bình thản của phí dạ Lại lộ ra vẻ quan tâm rõ ràng Đôi mắt hắn vẫn như khóa lấy khuôn mặt Đang dần khôi phục vẻ bình tĩnh của mạch khê Nghe được những lời đó Lòng mạch khê như được phủ luồng hơi ấm Cảm giác an toàn Như có một bàn tay ấm áp đang vỗ về mình Cô nhìn bóng lưng hắn cúi đầu nói Phí xạ tiên sinh cảm ơn anh Cô hẳn là đang đề phòng hắn Đề phòng cảm giác an toàn như đêm nay dù sao Hắn cũng là người thân cận nhất bên cạnh cha nuôi Nhưng không hiểu vì sao Sự xuất hiện của hắn Mà đến cho cô cảm giác thật lạ lùng Tiểu thư mày khê khách khí quá Cứ gọi tôi là phí dạ được rồi Giọng nói hắn trầm ồn mà mạnh mẽ Như tảng đá chạm mạnh vào cõi lòng mày khê Mày khê gật đầu Mệt mỏi nhắm mắt lại Hàng lông mi dài che gốt đi đôi mắt mệt nhoài Trong xe lần thứ hai Khôi phục vẻ yên tĩnh Tràn ra một loại cảm giác an bình, ngọt ngào, lại mang theo chút hương hoa, cho đến khi... Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Mạch Khê ngồi trong xe cũng không bị kinh động, nghĩ đến chuyện khủng khiếp tới hôm qua đã đủ khiến cô tiểu tụy, mệt mỏi mà ngủ say giấc. Chỉ có điều, tiếng chuông này làm phí xạ kinh ngạc, nghe sau đó đầu óc như muốn nổ tung. Phí già ơi phí già rốt cục là mày đang làm cái gì thế này? Mất trí sao? Sao lại muốn đưa cô ấy về nhà mình chứ Tiếng chuông đổ liên hồi Tiếng này cao hơn tiếng trước Đủ để thấy đối phương nhẫn nại đến 10 phần Một lúc sau Phí xạ mới nghe điện thoại Trong mắt lộ ra vẻ phức tạp Lôi tiên sinh Giọng nói của hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có Đầu bên kia di động vang lên tiếng nói lạnh băng Tuy không thấy được sự tức giận Nhưng lại tạo ra áp lực lớn vô cùng Lôi tiên sinh tôi biết rồi Tiếng phí xạ cất lên Có chút trầm thấp cũng có chút áp lực xe ngừng lại đèn xe chiếu về phía trước ánh sáng chói lòa hắn đột nhiên nhắm mắt lại hơi nhíu mày không khó để nhìn ra được nội tâm mâu thuẫn một lúc lâu sau hắn nhìn về phía kính chiếu hậu lại ngoài ý muốn phát hiện mày khi đã sớm tỉnh hai mắt trong như ngọc nhìn hắn là điện thoại của cha nuôi giọng nói của cô rượu nhẹ như âm thanh của thiên nhiên như tiếng đàn lại lộ ra một tiêm mơ hồ bất định phí xạ xoay người nhìn cô cô là người thông minh từ nhỏ đến lớn luôn luôn thông minh lành lợi như vậy khiến người khác không nỡ lòng lừa gạt Lôi tiền sinh biết tiểu thư mạch khê đã tỉnh bảo tôi đưa tiểu thư về tòa thành giọng phí xạ có vẻ hơi khàn và nhỏ đôi môi anh đảng của mạch khê theo bản năng run rẩy có điều trong nháy mắt đã khôi phục bình thường một hồi lâu cô mới gật đầu tôi biết rồi trở về tòa thành đi sự vâng lời của cô trái lại khiến phí xạ bất an cùng đau lòng thầm thở xài một hơi nhìn chăm chú khuôn mặt cô rồi mới xoay người vừa muốn khởi động xe phí xạ mày khê ngoài ý muốn mở miệng gọi tên hắn giọng nói rất nhẹ lại giống như giọt nước nhỏ chảy vào tim hắn phí xạ một lần nữa xoay người nhìn cô tiểu thư mạch khê có gì dặn dò mạch khê cụp hàng mi xài lại nâng khuôn mặt có vẻ xấu hổ lên dường như có việc khó nói phí xạ hơi nhíu mày vẫn kiên nhẫn nhìn cô Tôi, tôi, tôi có việc gấp. Cô nuốt nước miếng, hai má lúm đồng tiền hiện ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn không chút huyết sắc, giờ lại phiếm hồng. Phí ra trong lúc nhất thời có chút sợ hãi. Cô tựa như con thú nhỏ trêu người. Cô cúi đầu ngượng ngùng vô cùng xinh đẹp, đủ có thể gây ra chiến tranh giữa đám đàn ông. Thấy đôi mắt mày khi mong phải bối rối. Lúc này hắn mới có phản ứng lại. Cũng rõ nguyên nhân mặt cô hồng như vậy. Liền vội vàng xuống xe mở cửa. Gió đêm thổi nhẹ mái tóc xài của mày khê Từng sợi tóc tinh tế Mang theo mùi hương thoang thoảng Không giống với mùi nước hoa và mỹ phẩm Như những người con gái khác Loại hương này thoảng như mùi cơ thể Từng đợt, từng đợt tỏa ra Khiến người khác không đành lòng Chìm đắm trong đó Nước mắt dường như đã không còn dấu vết trên khuôn mặt cô nữa Trong một khắc Nét cười thản nhiên lộ ra Đẹp tựa mây trôi Lại như nhánh lan trắng nổi trên mặt nước cảm ơn anh tôi sẽ quay lại ngay mạch khê nhẹ giọng thản nhiên nhìn vào đôi mắt chăm chú của phí xạ phí xạ như mềm mùi nụ cười của cô so với hoa còn đẹp hơn ngoài ý muốn còn nghe được giọng nói trần trừ của cô hắn gật đầu mạch khê âm thầm thở một hơi nhanh chóng chạy đến với nhà vệ sinh công cộng ở xa xa kia phí xạ không lên xe mà dựa cả thân mình cao lớn lên thân xe cho đến khi bóng dáng mạch khê bị tán cây che khuất trong đầu hắn lại hiện ra nụ cười xinh đẹp mà nãy của cô. Trong tim hắn chưa bao giờ có cảm giác ấm áp đến vậy. Trầm một điếu thuốc, khuôn mặt cương nghị của phía xa hám trong làn khói thuốc, đôi mắt lãnh đạm dần nổi lên nghi hoặc. Lôi tiên sinh sao lại biết rõ hành tung của tiểu thư mạch khê đến vậy? Bất trí bất giác, hắn lâm vào trầm tư cho đến khi... Điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc châm vào đầu ngón tay sinh đau, nhẹ run lên, tàn thuốc rơi xuống. Phí dạ nhíu mày, Lúc này mới phát hiện Mạch Khê đã vào trong rất lâu, trong mắt nhất thời hiện lên độ cảnh giác, hắn không nói lời nào đi thẳng đến khu vệ sinh công cộng. Đáng chết, đây rõ ràng là nhà vệ sinh mới xây, lối vào kín mít, căn bản là không thể sử dụng được. Tiểu thư Mạch Khê, đôi mắt phía xạ không chớp, còn người sóc bé như tia x quang quét qua tứ phía, rất bình thường, không có dấu vết gì, chắc chắn tiểu thư Mạch Khê không phải bị bắt cóc, cô ấy chạy trốn. Đáng chết phí dạ đấm mạnh vào thân cây đại thụ bên cạnh lực đạo khá lớn làm cho cái cây dùng một chút vài chiếc lá đã rơi xuống đỉnh đầu hắn lại bị hắn buồn bực gạt ra chưa nói câu nào chạy về xe hắn bắt đầu đi dọc theo hướng mày khê có thể chạy trốn hắn thế nào lại động lòng chắc ẩn hơn nữa còn phạm phải sai lầm nhỏ nhất lại không nhìn ra dự tính đằng sau nụ cười của cô chiếc xe như tên bay lao ra ngoài một lúc lâu sau khi mọi thứ đã tính lại mới thấy một bóng dáng nhỏ bé trên cây mà phía xạ vừa đứng cạnh tán cây rậm rạp hoàn toàn che đi thân mình của cô mạch khê nhảy xuống nhẹ nhàng thở ra nếu cô chạy trốn ngay nhất định sẽ bị phí xạ tìm được cô chỉ có hai chân sao có thể chạy trốn một cái xe nhìn thấy nguy hiểm đã qua mạch khê cố nén cảm giác đau đớn trên người hướng đường ngược lại mà chạy thật nhanh ánh trăng kéo dài bóng hình mạch khê cô lựa chọn nơi có nhiều người để đi như vậy sẽ che lấp được tốt hơn lần này bỏ trốn là đường đột nên không hề chuẩn bị gì. Dưới bóng đêm, mày khê như con nai lạc đường, không biết nên đi đến đâu. Thậm chí lúc này cô cũng không muốn đến trường. Cũng chẳng cần quan tâm nhiều như vậy. Cô cực kỳ sợ ban đêm, chỉ nghĩ xa một chút là muốn bình an trải qua một đêm mà thôi. Ở ngã tư đường, xe cộ tấp nập. Mày khê hốt hoảng thiếu chút nữa lao vào một chiếc xe, sợ tới mức ngã ngồi trên đường, lúc này mới có chút cảm xúc mơ hồ. Người thanh niên bên trong nhanh chóng xuống xe, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạch Khê, giọng nói đau lòng quen thuộc cất lên. Mạch Khê, sao lại là em? Ngay sau đó, thân mình nho nhỏ được hơi ấm quen thuộc bao lấy. Thánh trạch! Mạch Khê dường như đã trải qua mấy thế kỷ, từ trong đôi mắt dịu dàng cùng người thanh niên mới thấy được mình bất lực thế nào. Mạch Khê, bộ dáng của em thực không ổn, có chuyện gì xảy ra vậy? Thánh trạch lo lắng nhìn Mạch Khê, cũng cẩn thận xem xem cô có, có bị thương không. Cánh tay bị Mạch Khê ôm chặt lấy, thần mình run rẩy như người chết đuối vớ được cọc thánh trạch đưa em đi 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 đâu cũng được em mệt mỏi quá thánh trạch thấy thế không nói hai lời bế cô vào xe biệt thự wanisi rời xa nội thành náo nhiệt khu nhà của người giàu có này được vây trong tầng cây rậm rạp ngay cả không khí cũng thoang thoảng hương hoa đây là nhà của thánh trạch mày khi uống xong một ly sữa mệt mỏi quá nên ngủ rất say ánh đèn từ nhẹ nhàng hắt xuống Thánh Trạch chăm chú nhìn mày khê nhắm chặt hai mắt Bàn tay nhỏ của cô vẫn nắm lấy bàn tay của cậu ta Như là đang tìm cảm giác an toàn Cho đến khi hơi thở của cô đã bình ổn Thì bàn tay mới buông lỏng ra Ánh mắt thánh trạch nổi lên tiếng nghi hoặc Ánh mắt lơ đã nhìn thấy dấu vết như ẩn như hiện trên cổ cô Đôi mắt hắn đột nhiên co rụt lại Dấu vết ám muội cho biết Mày khê vừa trải qua chuyện gì Hơn nữa bộ dáng tuyệt vọng Hồn lạc phách của cô gần xanh trên trán dường như muốn vỡ ra như khuôn mặt mạch khê có mức tái nhợt đáy mắt hắn lộ vẻ đau lòng một lúc sau hắn thở gấp ngón tay khẽ vuốt lên khuôn mặt của cô đôi mắt cũng từ đó mà chuyển vẻ phức tạp từ khi nào trái tim hắn bắt đầu dao động vì cô trong thư phòng tối mờ làn khói thuốc thản nhiên lợn lờ lập tức đưa cô bé đó rời đi cô gái này không thể ở lại nhà chúng ta trên chiếc ghế màu đen lão già cất giọng tiếng nói quyết đoán cực kỳ Thánh Trạch lắc đầu Cha, chỉ là để cô ấy tán túc một đêm Không có vấn đề gì đâu Thánh Trạch buồn bực mà gãi gãi đầu Đặt mông ngồi trên ghế sa lông Sau một lúc lâu mới nói Cha, Thái Na là Thái Na Mày khê là mày khê Thái Na là người có muốn kết hôn Mà con cũng chỉ nghĩ yêu đương trước khi Thái Na về nước thôi Là vậy đấy Áo kim thầm thờ dài một hơi Con trai, đã biết con thích Nhưng phải phân rõ đối tượng Còn nữa, Thái Na cũng sắp về nước rồi nếu con không xử lý nhanh chuyện này con mới biết được không tốt đâu cha con đúng là có thích mày khê nhưng con cũng phân rõ được ai thích hợp làm vợ ai thích hợp làm bạn gái sở dĩ con tìm đến mày khê là vì thái na không ở bên cạnh cô đơn quá thôi thánh trạch tùy tay lấy một điếu thuốc tất cả đúng như cha cậu ta nói trước khi chưa theo đuổi mày khê cậu ta đã có bạn gái nói chính xác thì là vị hôn thê mà thánh trạch đích thực cũng chỉ yêu thái na đáng tiếc là thái na ở nước ngoài quá lâu Thánh Trạch không chịu nổi cô đơn Hơn nữa cuộc sống nơi đại học Muôn màu muôn vẻ Hoa thơm kéo đến ùn ùn Cho đến khi gặp được mày khê Trong nháy mắt khiến hắn si mê Rồi bắt đầu điên cuồng theo đuổi Ở bên nhau lâu Thánh Trạch mới phát hiện ra Mày khê không giống Thái Na Thái Na luôn lãnh đạm Thậm chí trên người cũng có ra khí chất ngoan cường Mà mày khê thì không thế Cô tự như đoán lan trắng ngọc nơi khe núi Diện mạng ngọt ngào, nụ cười như hoa Cô rất thông minh, đôi khi còn làm nũng, khiến tim cậu ta đập nhanh liên hồi. Hơn nữa, còn có nét đáng yêu, ngỗ ngược như con báo con. Trong khoảng thời gian này, Thánh Trạch phát hiện có thể mình đã yêu cô, nhưng mà... Cậu ta cũng không phải người dũng cảm, tối thiểu với bối cảnh của mày khê, cậu ta vẫn chuồn bước. Con trai, con đã nói thế thì ta an tâm rồi, chỉ cần con không yêu con bé đó là được. Con phải biết là, cha tái na là nhân vật số 1, số 2 trong giới chính trị, chỉ cần chúng ta có quan hệ Cho dù người của lôi ra Có tra ra chuyện năm đó cũng phải đắn đo Cũng sẽ nể mặt Cho nên cái gì nặng cái gì nhẹ Còn phải biết Áo kim dặn dò Cha yên tâm đi Hôm sinh nhật mày gây Lôi giận cũng không chú ý nhiều đâu Hắn ta chỉ xuất hiện một lúc rồi đi Thánh trạch hồi tưởng lại chuyện hôm đó Áo kim gật đầu Chỉ hy vọng thế Người như lôi giận không biết thế nào đâu Giữ khoảng cách với người lôi ra vẫn tốt hơn Thánh Trạch không nói gì, chân vầng chán có vẻ suy tư. Đúng lúc này, quản gia của biệt thự gõ cửa, vẻ mặt kinh hái, thậm chí giọng nói cũng hụt hơi. Ngoài, bên ngoài. Gấp gáp gì chứ, bên ngoài làm sao vậy? Áo kim thấy thế liền mất mãn quát. Quản gia nuốt nước miếng thật sự hoảng sợ. Ông ta cẩn thẳng nói. Áo kim tiên sinh, bên ngoài, bên ngoài có mấy người đến, hình như là xã hội đen. Áo kim cùng thánh trạch nhìn nhau một chút, rồi đột nhiên biến sắc, xài bước đi sang ngoài bóng đêm lan tràn hạ xuống bốn phía tạo thành lớp sương mù quỷ dị lại mang theo hồi lạnh lẽo trong phòng khách chính của biệt thự có vài người mỗi người đều mặc tây trang màu đen biểu cảm trên mặt mỗi người gần như có thể giết người sợ tới mức khiến đám người làm run rẩy lùi lại một bên không ai dám tiến lên hỏi này các người là ai sao dám tự tiện xông vào tiếng áo kim truyền từ trên tầng xuống lại không đợi hết câu thì đột nhiên ngậm miệng lại khi nhìn thấy tình hình thực tế đôi mắt xả nua che kín bởi vẻ sợ hãi. Thánh trạch đứng sau cũng hoàng sợ, cậu ta biết vẻ mặt này của cha mình rõ là đang sợ hãi, chính xác là cực kỳ sợ hãi. Cậu ta nhìn lại cũng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Vài tên vệ sĩ áo đen nghiêm chỉnh đứng trong phòng khách, trong bầu không khí có chút quái dị. Nhưng thế này chưa là gì, điều làm hai cha con cậu ta kinh hãi nhất là lôi giận lại đích thân đến đây. Hắn vừa lúc chỉnh trang phục ngồi trên ghế salon của phòng khách, cứ thế nghịch nghịch bộ ấm chén trên bàn, còn nhàn nhã rót một chén trà cho mình. Cả thân mình cao lớn, xem ra nhàn nhã, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều tàn ra vẻ rong lười, nhưng đằng sau đó lại ẩn chứa sự nguy hiểm. Thể xác và linh hồn áo kim như tách rời, thiếu chút nữa thì ngã từ trên cầu thang xuống, may mắn được thánh trạch đỡ lấy. Ngồi ngay ngắn trên ghế salon lông, giận hơi nhíu mày, lại nhàn nhã rót một chén trà, sau thản nhiên nói. Viện trưởng áo kim đã lâu không gặp mặt áo kim mơ hồ co rúm lại lúc lâu sau mới tươi cười bước đến thì ra là lôi thiếu gia mười năm không gặp không biết cha cậu khỏe không khỏe cha tôi vẫn khỏe đương nhiên tất cả là nhờ vào bàn tay vàng của viện trưởng áo kim khóe môi lôi giận lạnh lùng nhếch lên giọng nói lãnh đạm nghe không ra là hắn đang cảm ơn Đấy mắt áo kim hiện lên vẻ bối rối lập tức cười xòa không biết lôi thiếu gia hôm nay đến đây là vì lôi giận vẫn chưa trả lời câu hỏi ngược lại nhìn quanh bốn phía lập tức lắc đầu chực chực viện trưởng áo kim nổi danh như vậy mà lại chọn chỗ hẻo lánh như này trong tay lôi mẫu có một chỗ rất được không biết viện trưởng áo kim có thích hay không áo kim cùng thánh trạch cười cười hơi ngần người ra bọn họ không rõ lôi giận nó như vậy là có ý gì lúc sau áo kim hỏi không biết lôi thiếu ra nói nơi nào lôi giận không nói chỉ cười lạnh nhấp một ngụm trà Phí dạ đứng sau lôi giận liền tiến lên Mắt sáng như đuốc nhìn hai cha con áo kim Gần từng tiếng lạnh nói Là thành tử vong Ai Cập Ở đó không chỉ người sống ở được Mà ngay cả người chết cũng có thể ở lại Giọng nói phí dạ ngữ khí vừa phải Áo kim vừa nâng chén trà lên đã run tay Cạch chén trà rơi trên bàn trà vang lên tiếng rõ ràng Khóe môi lôi giận khẽ nhếch Như có như không hàm ý châm trọng Như đang thản nhiên thưởng thức vừa hài mà nói Viện trưởng làm gì sợ thế Thủ hạ của tôi chẳng qua chỉ là thích nói đùa thôi Sắc mặt áo kim có chút khó coi Hơi thở cũng mời lời nói của lôi giận Mà như ngừng lại Ngược lại ánh mắt rõ ràng vẻ lung tung Ông ta biết lôi giận là người chưa bao giờ nói đùa Thủ hạ của hắn sao có thể dễ dàng nói đùa Tặng ông ta thành tử vong Ai Cập là giả Tặng ông ta một phần mộ mới là thật Nghĩ đến đây Trên trán áo kim dịn mồ hôi Khóe môi nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc Lôi thiếu ra Tôi hình như chúng ta có chút hiểu lầm lồi giận nhếch môi Đáy mắt cũng lạnh lùng Cả người tàn ra hơi lạnh Có thể khiến đối phương đông lại thành khối băng Viện trưởng áo kim Ông khẩn trương quá đấy Tiếng nói thản nhiên lờ đánh Trong lúc nói lại nhìn về phía thánh trạch Lạnh lùng hạ xuống một chữ Người Trong lúc nhất thời thánh trạch còn chưa có phản ứng lại Cái gì Lồi giận không nói thêm gì nữa Chỉ nhìn phía xa một cái trong lòng phí dạ biết rõ ràng không nói sai sai bước lên tầng chẳng bao lâu sau trong lòng hắn xuất hiện một người thân mình nhỏ xinh của mạch khê từ bao lòng phí dạ đột nhiên thay đổi cũng không khiến cô tỉnh giấc vẻ mặt vừa mệt lại vừa sợ hơi thở của cô nhẹ nhàng và ra lồng ngực phí dạ xuyên thấu qua chiếc áo sơ mi làm hắn hơi chấn động lôi tiên sinh mạch khê tiểu thư ở đây lòng hắn hơi bối rối cố thản nhiên nói một câu sắc mặt áo kim càng khó coi Thánh Trạch thì kinh ngạc, vội vàng tiến lên nói. Lôi tiên sinh, khi nhiên chỉ là ở đây tá túc, bởi vì, bởi vì cô ấy có vẻ thực mệt mỏi. Lôi giận nhíu mày nhìn cậu ta một cái, còn người xanh biếc u lãnh như loài sói, cảnh cáo người xâm phạm lãnh thổ. Thần mình Thánh Trạch run lên, vội vàng xua tay nói. Lôi tiên sinh đừng hiểu lầm, tôi không làm gì mày khê cả. Lúc tôi đưa cô ấy về, cô ấy đã rất tiểu tụy. Cha, cha nhất định phải tra rõ đối phương là ai. Hình như cô ấy bị người ta cường bạo. Lôi tiên sinh, ngài là chắc nuôi của Khê Nhi. Đôi mắt phía xạ đột nhiên căng thẳng, vẻ mặt lôi giận thì lại thản nhiên, thậm chí không chút thay đổi, lại nhìn thấy mày khê mà áo đàn ông rộng thùng thình, thì đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Nhìn mày khê đang ngủ say trong lòng phía xa, hắn cũng không đưa tay đón cô, ngược lại, bàn tay to dơ ra, dùng sức một cái. Lôi tiên sinh, phí xạ cả kinh không khỏi thốt lên, thánh trạch thì giật mình, trợn tròn mắt. Cả người mày khê ngã trên mặt đất, rồi đột nhiên bừng tỉnh, cơn đau ập đến. Cơn đau khiến cô tỉnh táo hoàn toàn, đôi mày theo bản năng nhíu lại, lại nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì giật mình sợ hãi. Vừa bừng tỉnh đã gặp ma quỷ. Tên ma quỷ này nhìn cô từ trên cao, đôi mắt ấy chỉ có sa tan mới lạnh băng như vậy, đôi môi hắn mím lại, không khó nhìn ra sự bạc tình cùng tàn nhẫn. Cha nội sao có thể tìm được đến đây? Ngã giống mặt sàn cầm thạch lạnh tanh, không ngờ mày khê lộ gần hết thân mình, hai chân thon dài không che giấu lộ ra, Vẻ xinh đẹp lại bởi nguy hiểm bất ngờ mà sinh ra run rẩy. So với sàn đá lạnh thì biểu cảm của cha nuôi còn băng lãnh hơn gấp trăm lần. Mắt lôi giận không hề chớp nhưng mà đôi mắt hoàng sợ của cô ngồi xồm xuống, ngón tay dài nâng cầm cô lên về bình tĩnh của hắn trái ngược với sự sợ hãi của cô. Hắn chậm rãi cúi người, hơi thở quen thuộc và vào vành tay mẫn cảm của cô. Giỏi lắm, biết bỏ nhà đi ra ngoài, hả? Hơi thở mày khê dần trở nên gấp gáp, cô hơi nghẹn ở cổ thậm chí có chút ngạt thở. Từ khi nào có mắt đầu học thói hư, vẫn là... Nếu mày nhìn thoáng qua thánh trạch phía sau, rồi lại chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhật của mày khê, ngón tay lạnh cô hắn vuốt nhẹ đôi môi cô. Có người dạy hứ con. Thánh trạch đột nhiên cả kinh. Lôi tiên sinh, ngày đừng hiểu lầm, tôi... Theo ta trở về. Lôi giận không thèm để ý đến lời nói của thánh trạch, trong mắt chỉ có mày khê đang xôn xầy. Hắn cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cô, động tác có chút thô lỗ. Ánh mắt hắn dừng lại tại cổ áo hơi mở cổ cô, lại kéo áo bọc kín cô lại. Hương nước hoa thản nhiên bao phủ lấy mày khê, lấn thêm cả luồng khí cường ngạnh khiến môi mày khê run lên. Thấy chăn nuôi đứng dậy, cô chuyển ánh mắt nhìn Thánh Trạch. Kỳ thật, cô không muốn trở về nhà. Thánh Trạch như đọc hiểu ánh mắt của cô, nắm tay thật chặt, không để ý đến cha mình đang kéo lại, to gan tiến lên. Lôi tiên sinh, đêm nay cứ để khê nhi ở lại đây, Ngày yên tâm, cô ấy là bạn gái của tôi Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy Tôi cam đoan với ngày, tôi sẽ không làm gì cô ấy cả Tuy rằng cậu ta thực sự Giữa vẻ lạnh lùng và quyền thế của lôi dần Nhưng đối diện với ánh mắt ngây dại Đáng yêu của mày khê Thì không thể không tiến lên Không biết vì sao, cậu ta luôn cảm thấy Ánh mắt lôi dần nhìn mày khê là lạ Thậm chí không giống như cô người cha với con gái Giống như trong mắt hắn Mày khê không phải là con gái Mà là một người phụ nữ Thánh trạch Áo kim thật sự nhịn không được quát một tiếng Kéo cậu ta về bên cạnh thấp giọng nói Còn không muốn sống nữa sao Chà con không thể không để tâm đến cảm nhận của Khê Nhi Thánh Trạch dừng lại Ở ánh mắt cầu sinh của mày Khê Lòng mơ hồ đau Cậu ta đích thực là có thái na Nhưng trước mắt chỉ có người con gái này Khiến cậu ta không rời bỏ được Nghe lời tình cầu của Thánh Trạch Lời giận hoàn toàn không có phản ứng gì Ngược lại lòng phí dạ lại có chút bất an Theo lời giận nhiều năm như vậy Hắn đương nhiên đối với con người này cũng có chút hiểu biết Lôi giận từ nhỏ đã thường đem tình cảm của mình giấu kín Hơn nữa Cũng đã trải qua bao việc hơn người bình thường Chính vì vậy Nên hiểu biết rất nhiều Cá tính dần trở thành bình thản đến lãnh đạm Là người khác không ai rõ buồn vui trong lòng hắn Thường thì người như vậy lại càng nguy hiểm Lực sát thường lại càng lớn Rõ ràng là thánh trạch không biết điều này Lôi giận không trả lời thánh trạch Nhưng lại quay đầu nhìn về phía mạch khê Còn người màu xanh lục lạnh băng thân hình cao lớn uy nghiêm hệt như một vị thần tối cao khê nhi còn muốn ở lại nơi này lời nói của hắn truyền từ tai vào đến tận sâu trong lòng mày khê khiến cô tự nhiên dùng mình một cái thực ra giọng nói của lôi giận rất dễ nghe trầm thấp tự nhiên đáng tiếc lại quá đối lạnh lùng khiến người khác khiếp sợ con con không muốn về nhà lần đầu tiên cô ở trước mặt hắn nói thẳng ra tâm tư mình cũng là lần đầu tiên không đồng thuận ý kiến của hắn vừa dứt lời cô liếm môi anh đào khô khốc trong nháy mắt làm nơi cánh hoa kia đỏ bừng dịu dàng có chút nhu thuận ánh mắt trong suốt hấp dẫn nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn cổ cô bóng ánh mắt hắn đột nhiên căng thẳng một tia khát vọng dị thường trong đáy mắt hắn hiện ra lại nhanh chóng bị che giấu đi một lúc lâu sau hắn lạnh lùng mở miệng tốt lắm mày khê cẩn thận nhìn hắn không rõ câu nói đó thực ra có ý gì Cha nuôi luôn là người bí hiểm làm cho cô vĩnh viễn không thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn lồi giận không nói gì nữa ngược lại nhìn về phía Ví xa bàn tay duỗi ra biểu cảm lạnh lùng xa cách ánh mắt Ví xa không chút chần chừ thấy thế một tay rút súng lục ra trong náy mắt chuyển tới áo kim mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy đoàng một tiếng ngay sau đó áo kim rên lên rồi quỳ ra xuống đất máu tươi theo sơ bánh chè chảy ra khiến ông ta kinh hãi đôi mắt xà nuôi chừng lớn mồ hôi cũng đau đớn hiện rõ trên trán mày khê che miệng lại run rẩy nhìn sự việc diễn ra trước mắt đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một màn đồ máu như vậy sao cha nuôi có thể độc ác đến thế thánh trạch thấy cha như vậy thì cực kỳ hoàng sợ không kịp tiến lên trong không khí lại vang lên một tiếng súng một tiếng hét thảm thiết lần thứ hai vang lên nhưng không phải áo kim lần này là thánh trạch phát súng này bắn vào cánh tay của cậu ta không chút thường tiếc trong nháy mắt máu đã thấm đẫm áo sơ mi khiến cậu ta vừa nhìn thấy đã như gặp phải quỷ mạch khê thiếu chút nữa thì ngất đi hơi thở sướng như nghẹn lại Ngày sau đó cô ngửa đầu nhìn về phía cha nuôi thì thấy hắn đem súng trong tay ném tràn cho bí dạ khuôn mặt không có một tia dao động thậm chí nhìn còn lãnh đạm hơn trước từ sợi tóc đến ngón chân cô đều đang mơ hồ run rẩy toàn thân trở nên lạnh buốt không phải trong xã hội pháp chế sao hắn làm sao có thể trước mặt công chúng nổ súng thậm chí cả súng giảm thanh cũng không dùng. Trong không khí, mùi máu tươi lan tràn, bọn người làm trong biệt thự sợ tới mức hồn bay vách lạc, cử động một chút cũng không dám, chờ mắt nhìn chủ nhân chảy máu. Thánh trạch phải không? Sau hồi lâu, lôi giận lạnh lùng mở miệng, bất cứ thứ gì cũng chưa từng đụng tới. Con gái tôi hình như rất thích cậu. Không không không, con tôi không thích mày ghê, thánh trạch. Áo kim cố nén đau đớn, hồn bay vách lạc, kéo đứa con đầu đầy bã đầu của hắn mau nói cho lôi tiên sinh còn muốn chia tay con bé nói mau thánh trạch nhìn thoáng qua thấy cha mình đang bị thương lại nhìn miệng vết thương của mình một chút đau đớn kịch liệt làm đầu cậu ta đầy mồ hôi thậm chí bắt đầu cảm thấy từng đợt lạnh lẽo truyền đến từ cánh tay dường như máu nó chảy đến không còn cảm giác nghe lời nói của lôi giận xong lập tức dồn dậy nói lôi lôi tiên sinh tôi tôi không thích mày ghê một chút cũng không thích thánh trạch Mày khê quay đầu nhìn về phía cậu ta Không thể tin ngay cả cậu ta cũng có thể nói những lời như vậy Thánh chảnh dơ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của mày khê Tính mạng của cha của bản thân làm cậu ta không thể không kiên trì Mày khê thực xin lỗi Kỳ thật anh, anh không yêu em Anh đã có hôn thê Lúc trước theo đuổi em đơn giản bởi vì anh nhảm chán Khuôn mặt nhỏ nhắn của mày khê tái nhợt Thân mình cũng trở nên vô lực Cô rất muốn lớn tiếng chất vấn điều này Nhưng lại không biết mở miệng thế nào Nhất thời trong lúc đó Chỉ có thể như con thú nhỏ bị khinh bì Nhìn bạn trai từng thấy non hẹn biển trước mắt Thánh trạch ánh náy cúi đầu Nhưng thực sự cậu ta không thể không làm như vậy Tùy việc có hôn hay là sự thực Nhưng bản thân cậu ta cũng từng thích người con gái này Nhưng lôi giận lại trực tiếp dùng phương thức này Khiến cậu ta bắt buộc phải buông tha cho cô Nhìn vẻ mặt của lôi giận Cậu ta biết đó là một người vô cùng tàn nhẫn Cậu ta cam đoan Nếu mình không chia tay với mày khê khẩu súng trên người kia sẽ lập tức hướng tới tim của cha mình. Nếu muốn giữ mạng, cậu ta chỉ còn cách để cô gái này ra khỏi cuộc sống của mình ngay bây giờ. Mạch Khê, anh thành thật xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Tầm Mạch Khê chấn động, trong lòng cô nổi lên sự khó chịu khác thường. Thì ra, đây chính là sự cô đơn khi bị người khác vứt bỏ. lôi giận nhìn Mạch Khê nói, còn không thích hợp với người này. Lời nói nghe đầy hài lòng, khóe môi hơi, hơi nhếch lên, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ trên đầu mày khê trên đầu truyền đến chút lượng đạo mềm nhẹ là mày khê đột nhiên phản ứng trở lại trong phút chốc cô nhìn hắn như là nhìn thấy ma quỷ trong mắt hắn phản chiếu hình ảnh hoảng hốt cùng sợ hãi của cô lôi giận cười lạnh như băng nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong đôi mắt đẹp kia thản nhiên nói về nhà đi nếu không mùi máu tươi ở nơi này sẽ dày đặc hơn giọng nói của hắn lãnh đạm vô thường thậm chí ngữ điệu cũng không nhấn mạnh lại lộ ra xa cách gì thường tràn ngập ý uy hiếp bàn tay to mở rộng hơn đến cô mày khi không ngốc đương nhiên hiểu được quyền lực của cha nuôi việc thánh trạch có vị hôn thê là thật nếu không cũng là không thể dễ dàng nói lời này lòng cô trên mấy mắt nguội lạnh lại có chút cảm giác tức tối sau một lúc lâu cô mới đứng dậy các ngón tay thoáng đụng vào da thịt trên lòng bàn tay của cha nuôi cũng lờ đáng dồn dày một chút ngay sau đó bàn tay to cố án thu lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé khẽ run của cô lần đầu tiên cha nuôi chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nếu là trước kia mày khơi nhất định sẽ khờ dại cho rằng đây chính là hạnh phúc chỉ đáng tiếc rằng giờ khắc này cô đã nhận ra đây chính là trói buộc là loại trói buộc thật chặt khiến cô không thể phản kháng hắn cứ như vậy im hơi lặng tiếng chẳng để ý đến cảm giác của cô dùng đến cả phương thức tàn nhẫn nhất vứt đi tự do của cô hắn muốn làm cái gì Thấy mày khi không phản kháng Hàn ý trong mắt lôi giận lùi đi một ít Bàn tay mềm mại trong tay Làm tâm hắn thả lỏng một chút Lại nhìn đến áo kim thì ngữ khí hắn Lần thứ hai lạnh như băng Viện trưởng áo kim Tôi nghĩ ông chắc hẳn đã rõ Giữa trưa ngày mai trước tiên đem danh sách đến trước Nếu không lôi giận tôi Rất thích thay mặt hai vị Chuẩn bị một chút tư trang hậu sự Ở thành tử vong Ai Cập Nói xong hắn liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mày khê Rời khỏi biệt thự đoàn người theo sát phía sau luôn được huấn luyện nghiêm trình, áo kim lập tức sụi lờ trên mặt đất tuyệt vọng nói hắn quả thật đã biết thánh trạch nghe thấy lời của cha liền hiểu rõ ràng nguyên nhân đích thực lồi giận nổ súng với cha đáy lòng cậu ta nhất thời lạnh hơn nửa sáng sớm không khí trong tòa thành tràn ngập hương thơm mát lành sắc mặt mày khê vẫn không tốt một chút nào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gầy đi hẳn làm quản gia hàn á vô cùng đau lòng Tiểu thư Mạch khê, bữa sáng con ăn ít điểm tâm sẽ không tốt. Nghe lời ta, ăn nhiều hơn một chút đi. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Bác Hàn Á, con ăn không vào, cũng không còn sớm nữa, con đi học đây. Tiểu thư mạch khê, nhỏ tuổi đi học lại muốn nhìn ăn. Giọng nói lạnh như băng cất lên trong không khí, giống như cây soi mang theo hơi thở nguội lạnh. Cả thân người mạch khê run lên. Chào buổi sáng, lôi thiên sinh. Người làm trong nhà ăn cung kính tiếp đón ai đó đang đi đến biểu cảm lôi giận vẫn lãnh đạm ngồi xuống đối diện mày khê hàn á lập tức sai người bưng lên bữa sáng đã được chuẩn bị tốt từ sớm đột nhiên có áp lực từ phía đối diện đây là lần đầu tiên mày khê cùng cha nuôi ăn sáng với nhau mũi cô như vẫn ngửi thấy mùi máu tươi tối qua ngón tay chợt du lên nhẹ nhẹ khiến đồ ăn tinh xảo phát ra âm thanh pha chạm rất nhỏ khê nhi chắc mới ngủ dậy người còn chưa tỉnh táo bữa sáng rất quan trọng tiếng lôi giận nhẹ nhàng bình tĩnh như nước chảy cầm đến chút thức ăn thơm lừng đưa tới trước mặt cô hương vị của đồ ăn có ngon thế nào cũng không bằng áp lực lôi giận gây cho cô đặc biệt là giọng nói của hắn ngữ điệu cũng như cũ không hề thay đổi vốn dĩ vẫn là như vậy thế mà cô lại cảm nhận được hàn khí ẩn bên trong mạch khi đứng dậy hơi thở trở nên gấp gáp chăm chú nhìn ánh mắt lạnh như băng của hắn mà lắp bắp nói con con thực sự đã no rồi lời nói của cha nuôi có vẻ như quan tâm nhưng thực chất cũng là đang ép buộc cô. Lôi giận nhìn cô sắc mặt lãnh đạm nói, ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn đi. Tầm mạch khê khẽ động, bàn tay nhỏ bé ở dưới bàn đột nhiên nắm lại. Cô lấy hết dũ khí, nói lại lần thứ hai, con no rồi. Thức ăn trên tay lôi giận bất động, động tác vẫn dư nguyên như cũ. Hắn thấy ánh mắt cô ẩn chứa tiên dũng cảm, phản kháng thì khóe môi liền cong lên thành một đường thật đẹp, như là đang tán thường hoặc như là uy hiếp. Ngoan, ăn đi mệnh lệnh trầm thấp trực tiếp coi nhẹ phản kháng của cô mày khê dũng cảm nhìn hắn toàn thân tràn ngập sự đề phòng mạch nước ngầm trong mắt cố gắng chống đỡ ánh mắt quyền uy của lôi giận lôi giận cũng chẳng khó để nhìn ra ý chí của cô nên hờ hững nói vậy thì hôm nay con cũng đừng mong đến trường mọi cố gắng nỗ lực hay có thể gọi là ảo tưởng của mày khê về sự dũng cảm của mình đã tan biến một cách nhanh chóng trước ngụ ý vô cùng đơn giản của hắn nếu không ăn sáng cô không thể đi học Bởi bản thân mày khi biết rằng Trường học là nơi duy nhất để cô giải tỏa áp lực Sau một lúc lâu Ánh mắt của cô rốt cục cũng nhạt dần Bàn tay nhỏ nắm chặt Cũng bất đắc dĩ buông ra Ngồi lại đấy Lôi giận thấp giọng ra lệnh Chỉ sang bên cạnh người Mày khi ngồi bên cạnh lôi giận Sự áp lực lớn đến ngút trời Từ phía người bên cạnh đột nhiên bao vây lấy cô Người này rất lành Khiến lòng cô cũng lạnh theo Lôi giận tự mình bắt cô ăn bữa sáng các loại đồ ăn ngon của bữa sáng vì thế mà cực kỳ nhẫn nại đi vào cái miệng nhỏ nhắn của mày khê ngược lại hắn ăn rất ít bữa sáng vốn chuẩn bị cho mình đều được cô ăn là chủ yếu mày khê rốt cục cũng ăn sạch bữa sáng âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng vừa muốn lấy cốc nước chanh thì đã thấy lôi giận đưa cốc sữa đến sát tận môi sáng sớm uống nước chanh sẽ hại dạ dày uống sữa ngữ khí quán thật hẳn nhiên nội dung biểu đạt thì quan tâm lại chính là mệnh lệnh lạnh lệ lùng mày khê ngơ ngơ ngần ngần sau một lúc lâu mới hạ mắt xuống nghe lời uống sữa cả quá trình đều vô cùng áp lực phí dạ đi đến vừa lúc mình thấy cảnh tượng trong phòng ăn đôi mắt điểm đạm chấn động một chút nhưng lại rất nhanh che xấu được trải qua nhiều năm mọi điều hắn có được đều là do lôi giận dày có thể nói là một tay lôi giận tạo ra hắn bởi vậy bất luận là phong thái giơ tay nhấc chân cách nói chuyện hay phong cách làm việc đều mang bóng dáng lôi giận ngay cả việc giấu giếm cảm xúc cũng là sở trường của hắn hắn đi lên phía trước nhìn thoáng qua bộ dáng lôi giận chăm chăm đợi mày khê uống sữa liền cung kính nói lôi tiên sinh danh sách đã về tay chúng ta lôi giận vẫn dừng tầm mắt trên người mày khê nghe thấy vậy thì cười lạnh xem ra con cáo già áo kim cũng đã thức thời không sai con mồi rào hoạt cũng không nể đến quan hệ thân tình bên môi phía xa cũng là vẻ lạnh lùng không khó nhìn ra hắn đối với áo kim có biết bao châm trọng có điều tuổi già áo kim sẽ phải ngồi trên xe lăn. Có gì là không thể. Lôi giận thấy mày khi uống sữa xong thì cầm chiếc khăn ăn, tự nhiên lau khóe miệng cho cô. Thấy cô hơi trốn tránh thì nhíu mày một chút. Đây chính là báo ứng. Năm đó hắn làm chuyện gì thì trong lòng tự biết rõ. Những người trong bản danh sách đó cậu mau đi xử lý đi. Còn nữa, đưa tiểu thư đến trường. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Phí dạng ngần ra lập tức nhìn theo bóng lưng cao lớn của lôi giận hạ thấp người Vâng, lôi tiên sinh Trên đường đến trường Không khí có chút áp lực Mày khê trầm mặc ngồi phía sau xe Đôi mắt xinh đẹp mở to không hề chớp Nhìn phong cảnh bên ngoài Ánh mắt lại vô cùng trống giống Trải qua sự khủng hoảng ngày hôm qua Cô cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều thực mệt mỏi Ví dạ vững vàng lái xe Vẫn luôn nhìn khuôn mặt mày khê qua kính chiếu hậu Trên vầng trán cơ nghị cô hắn Hiện lên vẻ đau lòng Sau một hồi hắn cúi đầu nói Thực xin lỗi, cảnh tượng ngày hôm qua dọa đến cô rồi. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đánh tan bầu không khí yên lặng trong xe, cũng khiến mày khê hoảng hốt. Cô liếc mắt nhìn phía dạ, lại từ kính chiếu hầu chạm phải ánh mắt hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Mọi chuyện không liên quan đến anh, hôm qua cha nuôi có gây khó dễ với anh không? Cô nghĩ đến việc hôm qua hắn muốn dẫn cô về nhà mình, nếu chuyện này bị cha nuôi biết, còn không hiểu sẽ tra hỏi ra sao nữa. Phí dạ nhìn về phía cô, ánh mắt Trần ngập vẻ bối rối hắn không nghĩ đến cô sẽ tinh ý như thế thậm chí còn quan tâm đến an nguy của hắn chuyện này cũng không phải chuyện người con gái 18 tuổi phải lo lắng dừng một chút hắn hơi cong khóe môi cảm ơn tiểu thư mày khê quan tâm lôi tiền sinh không hề làm khó tôi mày khê dựa thân mình nhỏ bé vào ghế nhìn bóng lưng ổn trọng của phí giả một lúc sau như là suy tư mà hỏi phí giả tại sao anh lại muốn thay cha nuôi làm việc phí giả đánh tay lái chiếc xe vòng qua đoạn cua thản nhiên cười lôi tiên sinh làm việc rất mạnh mẽ quyết đoán là ân nhân cứu mạng tôi lại là thần tượng của tôi tôi học hỏi từ lôi tiên sinh rất nhiều mạch khê dễ dàng nhìn thấy từ đôi mắt hắn sự trung thành không khỏi thở dài là con người nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao dường như nghe được sự oán thán trong lời nói của cô ví dạ nói tiểu thư mạch khê lôi tiên sinh làm chuyện gì cũng có nguyên nhân có nhiều việc không đơn giản như cô tưởng tượng đâu Thế còn chuyện tối hôm qua Ông ấy đã nổ súng làm thánh trạch và trai ấy bị thương Mày khê không đồng ý mà nói Tuy rằng cô biết phí dạ Là trợ tố đắc lực nhất bên cạnh cha nuôi Nhưng trước mặt hắn cô vẫn ít nhiều cảm thấy thoải mái Dù sao Hắn vẫn còn hơn cha nuôi Có một chút tình người Phí dạ nhìn cô bất thình lình hỏi Tiểu thư mày khê thực sự thích thánh trạch Mày khê bị hắn hỏi thì có chút sừng sốt Sau một lúc lâu mới nói Anh ấy là bạn trai tôi Tối thiểu cha nuôi cũng không nên dùng phương thức vô đạo đức ấy để bắt thánh trạch phải chia tay. Cô không trả lời trực tiếp là thích hay không thích. Phí dạ dường như nghe ra độ do sự của cô, ánh mắt trở nên dịu dàng. Tiểu thư mày Khê hiểu lầm lôi tiên sinh rồi. Trên thực tế là cha của thánh trạch năm xưa đã làm chuyện có lỗi với lôi tiên sinh. Việc lôi tiên sinh làm tối qua thực sự đã là khoan hồng độ lượng rồi. Mày khê sừng sốt, nhưng thánh trạch vô tội. Tiểu thư mày khê nghĩ thế sao? Nếu lôi tiên sinh không làm như vậy Thì tiểu thư sao biết được thánh trạch không yêu đương thật lòng Ngữ điệu của phí xạ thậm chí không lên cao Chính là thản nhiên hỏi lại Mày khê không nói Tuy rằng việc cha nuôi làm cô khó có thể chấp nhận được Nhưng những gì phí xạ nói là thật Khê nhi, khê nhi Lúc mày khê từ nhà ăn đi xa Thì bóng dáng quen thuộc của thánh trạch chặn cô lại Vào giữa trưa Ánh nắng rực rỡ chiếu lên người thánh trạch Hai mắt hắn nhìn qua thực mệt mỏi Thậm chí cánh tay vẫn còn băng bó Mày Khê nhìn hắn một cái Không nói gì chỉ xoay người muốn đi Khê nhi Thánh Trạch dùng tay kia giữ cô lại Ngữ khí thành khẩn nói Anh chỉ muốn nói với em mấy câu Nói xong anh sẽ đi Mày Khê hơi giật mình sừng sốt một chút Lại nhạy cảm phát hiện Bóng dáng một người con gái đứng cách đó không xa Như là đang chờ đợi Cô giật mình hiểu ra Cười lạnh một tiếng Anh thực sự phải đi rồi Nghĩ đến người kia chính là vị hôn thê hắn nói Nghĩ đến chính mình thật sự là đôi mù mà rồi quỷ khiến mới nhận lời hắn, cô lại càng bội phục người con gái kia, có thể đợi vị hôn phu của mình chia tay với một người con gái khác. Thánh Trạch nhìn theo ánh mắt cô, cười khổ nói. Kỳ thật, cô ấy đã sớm biết quan hệ giữa anh và em. Mạch khê run lên, theo bản năng nói. Thánh Trạch, anh cũng đủ đê tiện đấy. Đối mặt với sự lên án của mày khê, Thánh Trạch không hề tức giận, vẻ áy náy trên mặt cũng đậm hơn. Đúng, anh không nên đã có vị hôn thê rồi còn đùa giỡn em. Khê Nhi, anh biết tất cả là anh sai." Mạch Khê kiềm chế cơn tức giận trong lòng, lại lùng nói, "Anh nói xong rồi thì đi đi, cô ấy đang chờ anh, chiều nay tôi còn có tiết học." Khê Nhi, Thánh Trạch chắn trước mặt cô, nhìn cô không chớp mắt, "Em hãy tin anh, anh anh thật sự thích em, lúc trước theo đuổi em là bởi thấy em rất đẹp, chỉ sau này anh phát hiện mình thật sự yêu em." Anh Thánh Trạch. Mạch Khê chặn lời hắn, "Cũng xem như tôn trọng tôi đi." Trên vầng trán cô lộ vẻ xa cách lạnh lùng Anh cũng phải tôn trọng vị hôn thê của mình đi Mong anh sau này không cần nói lại nữa Thực xin lỗi Được rồi, đối tốt với cô ấy đi Người phụ nữ có thể khoan dung cho anh Đi chơi hoa gẹo nguyệt không có nhiều đâu Chỉ cô ấy là người thích hợp với anh nhất Mày khi rắn giỏi nói Thánh chảnh biết nói nhiều càng làm cô chán ghét Vì thế gật gật đầu chua xót nói Hy vọng em sẽ không hận anh Có cần phải thế không Cuộc sống vốn nhiều đau khổ hận một người là làm mình đau khổ thêm. anh yên tâm, tôi còn chưa thích tự ngược đãi bản thân. thái độ mày khê rất thản nhiên, không hề nói rõ là có tha thứ hay không, chỉ bình thường như với người bạn cũ. thánh trạch nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia phức tạp. mãi lâu sau mới nhìn về mày khê. kỳ thật hôm nay anh gặp em còn có một việc quan trọng khác. mày khê thấy sắc mặt cậu ta có vẻ nghiêm trọng, nhẫn nại nói chuyện gì? là về cha nuôi của em. thánh trạch nghiêm túc nói. Anh biết hiện tại mình không có tư cách để nghĩ em làm việc gì Chỉ có thể hy vọng em sẽ rời khỏi tòa thành kia Rời khỏi lối ra Vì sao? Trong lòng mày khi đột nhiên dấy lên sự cảnh giác Nơi đó không thích hợp với em nói chính xác Thì tòa thành đẹp đẽ đó chỉ dùng để chứa máu tươi Cùng xương cốt người mà thôi Thánh trạch nói rành giọt từng câu từng chữ Mày khi đột nhiên mở to hai mắt nhìn Sau một lúc lâu mới thở hắt một hơi Anh nói dối Tôi không hiểu anh đang nói gì Thánh trạch thầm thở dài một hơi anh biết em sẽ không tin, nhưng điều anh nói là sự thật. Cha nuôi của em trời sinh bản tính tàn nhẫn. Anh nghe cha anh nói, năm đó ông ta đã tự tay giết chết mẹ mình, còn cả người phụ nữ ông ta yêu nhất ngay trong tòa thành. Toàn thân mày khê lạnh toát, thậm chí ánh nắng rực rỡ giữa trưa cũng không đánh tan được luồng hơi lạnh này. Một lúc sau cô mới mở miệng, "Không thể nào." Cô nói vô lực bởi vì cô không thể đoán được lời thánh trạch là thật hay giả. Cha nuôi đối với cô luôn luôn bí hiểm Từ đầu đến cuối cô không hề rõ chuyện của hắn Khê Nhi Em thật sự hiểu cha nuôi em sao Kỳ thật hôm sinh nhật Anh đã muốn nói cho em chuyện này Nhưng lúc ấy đại lị cứ quính lên đòi đưa em đi Lời nói của Thánh Trạch lại vang lên Lôi giận từ nhỏ Không sống trong lôi ra Mới năm tuổi mới được lôi lão gia đưa về Nhưng không ngờ Chưa đến một năm sau Hắn đã tự tay giết mẹ mình Không thể nào trên đời này sao có người tự tay giết chết mẹ mình chứ Mạnh khi cảm thấy luồng khí lạnh Đã hoàn toàn phủ lên mình Cảm giác như mình đang đứng giữa Một nơi giá băng Thánh trạch lắc đầu Khế nhi anh nói điều là thật Tuy rằng không rõ mục đích của lôi giận năm đó Nhưng chính xác là ông ta đã giết mẹ mình Còn nghe nói Ông ta từng yêu rất sâu đậm một người phụ nữ Yêu đến điên cuồng Bởi vì không chiếm được cô ấy Nên đã tự tay giết Đó là người phụ nữ ông ta yêu nhất nếu như không bởi bản tính tàn nhẫn Thì sao có thể xuống tay Người phụ nữ yêu nhất Đôi môi mày khê thì thào run rẩy Cha nuôi Hắn hoàn toàn chẳng có yêu thương gì phụ nữ Thánh trạch Tất cả đều chỉ là anh nghe nói Anh không tận mắt thấy mà Cô không thể tưởng tượng được bộ dáng của cha nuôi Khi yêu một người phụ nữ Nếu thật sự có người phụ nữ đó Nhất định là rất đẹp Nếu không sao cha nuôi lại yêu say đắm đến vậy Nghĩ đến đây trong lòng mày khi đột nhiên bâng khuâng Dầu dí giống như bầu trời đột nhiên u ám cơn mưa chuẩn bị kéo đến khê nhi thánh trạch thấy thế đau lòng nói nhỏ bất luận em có tin hay không thì đó cũng là sự thật cha anh từng làm bác sĩ tự nhân cho lôi gia ông ấy ít nhiều có biết về chuyện trong lôi gia nhất là về lôi giận cha anh nói năm đó lôi giận vì người đàn bà kia mà đã qua mặt lôi lão gia thậm chí ông ta còn dí súng vào thái dương lôi lão gia đó là cha sinh ra ông ta mà ông ta còn dám dùng súng thì giết mẹ có gì là kỳ quái đâu lôi giận lúc nào cũng bí hiểm không có mấy người hiểu được tâm tư ông ta cho nên khi ông ta không chiếm được người phụ nữ đó dựa theo tính tàn nhẫn thì ông ta thả rằng hủy diệt chứ không để người khác có được đủ rồi Mày khê che tay lại không muốn nghe nữa cha nuôi đối với tôi ơn nặng như núi tôi không muốn nghe bôi nhọ ông ấy nếu không tận mắt chứng kiến thì anh đừng có đoán giả đoán non trên đời này người tàn nhẫn đến đâu cũng không làm những loại chuyện đó với cha mẹ mình. Thánh Trạch dường như không muốn từ bỏ, ngược lại cầm lấy bàn tay mày khê, giọng nói vừa vội vừa nghiêm túc. Khê Nhi, em sẽ không hiểu được đâu. Đúng vậy, người bình thường từ tàn nhẫn đến mấy cũng không làm những chuyện này. Bởi vì người bình thường từ nhỏ được nhận sự giáo dục nhân văn, nhưng mà cha nuôi em thì không như vậy. Ông ta không phải là người, cho nên em đừng dùng lối suy nghĩ của người bình thường để đánh giá ông ta. Mạch Khê giật mình, sau một lúc lâu mới lạnh lùng hỏi Thánh Trạch, anh nói những lời này là có ý gì? Thánh Trạch hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra vẻ cẩn thận, dè dặt. Khê Nhi, cha nuôi của em từ nhỏ nhận sự giáo dục của bầy sói. Nói cách khác, ông ta từ nhỏ không phải được người nuôi mà là loài sói. Mày khê hoàng sợ trừng lớn mắt, cái gì là sói? Ánh mắt cô theo bản năng ruột lại, đột nhiên có phản ứng lại, bắt lấy cánh tay của Thánh Trạch. Anh nói... Thánh Trạch từng câu từng chữ nói, nếu em giờ lại tin tức 13 năm trước sẽ biết, năm đó lôi ra thất lạc một người con trai, nhiều năm không rõ tung tích, người con trai đó chính là Lôi Dần. Ông ta được bầy sói nuôi lớn, uống sữa sói, ăn thịt tươi, cuộc sống quá hoang dã, từ đó mà định hướng lên tính cách của ông ta. Tuy nói hiện tại ông ta là người, ăn trên ngồi trước, âu phục văn minh, che đi bản chất ngỗ ngược, nhưng trong ông ta vẫn ẩn chứa sự tàn nhẫn, còn có bản tính chiếm hữu như loài sói, vĩnh viễn không thay đổi được. Giết một người đối với ông ta mà nói Chỉ như giết một con thỏ Chẳng có gì khác cả Mày khi cảm thấy như trời đất quay cuồng Thậm chí thấy hoang đường vô cùng Sau một lúc lâu mới lắc đầu Không thể nào Cha nuôi của tôi không thể nhanh nói được Không sai Tất cả mọi chuyện đều đã nghe nói Nhưng mà khê nhi Thánh trạch thản nhiên nói Em đã gặp người đàn ông nào như vậy chưa Ông ta tàn nhẫn hơn bất kỳ người nào Lòng dạ thâm sâu hơn bất kỳ ai anh nghe nói năm đó Khi ông ta tưới máu lên tổ chức ảnh Nhíu mày cũng không mà ánh mắt cũng chẳng thay đổi Là người bình thường Đối với chuyện chém giết như vậy Cũng không ai có thể bình tĩnh như ông ta Thậm chí cha anh còn nói Ông ta che giấu nỗi lòng cực giỏi Cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy ông ta Không không chế được cảm xúc Khê nhi em nói xem Một người bình thường sao có thể che đi nổi Bao hỉ nộ ái ố chứ Mày khê nghe thế Ra đầu như một trận run lên Cẩn thận mà nghĩ đến cha nuôi quả thực cô thấy đúng như lời thánh trạch nói bộ dáng bí ẩn của cha nuôi nhìn đã thấy sợ tuy nói hắn vô cùng cao lớn anh tuấn nhưng cả người luôn phát ra sự lạnh lùng xa cách ngàn dặm cô chưa từng nhìn thấy cha nuôi cáu giận thậm chí ngữ khí uy hiếp cũng vô cùng thản nhiên cũng tựa như một loại giận dữ nhưng bộc lộ uy quyền tựa như vị thần ăn trên ngồi trước mang theo sức mạnh kẻ khác không địch nổi chẳng lẽ cha nuôi thật sự là được bầy sói nuôi lớn trong lúc lừa đáng cô lại nhớ đến buổi tối năm 14 tuổi, cha nuôi tao nhã cầm ly máu tươi của người phụ nữ. Cô thậm chí còn nhớ đến chuyện hai ngày trước bị cha nuôi tàn nhẫn chiếm đoạt. Trong ánh mắt hắn, không hề nhìn thấy chút tình người, ngay cả chiếm đoạt cũng vô cùng cuồng bạo như dã thú. Bất luận là cô cầu xin ra thứ thế nào đi chăng nữa, chỉ càng làm hắn thêm hừng phấn, cuồng dã, thật sự giống như một con sói khát máu. Nghĩ đến đây, mày khi theo bản năng phát run, trên người nhanh chóng nổi cả da gà. Thánh trạch thấy rõ ràng, liền vội vàng hỏi khế nhi em đang nghĩ tới điều gì mày khi đột nhiên phản ứng lại lập tức nói không không có gì cô phải chứng thực nhất định phải tìm cơ hội chứng thực tất cả trong đầu cô đột nhiên vang lên tiếng nói cổ phí dạ lôi tiên sinh làm việc rất quyết đoán là ân nhân cứu mạng tôi cũng là thần tượng của tôi tôi còn muốn học hỏi nhiều đúng phí dạ chỉ có hắn là biết rõ ràng chuyện của cha nuôi điều mấu chốt là phải làm sao để hỏi được tất cả chuyện này đây Cô hơi nhíu mi Nhìn vào ánh mắt của Thánh trạch Cậu ta như có chút đau lòng Nhìn không được đưa tay ra dãn mi tâm cho cô Chạm nhẹ vào khuôn mặt mịn màng nhỏ nhắn ấy Lại cả kinh khi cô lùi lại phía sau Khi nhi Đáy mắt thánh trạch thoáng hiện nét mất mát Ngữ khí thân thiết nói Anh biết đêm đó anh rất khốn nạn Nhưng anh rất muốn quan tâm Chăm sóc cho em Em có phải bị người ta xâm phạm không Khuôn mặt mày khê đột nhiên biến sắc Bàn tay theo bản năng tùm lấy chỗ cổ áo Thánh Trạch thấy thế, đôi mắt tràn vẻ đau xót, một lúc sau mới nói: "Anh nghĩ Lôi Tiên Sinh sẽ không bỏ qua cho kẻ đã xâm phạm em đâu, muốn tìm ra hắn ta chắc cũng không khó. Khê Nhi, gạt bóng ma đó đi, hãy dũng cảm tiến về phía trước. Tôi sẽ." Mày Khê cố nén hai hàm răng run cầm cập lại, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ chua xót, nhạy cảm nhìn thấy người con gái phía xa đang mất kiên nhẫn, nhìn đồng hồ thì vội vàng nói: "Vị hôn thê của anh đang sốt ruột kìa, vậy cứ như anh nói." chúng ta cáo biệt từ đây đi trong lòng thánh trạch xối mời nâng tay muốn khẽ vuốt mái tóc của cô rồi lại thôi chua xót cười cảm ơn em đã dành chút thời gian cho anh mày khê không nói gì cụ mắt xuống dưới ánh mặt trời bóng dáng cô thật mỏng manh khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hơi tái thánh trạch quyến luyến không nỡ rời mới đi được vài bước lại quay đầu lại hô lên chán mày khê cứng rắn nói một câu anh yêu em thực xin lỗi bộ dáng của cô làm cậu ta đau lòng lại tự trách bản thân nếu biết chuyện đến mức này cậu ta nhất định sẽ không trêu đùa người con gái đơn thuần như vậy nếu được cậu ta tình nguyện lựa chọn yêu cô nhìn bóng dáng ngày càng xa của thánh trạch nhìn người con gái yên lặng bên cạnh cậu ta trong lòng mẹ khen nổi lên cảm xúc phức tạp nụ hồn nóng ấm trên trán cũng dần nguội lành mối tình đầu của cô thế là đã chấm dứt như một vở kịch lại như một giấc mộng lúc bắt đầu oanh oanh liền liệt khi kết thúc cũng không thua kém. Trong lòng cô dấy lên một loại cảm giác khó nói thành lời, rất xót xa nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng nỗi đau cha nuôi gây ra cho cô đâu chỉ là xót xa. Đúng vậy, như Thánh Trạch nói, chỉ cần là người cha nuôi muốn tìm thì nhất định sẽ tìm được. Đáng tiếc, người xâm phạm cô không ai khác, chính là vị cha nuôi uy quyền đó. Cho dù những lời Thánh Trạch nói là thật thì cô sao có thể trốn được, trốn khỏi tòa thành, rời khỏi lôi ra dường như vô cùng khó khăn. Cầu lạc bộ Lasfer tọa lạc tại nước Pháp sao hòa bậc nhất là một trong những phần bất động sản của lôi thị. Ba năm trước đây được đầu tư bước đầu hơn 50 triệu để xây dựng và thiết kế. Tòa nhà gồm 6 tầng, cao hàng trăm mét, trở thành kiến trúc xinh đẹp, sao hoa lộng lấy bậc nhất nước Pháp. Mỗi phòng khách sạn đều có một thiết kế riêng, diện tích căn phòng nhỏ nhất cũng gần 300 mét vuông. Còn phòng hoàng gia ước chừng vào khoảng hơn 1.000 mét vuông, hàng mở cửa sổ sắt đất có thể nhìn ra ban công, hoa viên, lúc nào cũng có thể nhìn thấy đại dương mênh mông vô bờ xinh đẹp. Đêm nay có chút ám mùi. Trong phòng hoàng gia, lôi giận nằm trên ghế, hắn vừa tắm xong, thân mình cao lớn dụ hoặc được vây bên trong chiếc áo choàng tắm màu trắng, lẳng lặng nằm trên ghế, phía sau hắn là đại dương xanh thăm thẳm một màu. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt cường nghị anh Tuấn, dưới ánh đèn bóng dáng hắn càng thêm vẻ dụ hoặc mê người. Hồi lâu sau, một đôi bàn tay mềm mại nhỏ bé, nhẹ nhàng đặt trên trán, ôn nhu xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương của hắn, ngón tay cô rất trắng, lại mềm mại như nước. Người phụ nữ có dáng người cao gầy, mái tóc quan dài mềm nhẹ, lại động trong gió đêm. Gương mặt xinh đẹp, nhưng lại có những đường nét mềm mại, đáng yêu. Mỗi cây giơ tay nhấc chân, đều lộ ra sự dịu dàng ngoan ngoán. Cô không nói gì, chỉ yên lặng, mát xa cho hắn. Một lúc lâu sau, lôi giận nâng tay, ngón tay thon dài dọc theo tay người phụ nữ đó cuối cùng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bàn tay thô to bao vây lấy như là đang nhằn nhã đùa bớn lòng bàn tay mềm mại của cô cô thản nhiên cười dừng lại động tác chân thành đi đến trước mặt lôi giận thân mình mềm mại như nước quỳ gối trên thảm ngón tay mảnh khảnh của cô cùng bàn tay lôi giận đan xen với nhau tay kia thì lại mềm mại nhẹ nhàng dẫn mi tâm quán ra thầm tình mà nói nhỏ giận hội nghị hôm nay khiến anh mệt mỏi sao lôi giận mở mắt còn người xanh biếc sâu thẳm như người phụ nữ nhỏ nhắn cùng khuôn mặt đáng yêu thì chợt lóe lên vẻ dịu dàng thản nhiên nói vì sao lại nói như vậy người phụ nữ liền ngả vào bên cạnh hắn ngẩng gương mặt trong sáng nhỏ nhắn dịu dàng nói một câu từ lúc trở về khách sạn vẻ mặt của anh không được tốt lắm một câu cũng không nói giọng nói dịu dàng của người phụ nữ lại có chút làm đúng khiến lôi giận hơi thất thần ôm lấy cô ngữ khí tuy rằng lãnh đạm nhưng lại có chút thà lòng. Bà cơ, tuổi thân lắm sao? Bà cơ lập tức lắc đầu ngọt ngào nói. Tuổi thân cũng không sao, bản thân em cũng không oán không hận. Có thể ở bên cạnh anh, em rất hạnh phúc. Giận, anh đối với em tốt như vậy, cho dù thế nào đi nữa thì em cũng không oán trách. Em cho rằng anh đối với em tốt lắm sao? Lôi giận nghe vậy, sau một lúc thì ngồi dậy, nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ngay sau đó, ngón tay thon dài nhẹ nhàng, vẽ theo ngũ quan xinh xắn của bà cơ ngón tay mang theo sự nhẹ nhàng tuy rằng đôi mắt vẫn lạnh lùng trong đầu hắn lại lơ đãng hiện lên khuôn mặt của người con gái khác thực mềm mại đáng yêu bà cơ nâng tầm mắt đối diện với con người xanh biếc của hắn nhẹ nhàng nói trên đời này chỉ có anh đối với em là tốt nhất trong mắt lôi giận có chút rung động nâng tay gãy vuốt tóc của cô lãnh đạo buông một câu nhà đầu ngốc bà cơ nở nụ cười nhào vào trong ngực hắn bàn tay nhỏ bé lại như rắn nước chui vào áo ngủ của hắn dừng lại tại cơ ngực rộng lớn nhẹ nhàng hôn lên lồng ngực màu đồng của hắn nhà đầu ngốc này chỉ vì anh mà sống mà chết em vĩnh viễn thuộc về anh còn người của hắn đột nhiên căng thẳng lời nói của người phụ nữ như nước lũ xối quanh trong đầu hắn đột nhiên đau đớn như muốn nổ tung lôi giận không nói không rằng trực tiếp bế ngang người phụ nữ đi thẳng vào phòng ngủ ném thẳng lên giường giận bà cơ chỉ mặc một chiếc váy ngủ dày mỏng bằng lụa màu đen lại vì bị lôi giận ném lên giường nên chiếc váy cũng nhăn nhúm lại thần thể mềm mại nữ tính không chút che lấp hiện ra trước mắt lôi giận lôi giận hơi thất thần cúi người xuống ngón tay thon dài thuần thục cởi bỏ váy ngủ của cô chụp lên ngực cô thần thể bà cơ run rẩy nhiệt tình ôm lấy cổ lôi giận mị hoặc nằm dưới thân hắn như rắn nước mà vặn vẹo cảm thụ được dáng người to lớn của hắn mùi hương thản nhiên tỏa ra còn có khuỷu tay rắn chắc mạnh mẽ dân cô chủ động hầu hạ hắn từ từ hôn xuống cho đến lồng ngược hắn cái miệng nhỏ nhắn lại nhiệt tình khiêu khích cầm hắn cũng cảm nhận được vật tượng trưng nam tính để kiêu ngạo của hắn ở bên cạnh hắn hai năm bà cứ biết rất rõ ràng người đàn ông này dục vọng thật kinh người mỗi khi trong mắt hắn thoáng hiện nét ưu tư thì hắn sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian dài cùng tình cảm mãnh liệt khiến cô có thể cảm nhận được khoái cảm sâu sắc ý thức cô trở nên mê muội cho đến khi mồ hôi đầm đìa sức cùng lực kiệt thì hắn mới có thể đạt đến cao trào cô biết như thế nào làm mới có thể làm cho hắn vui cũng biết trong lúc hoàn ái hắn cấm kỵ cái gì cho nên ở bên cạnh hắn lâu như vậy cô có thể mang đến cho lôi giận cuộc hoàn ái cùng dã nhưng duy nhất không chiếm được nụ hồn của hắn lôi giận khi cùng những người đàn bà khác trên giường không bao giờ cho họ tùy tiện gắn bó với hắn nói cách khác Hắn cũng không để cho người đàn bà nào chạm vào môi hắn. Người phụ nữ mềm mại dưới thân làm lôi giận hơi nhéo mắt lại. Bàn tay to nắm trong tay đầu của cô lại làm người phụ nữ càng thêm vất vả mà chịu đựng sức mạnh của hắn. Bà cơ hoàn toàn quỳ gối giữa hai chân rắn chắc của hắn như là đang hầu hạ bậc quân vương thời cổ đại. Hình dáng khuôn mặt bà cơ chiếu vào ánh mắt của hắn. Hàng mi kia, ánh mắt kia, thậm chí cả đôi môi hồng nhuận. Trước mắt hắn lơ đánh hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn, quật cường, cùng sợ hãi tái nhợt của mạch khê cảnh hắn chiếm đoạt mạch khê đêm đó đột nhiên hiện lên rõ một một trước mắt hắn thân thể cô tràn ngập vẻ thanh xuân tươi mới mang theo hương vị hấp dẫn của tuổi trẻ cô như trang giấy trắng hắn phát hiện đêm đó hoàn toàn lán chủ động hắn thừa nhận chính mình thực điên cuồng lần đầu tiên phải dùng thủ đoạn đó với một người phụ nữ đúng vậy cô đã trưởng thành là một người phụ nữ sự ngây thơ của cô đem đến cho hắn cảm giác mà chưa người nào làm được đó là cả thân thể và tinh thần đều thỏa mãn thật khó tin nhưng mà thân thể mày khê hoàn toàn khiến hắn khí huyết sụp sôi cảm giác này gần như khiến hắn phát điên bên tai tựa như lại vang lên tiếng khóc nức nở của mày khê lúc ở dưới thân hắn cầu xin tha thứ tiếng ngâm vọng trong tay hắn cũng hấp dẫn trí mạng càng làm hắn càng thêm cùng dã đêm đó hắn hoàn toàn biến cô trở thành một người phụ nữ thực sự hơi thở hắn bắt đầu rồn rập thậm chí khi nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được mạch khê đêm đó dưới thân hắn run rẩy dục vọng dấy lên càng nhanh dần khuôn mặt bà cơ mang nét xuân tươi như cánh đồng vừa được tưới nước thân mình như rắn cuốn lấy người hắn ngay sau đó lôi giận xoay người áp chế người phụ nữ dưới thân không chút lưu tình tiến thẳng vào bà cơ hít sâu một hơi tuy nói thân thể của cô là một tay hắn dạy dỗ nhưng mỗi lần hoan ái như thế này vẫn khiến cô khó có thể tiếp nhận được sức mạnh to lớn cường hãn của lôi giận Giận, anh thật hư nha Hai đôi ngọc ngạc của cô không nhịn được Quặn lên hông hắn Thở gấp cầu xin tha thứ Nhưng ngược lại, càng kích thích hắn Trở nên yên cuồng hơn Trên giường, thân thể bạc cơ như sợi mì Bị hắn yên cuồng dày vò Tiếng thở dốc lỗ mãng của hắn Hòa cùng tiếng ngân mềm mại của người phụ nữ Trong phòng, nhiệt độ càng ngày càng tăng Nóng bỏng không kiềm lại được Một hồi lâu sau Cùng với tiếng gầm nhẹ của người đàn ông Độ nóng rút cục cũng giảm xuống tất cả yên tĩnh trở lại chỉ có gió đêm thổi từng đợt bay tấm sen lụa cũng tán đi không ít mùi dục vọng dân bà cơ tuy rằng đã sớm mệt mỏi không chịu nổi nhịn không nổi nằm úp sấp trên lồng ngực lôi giận mà thở dốc cảm nhận mùi hương thuộc về hắn bà cơ liền tiếng làm nũng mỗi lần đều tra tấn người ta đến chết người đàn ông này mỗi lần qua hồi hoan ái đều lạnh lùng dù vậy ở hắn vẫn tàn ra mị lực làm phụ nữ khó có thể chống đỡ bởi dáng người cao lớn anh Tuấn còn có gương mặt mị hoặc khôn cùng. bạc cờ cũng như vậy, biết rõ hắn chính là ma quỷ mà vẫn như chúng độc quyến luyến không chịu rời. Biết rõ làm bạn bên người đàn ông này rất nguy hiểm, còn như thiêu thân lao đầu vào lửa mà không nghĩ đến việc rời đi. Lôi giận, luôn có cách làm phụ nữ vừa sợ nhưng lại vừa yêu. Đến khi đắm chìm trong nó rồi, lại phát hiện ra dù có chết cũng cam tâm tình nguyện. Lôi giận nghe thấy vậy, đẩy người phụ nữ trên người ra rồi ngồi dậy, ra thịt màu đồng dưới ánh đèn càng thêm vẻ quyến rũ uống đi hộp thuốc màu đen bị ném lên người bà cơ giọng nói của hắn rất bình thản một chút dao động cũng không có thầm trầm tựa biển sâu dân đáy mắt bà cơ chợt lạnh đi vừa muốn làm lúc nói gì đó lại nghe thấy hắn lãnh đạm buông một câu đừng để anh nói lần thứ hai ngữ điệu không cao nhưng lại mang theo uy quyền cường thế rất lớn trong mắt bà cơ toán nghẹn lên vẻ đau xót nhưng vẫn đành phải nuốt viên thuốc màu đen lôi giận nhìn thấy thì vừa lòng đưa tay vỗ vỗ mong cô thấy chán hắn giãn ra một chút bà cứ lúc này mới dám đứng dậy hai tay như dây leo ôm lấy thắt lưng hắn từ phía sau khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn mềm mại như nước dán sau lưng của hắn nhỏ giọng cầu xin giận đêm nay đừng đi có được không cô biết hắn quá mức vĩ đại phụ nữ bên người nhiều vô số nhưng cô cũng biết chính mình vẫn có chút địa vị trong lòng hắn cũng bởi điểm này nên cô không giống với những người phụ nữ kia ít nhất hắn đối với cô không thành khóc vô tình như đối với những người phụ nữ khác ít nhất lôi giận vẫn là kim trù của cô bởi vậy cô ngày càng muốn tiến từng bước để có được nụ hồn của hắn hoặc chỉ là một đêm được ngủ trong lòng lôi giận thôi cô cũng thoại lòng bởi lôi giận cho thấy bây giờ chưa bao giờ ngồi cùng giường với phụ nữ cho dù của người phụ nữ đó trên giường có quần ra đến đâu thì khi xong việc cũng sẽ rời đi bà cơ hầu hạ bên lôi giận lâu như vậy tuy rằng mỗi lần hoan ái đều mãnh liệt điều khiến cô vô cùng thỏa mãn cũng rất mệt mỏi nhưng vẫn là hư không không có lôi giận ngủ ở bên cạnh làm bạn cùng cô chỉ còn lại hơi thở của hắn vương vấn trong không khí lôi giận lạnh lùng đứng dậy thần thể cao lớn có thể sánh với tượng thần rô khiến người ta nhìn vào có cảm giác xa cách ngàn dặm hắn chỉ vào chiếc áo sơ mi bên cạnh ánh mắt bà cơ thực ảm đạm dù mỏi mệt không chịu nổi nhưng vẫn cầm lấy áo sơ mi mặc trình tề lại cho hắn xong liền kiếng chân đặt lên má hắn nụ hôn nhẹ nghỉ ngơi sớm một chút lôi giận nhìn khuôn mặt cô đôi mắt thoáng chút hoảng hốt chỉ là rất nhanh che xấu đi thản nhiên nói một câu khóe môi bà cơ gợn lên nụ cười tươi ngoan ngoãn gật đầu lôi giận rời đi khi bóng dáng cao lớn như thần thánh kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt bà cơ mới buông thân mình mềm mại nằm trên giường ôm lấy chiếc gối còn vương lại hơi thở của hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại khoảng thời gian này thực sự quá yên lặng mạch khê lại như nhớ về hơn một ngày trước kể từ sau buổi tối hôm đó cha nuôi không trở về rời khỏi toàn thành mọi chuyện chỉ tựa như một cơn ác mộng đã qua đi học rồi than học cuộc sống mạch khê dần dần trở nên bình thường tuy rằng mỗi khi ở vườn trường hoặc là nhà ăn đều xuất hiện những sinh viên cứ chỉ trò không ngừng mạch khê chúng ta là bạn tốt của nhau đúng không chuyện của cậu với thánh trạch thật sự không thể nói được sao đại lị vừa ăn vừa nén giận mà hỏi Mày khi mỉm cười cô không chịu nói Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt của cô Vẫn ánh lên nét xinh đẹp Hồng hào mọi ngày Lại cười Đại lị bất mãn nhíu mày Tuy rằng thánh trạch truyền trường lâu như vậy Nhưng trong trường lại mày rất đủ loại tin đồn nhảm À cậu không nghe thấy mấy người đó nói gì chứ Thánh trạch chia tay mày khê Làm cho nữ sinh trong trường Ai ai cũng ẩm ẩm đắc ý Lời đồn đại truyền càng xa Càng trở nên ồn ào huyết náo Chỗ nào cũng nói mày khê rốt cục Bị thánh trạch dùng bỏ cô chẳng có chỉ là kẻ đáng thương mà thánh trạch chơi bời thôi mày khi không cho là đúng nhún nhún vai miệng là của người khác họ thích nói gì thì nói cô nghĩ rằng mình không cần phải giải thích nhiều càng giải thích thì vấn đề phát sinh lại càng nhiều nếu nói ra nguyên nhân đích thực khiến thánh trạch phải chuyển trường thì tự nhiên sẽ lại nhắc đến cha nuôi lại nhắc đến cha nuôi là lại liên quan đến chuyện xảy ra tối hôm đó thậm chí sẽ liên quan đến cả chuyện hắn cường bạo cô nữa mày khê thừa nhận chính mình như con đà điều trước mắt chỉ có thể nơm nớp lo sợ, vùi đầu vào cát. Nếu có thể trốn tránh bỏ chạy thì cứ tiếp tục trốn. Nếu tránh không được nữa thì nói sau, cô bây giờ chỉ có thể đi một bước mà tính một bước. Đại lị thấy thật sự không hỏi được gì, đành phải đầu hàng. Thôi thôi, khi nào cậu muốn nói thì hãy nói. Đúng rồi, kỳ nghỉ sắp tới, cậu quyết định đi làm thêm sao? Thật sự đã quyết định rồi sao? Mày khi gật đầu. Công ty đã gọi điện thoại đến, mình có thể đến công ty thời trang khi không ai làm trợ lý, nhưng mà ở đó còn thiếu một trợ lý đại ly nếu cậu không có việc gì làm thì có thể đến đó làm cùng nhau đi thật sao thật tốt quá kiếm tiền luôn đi liền với tiêu tiền mình đi đại lý hưng phấn nhưng lại trưng ra ánh mắt nghi hoặc mạch khê cậu ra ngoài làm việc còn chăn nuôi của cậu thì giải quyết sao đây tuy rằng chỉ thấy qua chăn nuôi của mày khê một lần thế nhưng bộ dáng lạnh như băng đến nay vẫn còn ít đậm trong đầu đại lý. hắn là nhân vật có tiếng đương nhiên có quyền uy và vị thế lớn ngón tay mày khi theo bản năng run rẩy một chút lập tức cười cười nghe bác hàn á nói cha nuôi mấy tháng gần đây đều ở pháp xử lý công việc ông ấy sẽ không biết đâu đại liệt nhìn cô thở dài cậu đấy thật sự là có phúc mà không biết hưởng đường đường là thiên kim tiểu thư của lôi gia mà lại chạy đến công việc thời trang làm trợ lý trang phục mình mà là cậu á thì đã sớm đi du lịch vòng quanh trái đất rồi mày khê uống một ngụm nước nhẹ nhàng nói một câu mình cần tiền đại lý đọc cặp mắt trắng dã cậu là con gái của lôi giận dành tiếng lừng lấy còn anh có thể so với cậu tiền của lôi ra là của cha nuôi không phải của mình mày khi nói ra khúc mắc trong lòng tuy rằng thẻ vàng của cô không lúc nào hết tiền nhưng tất cả đều thuộc về lôi ra từ đêm đó trở về sau trong lòng cô đã để tâm và bắt đầu bài xích tất cả mọi thứ thuộc về lôi ra tốt có cốt cách của thiên kim tiểu thư nha đại lị cười chiêu nói thôi dù sao kỳ nghỉ cũng dài làm chung một chỗ với cậu cũng tốt Cô biết mày khi tính khí quật cường Thường thường đã quyết định chuyện gì thì không thể thay đổi Mày khi ngọt ngào cười lớn Nhẹ nhóm thở dài một hơi Kỳ nghiệp vừa tới gần Sở diễn thời trang đã tổ chức hoành tráng rồi Khi là công ty thời trang nổi tiếng toàn cầu Bên dưới có 10 chi nhánh 2 phần 3 đơn đặt hàng Đều là từ những người giàu có quyền thế cao sang Nhất là khi cây còn dưới bậc công ty FLON Thì đã được nhiều thành viên hoàng gia đặt trang phục rồi Bên này Chuyên viên trang điểm làm nhanh một chút còn cô nữa, xem lại nhóm người mẫu chuẩn bị đến đâu rồi Phóng viên đều đến rồi còn không mau ra đón Phụ trách sau lần này Là công ty người mẫu nổi tiếng PC Người mẫu trong công ty Cũng phải quan sát hài ký mới được tham gia sự kiện lần này Lúc Mạch Khê cùng đại lị Vừa được phân công ra phía sau hộ trường liền nhìn thấy một vị chủ quản nữ tính Đang khoa tay múa chân Vừa muốn mở miệng, cô ta lại phóng ánh mắt sắc bén nhìn hai người Các cô là trợ lý mới sao Tôi đã thấy ảnh chụp của các cô rồi Như vậy đi, các cô hãy nhanh nhanh một chút đến xem tốt người mẫu đầu tiên, sau đó nhìn xem Khan Vinh kia cần hỗ trợ hay không. Anh ấy hẳn là bận tới mắt tới mũi rồi, nhanh lên. Đại lị sừng sốt, thơm miệng hỏi một câu. Khan là ai? Còn nữa, tốt người mẫu đầu là gì? Chủ quản ngần người, ngay lập tức nổi lên cơn tức giận. Các cô như thế nào mà được tuyển vào? Đến việc hỗ trợ trang phục trước biểu diễn, quan trọng nhất như vậy mà cũng không được học kỹ sao? Lại còn, tốt người mẫu đầu cũng không biết. Chủ quản trưng ra dáng vẻ sắp sứt đầu mè chán, vút vút cây chán lập tức nói Thôi thôi, đơn giản mà nói với các cô chính là Muốn các cô đi xem nhóm người mẫu đầu tiên lên sân khấu Còn nữa, Khan là nhà thiết kế trang phục sau này Đang ở khu vực người mẫu bên kia Các cô đã không thông minh Thì tôi sẽ nói một chút Khan là nhà thiết kế quyền uy bậc nhất của cây khoai Nói chuyện với anh ta đừng có liều lĩnh Lỗ mãng, mau đi đi Đại lị nghe được thì sừng sốt một hồi Trước kịp phản ứng lại, đã bị mẻ khê lôi đi Đi một hồi, rốt cô cũng tìm được khu người mẫu Lúc này mày khi mới phát hiện Thì ra các sâu diễn trên tivi Đều là lừa người Nơi này tuy rằng Nhưng có bề bộn nhiều việc Nhưng tất cả đều may ngắn có thứ tự Mỗi việc đều có người chuyên trách Bóng sắm một người đàn ông xuyên qua giữa nhóm người mẫu Đang sắp xếp mọi thứ đầu vào đấy Bởi vì khoảng cách khá xa Nên cô không thấy rõ diện mạo của người đó Mày khi chỉ có thể cảm giác được Thân hình anh ta rất cao lớn Người này ăn mặc rất quái lạ Rõ ràng là mùa hè Lại đi mặc một chiếc áo thun len casemir cùng áo bà đờ suy nhưng mà nghĩ một lúc sẽ nhận ra rằng đây là bộ trang phục thu đông chắc là dành cho sâu diễn lần này đại lý, anh ấy chắc chính là nhà thiết kế thần thánh mà chị chủ quản kia nói mày khê kéo đại lý đi nhanh hơn thừa dịp anh ta nghiêng người sang một bên mày khê có thể thấy được toàn bộ diện mạo của anh ta là một người xa lạ hơn nữa lại là một người đàn ông quá đẹp trai ngũ quan tuấn mỹ dáng người hoàn hảo chiếc áo ba đờ suy cũng không cày khuy làm lộ ra bộ âu phục xám bên trong cả chiếc cà vạt cùng màu và cái cà vạt màu tối vô cùng tương xứng, không thể chê vào đâu được. Mày khi giật mình sừng sốt một chút, nhà thiết kế này không giống như trong tưởng tượng của cô, trang phục trên người rất trình tề, giống như vừa mới ra khỏi một cuộc họp vậy. Đại lị cũng ngây ngốc thì Thảo nói, tại sao các nhà thiết kế lại cứ phải đẹp trai như vậy chứ? Mày khi lúc này mới phản ứng lại, kéo kéo cô đi ra phía sau người đàn ông kia nhẹ giọng nói, anh chính là nhà thiết kế can sao? chủ quản bảo bọn em đến đây xem anh có cần hỗ trợ không phía sau vang lên giọng nói của một cô gái làm cho anh chú ý anh quay đầu lại nhìn về phía sau thì thấy một thiếu nữ chỉ cao đến vai anh đôi con người đèn láy bỗng như sáng lên lập tức hơi nghi hoặc hỏi một câu em là chào anh em tên là mạch khê còn cô ấy là đại lị chúng em đến đây làm trợ lý mạch khê ư người đàn ông tựa như tuần thức cái tên này lập tức ảm đạm cười các em tới rất đúng lúc có người mẫu bên kia cần thay trang phục quá hỗ trợ đi Giọng nói của anh ôn nhu hài hòa Nhưng lại mang theo sự thản nhiên xa cách Làm cho người nghe thực thoải mái Nhưng lại không thể cùng anh quá sức thần mật tiếp cận Khiến người ta tới gần Rồi lại như vậy mà xa cách không để thành bạn Mỗi động tác giơ tay nhấc chân Đều tản ra hương vị thản nhiên Như hương của cây ăn quả Thực là một hương vị sạch sẽ Mạch khê không một chút hốt hoảng Nhanh chóng kéo đại lị khẩn trước làm việc Đây là lần đầu tiên mày khê được quan sát Một sâu diễn gần như thế cô trước giờ đều cho rằng các nhà thiết kế luôn luôn tạo ra ảo mộng sở dĩ có nói như vậy vì nhà thiết kế can này chính là một trong số đó thậm chí ngay cả những tiết mục mở màn cũng độc đáo vô cùng trên màn hình chiếu tóm tắt lịch sử quá trình phát triển của nhãn hiệu sau đó là màn trình diễn của những người mẫu xinh đẹp kiểu diễm trang phục tu đông luôn mang sắc trầm buồn không giống như trang phục mùa hè năng động mà vẫn toát lên khí chất tào nhã nhà thiết kế can đã phá vỡ quy tắc này phối hợp màu sắc một cách táo bạo thành công đem đến cảm giác hài hòa cho những bộ trang phục. Show diễn này là nhằm vào những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cho nên có mặt tại đây đều là những người danh tiếng có vị trí nhất định trong làng thời trang. Người mẫu dịu dàng, chậm rãi bước ra từ màn hình điện tử quận tròn. Nữ trang được sử dụng đều hết sức tinh xảo, chi tiết chỗ cổ áo, tay áo đều vô cùng tỉ mỉ, phối cùng chiếc thắt lưng phong cách cổ điển. Trên làn váy điểm bông tùy lít nở rộ, đưa người xem như vượt thời gian về với Hà Lan thế kỷ 17. Cùng với thứ âm thanh tào nhã, những tia sáng laser lóe ra rồi hạ xuống một người lại một người bước ra cùng với những trang phục tinh tế xa hoa có một được điểm họa tiết hoa thiêu tay có một được đan thủ công vô cùng bắt mắt đây thực sự là đỉnh cao của nghệ thuật đem đến cho thế giới thứ thời trang xa hoa bậc nhất hấp dẫn không chỉ những nhà thiết kế hàng đầu thời trang nam giới thành tiêu điểm của sau diễn lần này cũng chính bởi vì hôm nay khan đích thân chuẩn bị những bộ trang phục nam cao cấp khiến cho tất cả giới truyền thông cùng đài truyền hình truyền thanh và phóng viên mới sáng sớm vẫn thúc trực tại sầu diễn mục đích là mang camera máy chụp ảnh tìm được vị trí tốt để đưa tin lần này trang phục nam dĩ nhiên là lấy hình tượng về khí chất quý tộc làm điểm chủ chốt tuy vậy lại tạo ra sự thoải mái với phong cách đời thường điểm này hiển nhiên cũng là phong cách thiết kế mới nhất của anh trên người người mẫu ngay cả áo choàng dài phụ kiện đi kèm hay chi tiết thiết kế phần vai cũng đều toát lên vẻ tao nhã thanh lịch thiết kế của can cũng rất táo bạo tạo nên sự mới mẻ cho trang phục nam theo phong cách quý tộc Mày khê cũng không có đủ thời gian để xem sâu diễn một cách rõ ràng. Chỉ nhìn lén vài lần đã phải tiếp tục giúp tốt người mẫu sắp lên sân gấu, chuẩn bị quần áo, rồi lại đồ trang sức và phụ kiện đi kèm. Cô vội vàng lên mấy thứ trang sức, đầu óc dối tinh rối bù, lại va phải chuyên viên trang điểm. Giọng nói là của chuyên viên trang điểm là bởi vì mày khê vô tình đụng chúng anh ta, kể chỉ kẻ mi trong tay anh ta không cẩn thận sượt qua một chút. Này, cô sao thế hả? Không có việc gì làm sao? Không thấy tôi đang trang điểm gấp cho người mẫu sao? Cô có biết hay không hả? Thực xin lỗi, thực xin lỗi Mày khê liên tục giải thích Tuy rằng có không thấy rõ diện mạo của người mẫu Chỉ biết rằng cô ấy đang trang điểm để lên sân khấu Thợ trang điểm còn muốn nói thêm câu gì nữa Thì nghe con người mẫu thản nhiên nói một câu Không nên gấp gáp làm gì Cô bé ấy là không cẩn thận Gây khó dễ cối làm gì Nói từ từ là được Mau lấy trang phục cho chị thế nào Tiếng nói dịu dàng dừng bên tay mày khê Cô vội vàng nâng mắt Nhìn thấy con người mẫu ấy Sau đó ngây ngẩn cả người Là chị ấy sao Đại lý nhìn thấy cảnh này Ôm trên tay một đống quần áo Nghe sau đó hô lớn ra tiếng Bà, bà cơ, chị là người mẫu bà cơ Bà cơ mỉm cười Bên môi phím nét dịu dàng Thời gian không còn nhiều Các em không định cho chị thay quần áo sao Mày khi lúc này mới phản ứng lại Vội vàng lấy quần áo Cách đó không xa, Khan nhìn xuyên qua hướng này Nhìn thoáng qua, quay đầu nói cái gì đó Rồi lại tiếp tục bận rộn Đúng lúc này, người phụ trách vội vội vàng vàng Chạy đến hậu trường la lớn Khan, Khan, người mẫu cùng mặc tiểu thư lên sân khấu bị chật chân phải làm sao bây giờ khan đứng thẳng dậy ánh mắt hơi sầm lại mà cơ nghe vậy lập tức đi đến trước mặt khan tiếng nói dịu dàng nhưng lại tràn ngập lo lắng tại sao có thể như vậy khan màn trình diễn này cần ba người mới được nhưng mà bây giờ không có người mẫu thay thế mày khi cùng đại lĩnh đưa mắt nhìn nhau cầm quần áo không biết là nên buông xuống hay là vẫn tiếp tục giúp người mẫu thay khi mọi người đang không biết phải làm như thế nào thì Khan đột nhiên nhìn về phía mày khê không nói không rằng liền sải bước tiến lên hai tay tự nhiên khoác lên vai mày khê còn người đèn láy thêm phần thâm túy lạ thường tiểu mày khê em có đủ tự tin để bước lên sản diễn không hả không chỉ là mày khê toàn bộ hậu trường đều kinh ngạc em em không làm được đâu em chưa từng đi qua mày khê nói lắp nhìn thấy cặp mắt anh trong trèo trong mắt có chút ý cười chưa từng thử cũng không sao cả em chỉ cần tự nhiên thả lòng là được chuyện khác giao cho bà cơ và người mẫu khác là được màn trình diễn này chủ đạo là những trang sức trên người bà cơ đi theo cô ấy là được hàng mi khan chất động độ dày vừa phải cùng đôi môi đỏ lúc này đầy ý cười để vẻ đa tình làm cho người ta mới gặp liền bị mê hoặc người đàn ông này có nụ cười thật mê hoặc lòng người mày khinh như bị thôi miên gật gật đầu thần sắc khan thực bình tĩnh anh liền gật đầu nói với thợ trang điểm nhanh trang điểm và tạo hình cho cô ấy mọi người lại bắt đầu ba trên bốn cẳng chạy công việc khan này cô bé này không đủ cao váy dài quá làm sao bây giờ một gã trợ lý la lớn mày khê thận ra có một chiều cao chuẩn, 1 mươi 65 nhưng đúng cùng một chỗ với nhóm người mẫu thì cô hơi thấp hơn một chút, nhất là chiếc váy trên người cô. Đây là chiếc váy trắng thành khiết, phối hợp với những phụ kiện tinh tế, được may theo đúng dáng vóc của người mẫu. Khi mặc trên người mày khê thì trở thành một làn váy thướt tha nhưng quá dài. Càng đi đến trước mặt mày khê, đôi mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới một lúc lâu. Ngay khi cô cảm thấy xấu hổ thì đã thấy khan trầm thấp mở miệng, kéo váy lên. Mày khê ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì nghe xong một tiếng. Chiếc váy trên người ngắn đi một đoạn vừa đúng chân của cô. Tiếp đó, anh nhanh chóng sửa cho vừa với thân mình của mày khê. Cô như còn búp bê để mặc cho người đàn ông xoay tới xoay lui, cho đến khi toàn bộ hậu trường phát ra tiếng tán thường. Chiếc váy này mặc trên người mày khê dường như tạo nên một hiệu ứng vô cùng thần kỳ. Viên kim cương to sao hóa lấp lánh, chất liệu và thiết kế tinh tế tỉ mỉ phủ trên toàn bộ da thịt của cô. Làn váy dài cùng trang sức khiến cho chân cô trở nên khiêu gợi đôi mắt lưu ly trong suốt như nước mùa thu đôi môi hồng nhuận như cánh hoa đôi con người đen trong suốt tản ra khí chất dịu dàng cô thật sự như nữ thần ánh trăng xinh đẹp bước ra từ thần thoại không sai chính là như vậy khan rất vừa lòng sau lại hai vai của mày khê dường như nhận thấy sự hồi hộp của cô để thấp giọng xuống nói không sao cả em hãy thả lòng ở trên sàn diễn bà cơ và người mẫu kia cũng có thể giúp em cô hồi hộp đến nỗi hai hàm răng xuân cầm cập lại nhưng vẫn cố đứng vững loại chuyện như kiều không cho bắt chó đi cày này lần đầu tiên cô làm bà cơ lên trước nhẹ nhàng cười kéo tay cô mày khê dịu dàng nói em là mày khê tên rất êm tai mày khê em nhất định phải nhớ kỹ nha lát nữa lên sân khấu diễn cảm đừng cứng ngắc giống như bây giờ sẽ không sao đâu em chỉ cần đi phía sau chị là được em hiểu chưa mày khê gật đầu tốt lắm tốt lắm các cô nhanh lên chuẩn bị lên sân khấu người đại diện chủ quan rốt ruột bộ vàng thúc dục nói mày khi chân đã mềm nhún nhưng vẫn kiên trì đi theo phía sau bà cơ trên sàn diễn cảm giác cũng không thoải mái như tưởng tượng đây là cảm giác trực tiếp nhất của mày khê toàn bộ đèn của hội trường đều chiếu vào sân khấu chữ t không ngừng lấy ra tê sáng huỳnh quang làm cho mày khê khó có thể mở mắt ra trên đầu là chiếu xuống như ánh đèn nóng gian cô không biết chính mình làm cách nào mà lên sàn diễn chỉ biết là đã đi theo phía sau bà cơ bà cơ quá không hồ là người mẫu thế giới Biết dõi đi theo phía sau là một người nghiệp sư nhưng vẫn có thể ung dung bình tĩnh ở trên sàn diễn đùa nghịch giờ thay nhấc chân để lộ ra vẻ tao nhã sự xuất hiện của cô hấp dẫn toàn bộ ánh mắt trong hội trường phía dưới người này thì thầm bình luận với người kia khiến mày khê rất xấu hổ nhưng cuối cùng cô đến vận động diễn của mày khê cô nhìn chăm chăm một người mẫu đi trước thấy ánh mắt cổ vũ của bà cơ thì đành phải kiên trì chậm rãi đi thẳng về phía trước hiển nhiên sự xuất hiện của mày khê lập tức khiến toàn hội trường náo động vì thân thể của cô cũng chiều cao căn bản là không đủ với tiêu chuẩn của một người mẫu. Dù rằng cô đã đi một đôi giày 16 phân, hơn nữa cô còn rất đẹp. Làn váy rất lớn, chắc hẳn là vô cùng giá trị, mang đến cho người mặc sự xinh đẹp cũng như vẻ tao nhã, thanh lịch. Mày khê như nữ thần ánh trăng lặng lặng nhìn chăm chú mọi người dưới sàn diễn, gương mặt cùng chiếc váy đều hết sức hoàn mỹ. Ánh đèn huỳnh quang cùng đèn flash của camera, tất cả đều dọi lên người mày khê, thậm chí có khách quý đang ngồi ở hàng ghế VIP cũng không tự chủ được mà đứng sầy để nhìn thấy gương mặt của cô gái này chuyện xảy ra hết sức bất ngờ làm bàn tay mày khê trở nên lạnh lẽo cô thật muốn giống cô người mẫu kia tao nhã xoay người nhưng không ngờ hai chân lại bất động không cử động được mọi điều mà bà cơ dạy cho cô trước khi lên sàn diễn tất cả đều trở nên trống sống âm nhạc vẫn phiêu đáng camera không ngừng lóe sáng bà cơ hơi có vẻ sốt ruột người trong nghề liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mày khê đang lo lắng dưới sàn diễn đã bắt đầu có người nói nhỏ Tuy rằng cô gái nhỏ này mới vừa xuất hiện nên làm cho toàn hội trường xôn xao nhưng xem ra cũng không đủ màn lĩnh. Đại lị phía sau gái ngàn rất lo lắng đám chặt tay lại tất cả nhân viên hậu kỳ cũng ngừng tay vẻ mặt đầy lo lắng. Nhìn thấy chuyện xảy ra trên sàn diễn Khan đứng đó hơi nhíu mày chuẩn bị một chút lập tức chấm dứt sầu diễn cái gọi là chấm dứt sầu diễn chính là khi nhà thiết kế đi cùng với một nhóm sở người mẫu lên sân khấu cảm ơn mọi người đã tham gia sầu diễn này nguyên tắc là đứng lại một chút trên sàn diễn chỉ trước mắt chỉ có như vậy mới có thể giải quyết được sự cố đang xảy ra trên sàn diễn mạch khê thực sự đã không có đường thối lui cô theo bản năng nhìn thoáng qua sự lo lắng trong mắt của bà cơ biết rằng lúc này cô cũng không có khả năng tiến lên hỗ trợ cô nhắm mắt lại bên tai giọng nói xì xào bàn tán càng ngày càng lớn rồi đột nhiên mạch khê mở mắt lại nhìn hướng bên dưới đài tí bên môi nổi lên ý cười xinh đẹp lạ thường Thưa quý vị, trước mắt quý vị là một sản phẩm mới nhất của Kawai, tôi xin được giới thiệu một chút. Cô đột nhiên mở miệng nói chuyện, tiếng nói dịu dàng của mày Khê được truyền ra từ micro của cô, khiến toàn hội trường yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Tình linh xảy ra biến hóa bất ngờ, làm hai người mẫu trên sàn ngẩn ra, nhân viên hậu kỳ cũng giật mình. Hai tay đại lị tạo thành hình chữ thập, hai mắt khẩn trước nhìn chăm chăm mày khê trên sàn diễn, miệng không ngừng cầu nguyện cầu trời cũng trước vị thần tiên cầu trời phổ mày khê thuận lợi qua được ải này mày khê à cũng làm cái gì vậy can tốt người mẫu cuối đã chuẩn bị tốt rồi bây giờ bắt đầu chưa chủ quan vội vàng đi đến trước mặt nhà thiết kế so hỏi can khẽ hất tay một cái làm động tác ngăn cản chờ một chút cho cuối thêm thời gian hả chủ quan ngần càng người không hiểu rõ ý đồ của anh đã thấy bên môi của anh hơi hơi nổi lên một chút ý cười thì nhìn về phía mày khê trên sàn diễn với vẻ kỳ quái nhà thiết kế ăn trên ngồi trước này Sao lại dung túng một cô gái không hề có kinh nghiệm thế kia Tất cả mọi ánh nhìn đều dồn hết về phía sàn diễn Giọng nói mày khi dịu dàng ngọt ngào như tiếng suối Mọi người ở dưới sàn diễn Đều xài cổ lắng nghe xem Cô bé này đã nói cái gì Mỗi vẻ mặt đều hiện lên sự tò mò Đôi mắt tựa ngọc liêu ly Tỏa ra ánh hào quang Chẳng lấy đảo quanh mỗi một khuôn mặt ở dưới sàn diễn Cô theo bản năng liếm liếm cánh môi Nhẹ hắng giọng một chút rồi nói Chủ đề cuối cùng của buổi trình diễn ngày hôm nay là các trang phục được nhấn bởi trang sức đính kèm nhằm tôn lên sắc thái cổ kính, hoàn toàn giải phóng quan điểm mỹ học tiềm sâu trong linh hồn. Chút bỏ bộ cánh mùa hè sắc màu tươi sáng, trang phục thu đông cũng mang nét sực rỡ, trẻ trung mà không hề u trầm ảm đạm. Điều này đã tạo nên sự khác biệt trong sản phẩm của nhà thiết kế tài Ba Can. Mày khi không nhanh không chậm thuyết minh, lại từ tốn đi về hướng bạc cơ, kéo tay cô. Bạc cơ không hồ là người mẫu có kinh nghiệm phong phú, lập tức cùng cô phối hợp. Hai người một lần nữa đi đến trước sàn diễn, bày ra tư thế của một người mẫu chuyên nghiệp cũng như trang phục quý vị đang thấy đây với kim tuyến được đính trên gấm kết hợp cùng lụa mỏng tạo cảm giác đa chiều khiến cả trang phục toát lên và lộng lẫy còn bộ trang phục mà tôi và nữ người mẫu kia đang mặc được thiết kế dựa trên khái niệm thẩm mỹ tự nhiên bởi những chất liệu rất đơn giản như lông vũ và lụa mỏng họa tiết hoa theo đều được kết hợp một cách hài hòa lại được thiết kế vô cùng tỉ mỉ tạo nên một sản phẩm mang đậm phong cách sáng tạo của kawaii khiến mỗi bộ trang phục trở nên như một tác phẩm nghệ thuật mạch khi nó đến độ chuyên nghiệp khiến mọi người xung quanh bà cơ đều tán tưởng không ngừng cô theo bản năng nhìn về phía người con gái bên này một cô gái vô cùng xinh đẹp đang cười dưới ngọn đèn lời của cô làm toàn bộ hội trường tấm tắc khen ngợi lời nói vừa kết thúc camera càng thêm lóe sáng không ngừng mạch khi nhẹ nhóm thở dài một hơi kế tiếp lại thêm vấn đề phát sinh tin rằng đã giải quyết được sự xấu hổ nhưng điểm mấu chốt là làm thế nào để kết thúc màn trình diễn này dù sao cách cô phân tích lý thuyết như vậy thì cũng không thể kết thúc sâu mà cứ để bà cơ và những người mẫu khác đi xuống thì thật sự là quá đột ngột bà cơ cũng bắt đầu luống cuống mảnh khê suy nghĩ nhanh nhạy đột nhiên nghĩ ra một ý ngay sau đó bên môi gợi lên ý cười càng thêm xinh đẹp sáng ngời có vẻ rất tự tin tôi là bạn tốt và cũng là khách quý của khan tại sao diễn lần này tôi cũng đảm nhận vai trò làm người mẫu một lần sở dĩ như thế là bởi vì thiết kế độc đáo của nhà thiết kế này đã phá vỡ mọi nguyên tắc truyền thống vì thế tôi cũng muốn phá vỡ truyền thống khi kết thúc sâu diễn thời trang này bằng một bài hát. Giới sản diễn lần tức náo động, giới truyền thông lại sôi nổi nắm bắt giờ phút này. Sâu diễn thời trang mà mấy ca sĩ để hâm nóng bầu không khí thì từ trước đến nay không phải là không có. Nhưng mà làm như thế thì quả thật vô trương. Phía hậu trường đại lý hết hồn, hạ to cả miệng, hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Trời ơi, mạch ghê của mình, cậu thật thông minh quá đi, tạ ơn trời đất. Bên môi khan gọi lên ý cười tán thưởng liền ra lệnh cho chủ quản lập tức sắp xếp nhạc công một chút nữa dựa theo giai điệu của mày khê mà phối hợp cho tốt vâng tôi lập tức đi sắp xếp trên sàn diễn giọng hát của mày khê vang lên giọng hát như xuyên thấu mọi thứ từ từ rớt vào tai của mọi người ở phía dưới bài hát này có giai điệu du dương thông thả đến điệp khúc thì bắt đầu vui dần lên giai điệu và ca từ kết hợp hết sức hoàn mỹ mà về mặt mày khê cũng theo tiết tấu ca khúc và ca từ để biểu cảm từ ẩn tình đến nghịch ngợm mỗi động tác giơ tay nhấc chân để làm toàn bộ hội trường trở nên sôi nổi mà đứng lên cô vũ. Không khí đột nhiên lại sôi động hẳn lên, thật sự đã đạt tới đỉnh điểm, điều này so với mong muốn còn tốt hơn. Can giữ thân hình to lớn của mình vào một bên, còn người đen lấy tràn ý cười, nhìn chăm chú vào mỗi một động tác của mày khê trên sàn diễn, giọng nói trầm thấp như đang nói với chính bản thân mình. Cô bé ấy là một ca sĩ trời sinh. Đại lý vô cùng hưng phấn, về mặt kiêu hãnh nhìn nhà thiết kế can, nói Đương nhiên rồi, mày khê nhà em là giỏi nhất, chẳng những có giọng hát thiên phú mà còn xinh đẹp đến mức khiến tất cả đàn ông phải quỳ gối không phải em nói khoác chứ mạch khê không những có thể trở thành một ca sĩ hàng đầu mà còn có thể trở thành thiên hầu của làng điện ảnh can khẽ cười cười muốn nói thêm gì nữa thì ca khúc của mạch khê bỗng dừng lại chuẩn bị cho việc kết thúc sầu diễn anh phố bảo vào vai của đại lý lập tức quay mặt đối diện với mọi người nói mọi người đều có vị trí và công việc riêng chuẩn bị kết thúc thôi ok chủ quản nhìn hướng anh khoa tay múa chân mạch khê hát vô cùng nhập tâm Đen toàn bộ không khí hội trường hâm nóng lên Bạc cơ cũng thông minh cùng người mẫu khác phối hợp biểu hiện tự nhiên hết sức hoàn mỹ không hề lộ ra chút sơ hở nào âm nhạc từ từ chấm dứt ánh đèn cũng dần dịu lại trên sàn diễn bắt đầu hiện lên thứ ánh sáng ảo diệu thêm vào đó những cái hoa hồng rơi đầy trên sàn diễn âm nhạc vừa dứt thì cũng là lúc toàn bộ người mẫu lần lượt đi lên rất đông người mẫu tào nhã bước lên sân khấu cuối cùng ánh đèn sáng rực chiếu lên sàn cắt gót chữ t làm nổi bật hình ảnh người đàn ông cao lớn đầy mị lực đang bước ra sau dãy dài người mẫu đó là nhà thiết kế can ánh mắt anh rất điềm tính cùng với đôi lông mày kiếm ưu nhã chiếc mũi cao thẳng tàn ra vẻ mê hoặc khiến người khác nghẹt thở anh mím môi cười nhẹ đi đến trên cùng sân khấu cúi đầu chào khách mời vẻ mị hoặc khiến trong hội trường vang lên vài tiếng thét chói tai khách mời phía dưới cũng đều đứng lên nhất là phái nữ lại càng như điên cuồng can tao nhã bước đến bên cạnh mày khê không để tâm đến tiếng hét trói tay phía dưới ánh mắt u trầm ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô mày khê ngây người ra trang phục trên người can tựa như món đồ chân quý khiến cô không thừa nhận không được bộ trang phục này mà trên người anh quả thực như báu vật cổ điển kết hợp hài hòa với nét hiện đại tôn lên dáng người cao lớn của anh bên trong còn có bộ âu phục cao cấp cổ tay áo sơ mi cùng sắn lên rất phóng khoáng không khó để cảm nhận được sự vui mừng của anh bởi nụ cười sáng như ánh dương kia mỗi cử chỉ tao nhã của anh đều thu hút đông đảo sự chú ý của giới truyền thông rất hiếm nhà thiết kế tự thiết kế trang phục cho chính mình bởi không phải ai cũng đủ tự tin với tầm vóc dáng người nhưng khan là ngoại lệ bởi thân hình anh so với người mẫu phương tây không hề thua kém ngay sau đó anh gót lấy vai mày khê nói một câu cảm ơn người bạn của tôi đã đặc biệt đến đây ngày hôm nay cảm ơn mọi người toàn bộ hội trường vang lên tiếng la hét tán thưởng không ngừng cảnh tượng này hoàn toàn được giới truyền thông ghi lại tựa như vừa trải qua một trận đại chiến mày khê thay trang phục xong cũng rất cùng lực kiệt nhìn mỗi một người mẫu mà không khỏi khâm phục họ có thể lực tốt mày khê cô hôm nay thật giỏi ghê đúng vậy mày khê giọng hát của em thật dễ nghe nếu có cơ hội trở thành ca sĩ nhất đến sẽ cực kỳ nổi tiếng mày khê mày khê em phải làm ca sĩ đi chị nhất định sẽ là fan hâm mộ của em nhóm người mẫu vây quanh mày khê không ngừng ca ngợi mày khê nhà thiết kế can cũng đã thay trang phục của mình lại trở về vẻ ngoài của một doanh nhân chiếc áo sơ mi thiết kế hoàn mỹ càng khiến dáng anh thêm cao bên môi anh khẽ nở nụ cười hiền hòa làm tốt lắm vất vả rồi nói xong anh liền rời đi luôn ánh mắt nhóm người mẫu vẫn dõi theo bóng dáng cao lớn của anh trên mỗi khuôn mặt đều mong vẻ ngưỡng mồ đại lý hơi mất hứng có lầm không vậy chỉ nói mỗi một câu đó thôi sao thật sự là muốn chút tình người cũng không có mà đại lý, đây là việc mình vốn phải làm mà nụ cười mày khê mang theo chút ngượng ngùng kỳ thật là tôi làm phiền mọi người mới đúng nên tôi làm tốt hơn trên sân khấu sẽ không khiến mọi người lo lắng như vậy không sao không sao buổi trình diễn hôm nay nhờ có giọng hát của em nên mới được chú ý nhiều như vậy đấy Chủ quản tiến lên nói rồi lại chỉ vì bóng người đàn ông đã đi xa từ lâu can đối với phụ nữ luôn như vậy mà như gần như xa nhóm người mẫu vừa nghe thấy thế thì tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn sôi nổi vây quanh chủ quản chỉ biết về can sao tại sao anh ấy lúc nào cũng rất thần bí không giống với những nhà thiết kế khác Chủ quản nhún nhún vai nói Tôi cũng không rõ Chỉ là đã từng hợp tác với anh ta một hai lần Mỗi lần kết thúc buổi biểu diễn đều biến mất Không giống như những nhà thiết kế khác Đều cùng người mẫu và tổ sản xuất tự họp một lúc Tôi chỉ biết Hai cái thiết kế của Kawai Đều do anh ta phụ trách Có thể phụ trách việc này nhất định không đơn giản đâu Hey, lại là một tuyệt sắc nam nhân Đại lị lưu luyến nhìn xung quanh Đi thôi Mày khê cười giữ chặt cô Nếu không đi cậu định mỏi mắt chờ mong sao Chủ quản lập tức vén bức màn lên, hai cô người nói người cười rời đi. Ngọn đèn hoa lệ chiếu xuống bóng hình hai người con gái, tựa như hai chú chim sơn ca. Wow, tiền thù lao không ít nha, mạch khê, đến mà chúng ta có một bữa cơm thịt soạn rồi. Đại lì mở phong bao ra, nhìn thoáng qua hồ một tiếng. Mạch Khê cũng mỉm cười, đây là lần đầu tiên cô dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền, trong lòng cũng có chút tự hào. Vừa mới ra khỏi cửa, đã thấy bóng đêm nồng đậm phù xuống. Mạch Khê, Phía sau một giọng nói dịu dàng vang lên Mẹ khi và đại lị cùng quay đầu lại Là bà cơ Cô đã thay trang phục của mình Mà chiếc quần lụa màu trắng Cũng không khó để nhìn ra là hàng cao cấp Thường thường càng trang phục đơn giản Càng mang đến cảm giác sang trọng Lúc này bà cơ đã bước ra khỏi ánh đèn sân khấu Hoàn toàn mang dáng vẻ của người con gái thanh thuần Mẹ khi nhất thời giật mình Lúc này mới nhớ tới Cô ấy và hai người cũng đều là sinh viên Mẹ khi nghĩ đến thật sự là hâm mộ Cô ấy so với mình hẳn là cũng không lớn hơn nhiều tuổi lại có được thành công như vậy còn mình hôm nay mới là ngày đầu tiên tự kiếm ra tiền đại lệ luôn luôn là người vui giận gì đều thể hiện ra mặt nhìn thấy bà cơ tiến lên liền hưng phấn nói bà cơ cho em xin chữ ký được không tuy rằng chúng ta đều chung một trường nhưng dù sao cũng không hay gặp chị bà cơ nở nụ cười ôn hòa đôi mắt sáng lên thì ra các em cũng là sinh viên harvard thật khéo nha mày khê cùng đại lệ nhìn nhau cười mày khê hôm nay em hát rất hay có ý định phát triển nghiệp ca hát hay không bà cứ nhìn về phía mạch khê ba người cũng đi ra hướng cửa lớn đôi mắt mạch khê ảm đạm một chút rất muốn nhưng mà có lẽ em không có duyên với nó cô nhớ tới chuyện xảy ra đêm đó cha nuôi dùng phương thức trực tiếp nhất để dạy cho cô biết vòng giải trí có bao nhiêu hắc ám thối nát chỉ có điều cô vẫn rất thích ca hát nhất là đêm nay lòng cô lại mơ hồ biến động làng giải trí quả thực là cái chảo nhuộm lớn là nơi duy nhất có thể biến giấc mơ của cô thành hiện thực hay mày khê nhà chúng ta muốn xinh đẹp có xinh đẹp Muốn có tài năng có tài năng Chẳng qua là chưa gặp được cao nhân Dạo trước Mày Khê có gặp qua mấy nhạc sĩ Nhưng đều là cái kiểu sống chết mặc bay Chị bà cơ Đại lị vốn là cô gái thông minh Vừa nói những lời này xong liền tiến đến cười cười Nếu chị có thể giúp đỡ Mày Khê Mày Khê nhất định sẽ thành công Cô ấy nhá chỉ là không quen biết nhiều thôi Chuyện hôm đó Mày Khê có kể qua với đại lị Có điều không nói rõ chân tướng sự việc Cô chỉ nói với đại lị rằng Bên nhạc sĩ từ chối bởi vậy đại lý luôn đứng trên lập trường của người chuyên minh vực kẻ yếu mà giúp đỡ cô. Bà cơ nghe vậy thì cười cười, kéo bàn tay mày Khê an ủi. Nếu đại lý đã gọi chị một tiếng chị, thì chị còn có lý do gì mà không giúp sao? Mày khê, em yên tâm, chị cũng có vài người bạn trong giới âm nhạc, chỉ cần có cơ hội, chị sẽ giới thiệu cho em, dù chị chỉ là người mẫu đi chăng nữa. Thật sao? Đôi mắt mày khê sáng lên, kích động không thôi. Cảm ơn chị. Nghĩ đến lời bà cơ, vẫn là phải dựa vào quen biết rộng, nhưng tối thiểu đừng gặp chuyện thái quá như lần trước là được Cảm tạ gì đâu Chị lần đầu tiên nhìn thấy em đã rất thích Nhất là hôm nay trên sân khấu Em đúng là có tài thiên phú đó Bà cơ cười cười Mày khi gật gật đầu một cái Đại lì cũng yên tâm Giữ chặt lấy cánh tay của hai người Hôm nay thật cao hứng Chị bà cơ chị thật tốt Không giống như mấy người mẫu kiêu căng kia Đại minh tinh cũng phải có lúc khởi đầu Không ai sinh ra đã trở thành minh tinh Mày khê, em phải tin tưởng vào bản thân mình Lời bà cơ nói rất có lý, giọng nói cũng thật chân thành. Vâng, em sẽ không từ bỏ. Tiếng nói mệt Khê lộ ra vẻ vui mừng. Trong lúc ba người con gái đang nói chuyện, dưới bóng đêm chậm rãi chuyển đến ba chiếc xe đen, sáng bóng từ ánh trăng, hướng phía cửa lớn mà thả chậm tốc độ. Hai chiếc xe trước và sau giữ khoảng cách, chiếc xe cao cấp dài nhất ở giữa dừng ngay trước mặt Mày Khê. Mày Khê sửng sốt, cô chưa từng nhìn thấy chiếc xe này, nhưng kiểu dàn xe thế này thực sự rất quen thuộc. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên căng thẳng, cảm giác ấn lạnh đã lan tỏa từ từ bao phủ toàn thân cô đứng bên cạnh bà cứ nỡ tươi cười như hoa ánh mắt rõ ràng có nét vui mừng quay đầu nói với hai người bạn trai chị tới đón lần sau có gì gặp lại nhé bạn trai mày khê nao nao đang nghĩ ngợi thì từ trong chiếc xe phía trước chạy xuống một tên vệ sĩ đến cạnh chiếc xe mở đến cạnh chiếc xe ở giữa mở cửa ra đôi chân thon dài cùng người đàn ông bước xuống ngay sau đó cả thân mình cao lớn xuất hiện bộp phòng bao tiền trên tay mày khê đột nhiên rơi xuống đất gương mặt đang tươi cười cũng trở nên tái nhợt quả nhiên là cha nuôi bầu không khí ôn hòa bỗng chốc bị vẻ lạnh băng của hắn nhúng chàm ngay cả hơi thở và hương nước hoa tủ về riêng hắn cứ thản nhiên lan tỏa giận không ngờ anh sẽ đến đây đón em bà cơ cực kỳ vui mừng tiến đến làm nũng kéo tay lôi dần thẹn thùng áp khuôn mặt vào lồng ngực hắn lôi giận quát ánh mắt một lượt không hề để ý người phụ nữ thẹn thùng trong lòng ngược lại dừng ánh mắt trên người mày khê ánh mắt này sắc bén như mũi tên nhọn lạnh lùng không chút lưu tình bóng dáng cao lớn sừng sững dưới ánh trăng như vị thần ăn trên ngồi trước toàn thân lộ ra uy quyền không thể khinh thường hắn hơi để bạc cơ ra vững vàng đi về phía trước hướng thẳng phía mạch khê mạch khê hoảng sợ theo bản năng lùi về phía sau vài bước lôi giận dừng lại trước phong bao tiền hơi nghiêng đầu tên vệ sĩ phía sau lập tức hiểu ý tiến đến nhặt cái bao lên hắn hờ hững nhìn thoáng qua mạch khê lại nhìn phong bao kiểu dáng trung quốc thần sắc không thay đổi vẫn bình tĩnh như ban đầu của cô hai chữ lạnh như băng thấu vào tim mày khê há miệng thở dốc muốn nói gì lại như bị nghẹn ở cổ chỉ có thể gật gật đầu trong mắt cũng nổi lên độ cảnh giác rõ ràng không khí tựa như ngưng động lại bà cơ thấy thế lập tức tiến lên giận anh dọa cô ấy đấy cô ấy là mày khê trong một biểu diễn ngày hôm nay rất là thông minh nếu không có cô ấy buổi trình diễn hôm nay nhất định không thành công như vậy mạch khê như chất lặng đi ngay cả đại lý đứng bên cạnh cũng không tốt chút nào lôi giận nhìn chằm chằm cô sắc mặt tuy rằng vẫn rất bình tĩnh nhưng đôi mắt lại dần biến chuyển gợn sóng quay cuồng như con mạnh thú đôi đồng tử xanh biếc nháy mắt như kết băng lại hồi lâu sau hắn mới lạnh lùng mờ miệng thì ra cô còn có thể diễn thời trang giọng nói không chút cảm tình lại như cha hỏi mà cũng không hề có ý tán thưởng. môi mẹ khê run rẩy bà cơ ở phía sau lại thay cô lên tiếng đúng vậy giận, mẹ khê chẳng những có thể diễn thời trang mà hát cũng rất êm tai. Khóe môi lồi giận thoáng nhếch lên, lại không phải mỉm cười. Hắn nhìn mày khê chầm chầm, mãi lâu sau mới đưa phong ba trong tay tới trước mặt mày khê. Động tác hết sức bình tĩnh, không hề biểu lộ nội tâm cùng suy nghĩ của hắn. Mày khê ngơ ngẩn đứng ở đó, nội tâm cực kỳ rối rắm, không biết có nên đưa tay tiếp nhận hay không. Cho đến khi đại lị huyết huyết, cô mới phản ứng lại mà đưa tay cầm lấy phong bao tiền. Dân, người ta đói rồi nha. Bà cơ dường như mơ hồ nhận thấy bầu không khí có gì là lạ, vội vàng tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn làm nũng ngờ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía hắn lôi giận không nói gì chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua mày khê rồi lập tức xoay người xảy bước ra xe chị đi trước nhé mày khê chuyện của em chị sẽ lưu tâm mặc cơ vẫy tay với hai người vội vàng đi theo sau lôi giận lúc mà chiếc xe lao như bay đi thì bầu không khí căng thẳng rốt cuộc cũng tan đi thân mình đại lị thiếu chút nữa ngã nhào lên mày khê trời ạ à, làm mình sợ muốn chết cha nuôi cậu thật đáng sợ cô vừa nói vừa khoa trương vỗ vỗ ngực quay đầu nhìn về phía vẻ mặt thái nhợt của mày khê nói bà cơ vẫn còn lớn miệng kêu một câu bạn trai ư ai chẳng biết chị ấy là tình nhân của cha nuôi của cậu chứ mày khê dường như có chút thoải mái mà thở phào nhẹ nhóm nhắm mắt lại rồi mở mắt mày khê không thể ngờ cha nuôi của cậu lại có nhã hứng tự mình để nói cô ấy nha đại lị thở dài lập tức lại tinh danh nói hay mày khê cậu nói xem bà cơ có thể trở thành chủ nhân của lôi xa không nếu chị ấy mang thai con của cha nuôi cậu Sẽ thành người cùng một nhà đó Mà còn là mẹ nuôi của cậu cơ đấy Đại lì cậu nói linh tinh cái gì thế Mày khe rốt cục chặn lên lành nhà của đại lì Trong lòng nổi lên cảm giác phức tạp khác thường Tính cách của cậu danh ma như vậy Không đi làm phóng viên quả thực đáng tiếc Đại lì nhìn cô lè lưỡi tinh nghịch Nhún nhún vai Người ta cũng chỉ đang cầu nhau thôi Nhưng mà nói thật Mình còn tưởng cha nuôi của cậu phải nổi trận lôi đình cơ Bộ dạng vừa rồi của ông ta đúng là dọa người không nói một tiếng, chỉ nhìn cậu chăm chăm, biểu cảm trên mặt một chút cũng không có. Mình chỉ sợ ông ta tát cho cậu một phát thôi. Mày khi bị câu nói của cô làm cho sờn gai ốc. Mình không có nghĩ phức tạp như cậu, mình chỉ nghĩ... Đúng là... Đại lị buồn cười chơi chọc nói Mày khê của chúng ta chỉ có tiền trong mắt thôi Cho dù tịch thu phong bao tiền của cậu cũng chẳng sao Thiếu tiền cậu có thể bán cái vòng trên tay này đi Xem này, tình sảo như vậy chắc chắn là rất xa xỉ Hình như cậu chưa tháo ra bao giờ từ hôm sinh nhật vẫn thấy cậu đeo này đến lúc cậu thật sự thiếu tiền đem cầm đi cũng được đấy mày khê chừng mắt nhìn cô nâng cổ tay theo chiếc phòng đến trước mặt đại lị cậu nghĩ rằng mình thích đeo nó à để tắm rất bất tiện nhưng muốn tháo cũng không tháo được chẳng biết làm thế nào cả đại lị hơi có vẻ kinh ngạc cẩn thận đánh giá chiếc phòng tay sau thờ dài cũng lạ nha cậu là con gái sao lại cho cậu đeo chiếc phòng như rắn thế này cậu đâu có phải con trai không biết chăn nuôi của cậu nghĩ cái gì nữa Nói tới đây, cô đưa tay sờ sờ một chút, lại ngoài ý muốn gần người, một lúc lâu mới lại nói. Mày khê, chiếc phòng này càng nhìn, càng thấy quái gì, sờ lên như sang người vậy. Cậu nói xem, chiếc phòng này có phải để làm được xác người hay không? Mày khê sợ tới mức trợn tròn hay mất nhìn đại lì, một lúc lâu sau cũng chẳng có chút phản ứng. Đùa cậu thôi mà, đứa ngốc. Đại lì cười ngặt nghẽo. Cậu thật đáng ghét, đại lì. Mày khê tức giận giơ bàn tay trắng nón lên, trong lúc hai cô gái còn đang cười đùa. Kít, một chiếc xe màu bạc cao cấp dừng ngay trước mặt hai người dọa mày khê và đại lý nhảy dựng lên cửa kính xe chậm rãi hạ xuống hiện ra gương mặt anh tuấn lại có phần xa cách anh hơi nghiêng đầu nhìn thấy mày khê liền nở nụ cười mày khê có rảnh không mày khê nhận ra anh là nhà thiết kế can giật mình sửng sốt một chút bây giờ sao anh có hẹn rồi à can cười rất tươi dưới bầu trời đêm đôi mắt cười loài ra tia sáng thực đẹp mắt lại thêm thái độ nghiêm túc gần như khiến người khác không nỡ từ chối em mày khi do dự một chút ngay sau đó lại bị đại lị đẩy về phía trước anh khan mày khi không có việc gì đâu vừa rồi còn kêu đói bụng đó đại lị, mày khi thấp giọng kêu đứa ngốc này người ta là nhà nhất cái danh tiếng cơ hội tốt thế này mà còn không nắm chắc cậu muốn làm con rùa ruột, ruột cổ sao đại lị ra phải thần bí nói những lời này bên tai mày khê rồi cười nói em đi đây khan mày khê ra cho anh đấy nói xong cô nhanh chóng rời đi Mạch Khê bị lời nói của cô làm cho đỏ mặt đĩa tai. Vừa lúc nhìn thấy bóng lưng của đại lý biến mất thì cũng thấy Khan xuống xe mở cửa xe. Mạch Khê mời. Tiếng nói trầm thấp không khó để nhìn ra tính cách hướng nội của anh rất lịch sự mà lại hiên hòa. Mạch Khê cảm thấy trong mắt anh có chút tình cảm nhưng không có thể nói rõ được hàm ý trong ánh mắt ấy. Cô nghĩ nghĩ rồi nghiêng đầu nói Em không thể về nhà quá muộn. Khan dường như bị bộ dáng đáng yêu của cô làm cho nở nụ cười nhưng chẳng nói gì, chỉ ấn vào vai của cô ngồi vào trong xe, rồi đi đến ngồi vào ghế lái. Trong nháy mắt, chiếc xe lao vào bóng đêm như con cá kình, chỉ đi lại phía sau về sáng bóng loáng. Nhà hàng có 38 tầng, không gian lãng mạn mà ấm áp, trong không khí tàn ra sự sang trọng của hoàng tộc. Nơi này hoàn toàn khác so với những nhà hàng khác, ngay cả đầu bếp đều là những người giỏi nhất, đến từ những quốc gia khác nhau. Thậm chí, một ly nước chanh cũng có hương vị riêng biệt. Đương nhiên, đây cũng là nơi mà không phải ai cũng có thể vào được. Trong phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh, tiếng đàn viêu lông dương sương chậm rãi vang lên nhẹ nhẹ, vô cùng dễ nghe. Mày khê chưa bao giờ được đến một nơi như thế này, cô vô cùng tò mò, hết nhìn đông rồi nhìn tây, thấy cái gì cũng đều ngạc nhiên, mở to hai mắt mà nhìn. Sau đó một lúc, nhân viên phục vụ mang lên một ly kem được làm riêng, làm cho mày khê vô cùng háo hức mà hô to. Ngày sau đó, mới phát hiện bản thân có chút hơi quá trớn, mà ngượng ngùng thè lưỡi, nhưng từ đầu tới cuối, Khan đều nhìn cô chăm chú mà cười cười. Thật xin lỗi anh Khan Anh tìm em có việc gì sao Vừa nói vừa liếc ly kem trên bàn Người đàn ông này có vẻ như đi gút trong bụng cô nha Như thế nào còn biết cô cực kỳ thích ăn kem Còn bác Hàn Á Không hiểu vì sao luôn cấm cô ăn đồ lạnh Nói cái gì mà Không tốt cho cơ thể của con gái Luôn hạn chế cô ăn cái này Tự nhiên nhìn ra mày khê đang muốn gì Bên môi Khan hiện lên ý cười Để ly kem đến trước mặt cô Giọng nói xa cách mang một vẻ dịu dàng Em ăn đi Mày khê nuốt nước miếng khan anh thật tốt nha. mày khê hưng phấn hai mắt tỏa sáng không chút ngượng ngùng mà mệnh thật to ăn thoải mái cười híp mắt bộ dạng thoải mái này của cô khiến khan buồn cười Chỉ mời em ăn một ly kem mà nói anh là người tốt sao vâng mày khê gật đầu thật mạnh bác hàn á quản em rất nghiêm mấy tháng rồi em không có được ăn cô làm ra bộ mặt nghiêm túc làm khan buồn cười tuy vậy nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ phức tạp em thường xuyên ra ngoài làm thêm sao sao đang ăn một cách ngon lành là mày khê nghe vậy thì dừng lại một chút lập tức lắc đầu không phải thật ra đây là lần đầu tiên em sang ngoài làm thêm đấy em thiếu tiền sao trong đấy mắt khan hiện ra một tiếng đau lòng nhưng không dễ phát hiện mày khê sừng sốt không hiểu vì sao anh lại nói những lời này khan thấy thế thì trầm thấp giải thích là em nói chúng ta là bạn mà anh chỉ là tò mò mà thôi đừng hiểu lầm khuôn mặt nhỏ nhắn của mày khê đỏ lên ngượng ngùng cười cười những lời này chỉ là em nói vậy thôi anh là nhà thiết kế nổi tiếng sao có thể cùng một cô gái vô danh tiểu tốt như em làm bạn can nhìn cô thật lâu sau đó mới thở dài mày khê à chúng ta thật sự là bạn mà mày khê dừng lại động tác ăn kem ngẩng đầu nhìn anh trong ánh mắt của anh hình như có một chút phức tạp mày khê can đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé của cô qua nắm lại trong lòng bàn tay của mình đôi mắt đen không hề trước mắt nhìn cô em thật sự không nhớ anh sao nhìn kỹ một chút xem mày khê nâng đôi mắt đẹp nhìn can thật lâu trong mắt chứa đầy những tiếng nghi hoặc lông mi người con trai gợn sóng dịu dàng không giống với sự xa cách như hồi ở sâu diễn đôi con người đen thâm thúy tựa như huyền nguyệt sáng gió trên trời đêm ánh mắt của bộ dáng này dường như cô đã gặp ở đâu đó nhưng là cô nhẹ nhàng lắc đầu xin lỗi em thực sự không biết anh trong mắt khan hiện lên một tia thất vọng nhún nhún vai đem tấm danh tiếp đưa ra trước mặt của cô mày khi tiếp nhận danh thiếp chăm chú nhìn can rồi lại nhìn xuống cái tên được viết trên danh tiếp Nhiếp Thiên Luật, tổng giám đốc tập đoàn Nhiếp thị. Dành tiếp rất đơn giản, nhưng lại nói lên được thân phận tôn quý của anh. Toàn bộ tầm mắt mày khê đều bị ba chữ Nhiếp Thiên Luật hút chặt. Cô chăm chăm nhìn cái tên này, trí óc bỗng như bị thủy triều đánh úp. Nhiếp Thiên Luật, Thiên Luật, anh là Thiên Luật sao? Ánh mắt của cô bắt đầu do sự rồi bất ngờ mừng rỡ, đột nhiên giật chặt lấy cánh tay của anh. Mọi chuyện trước đây hiện rõ mồn một trước mắt cô, người con trai rực rỡ nhánh mặt trời, giúp cô giải quyết những tin đồn nhảm trong trường. Lúc còn nhỏ trong trường tiểu học Không ai làm bạn với cô Chỉ có anh ở bên cô Thậm chí cô còn nhớ rõ Lúc năn nỉ anh ăn kem với mình Nhiếp thiên luật thắn nhiên cười Chống tay nhìn gương mặt mừng rỡ của cô Dịu dàng nói Thật tốt em vẫn còn nhớ rõ tên của anh Nếu không chắc anh chẳng còn mặt mũi nào Mày khi vẫn chưa hết mừng rỡ Kéo cánh tay anh Nhớ rõ chứ Đương nhiên anh nhớ rõ tên của anh rồi Anh thiên luật Em còn nghĩ rằng đến cả đời này Sẽ không được gặp lại anh nữa chứ So với sự kích động của cô nhiếc thiên luật chỉ mỉm cười Anh tự như dòng nước Ôn hòa nhìn cô Đôi mắt cũng mang theo sự dịu dàng Tay anh cưng chiều mà vuốt vai đầu mày khê Đã nhiều năm như vậy rồi em khỏe không Người bạn cũ ân cần hỏi thăm Như một viên kẹo ngọt nhanh chóng hòa tan trong lòng cô Mày khê gật gật đầu Ánh mắt đẹp nổi lên sự oán trách Anh thiên luật anh về sao không hỏi em Lúc trước vì điều gì mà ra đi không lời từ biệt Nhiều năm như vậy cũng ngay cả lời cảm ơn cũng chưa kịp nói Thì anh đã đi rồi trong lòng cũng có ít nhiều sự anh náy nhiếp thiên luật mỉm cười anh nghĩ năm đó em nhất định có nỗi khổ trong lòng trong lòng anh tiểu mày khê không phải là người không có tình nghĩa anh thiên luật mày khê cảm thấy mình như được trở về ngày xưa nhìn anh ngọt ngào cười cũng chỉ có anh hiểu rõ em nhất anh không biết rằng em nhớ anh nhiều đến mức nào đâu nhớ anh hả nhiếp thuần luật nghe vậy thì cười cười đưa tay nhéo nhéo má của cô còn nhóc này rõ nhất là nói ngọt nhớ anh đến mức mà ngay cả nhìn anh cũng không nhận ra sao gương mặt nhỏ nhắn của mày khê hồng lên ngượng ngùng thẻ lưỡi đâu có đâu đôi mắt to của cô đã vòng quanh rồi thông minh buông một câu là anh thiên luật ngày càng đẹp trai nha em làm sao mà nhận ra được được rồi nhóc con anh chấp nhận lời khen của em nhiếp thiên luật cưng chiều cười cười trước mắt anh tiểu mày khê ngày nào đã trổ mã trưởng thành rồi đúng rồi đúng rồi tổng giám đốc của nhiếp thị chính là anh hả nhưng mà người ta nói Tổng giám đốc nhiếp thị còn rất trẻ Vậy anh sao lại đi thiết kế thời trang Mày khê hiếu kỳ hỏi Nhiếp thiên luật không nhanh không chậm Lấy đi ly kem của mày khê nhẹ nhàng nói Nhiếp thị là một tập đoàn đa ngành nghề Trong đó có hơn 10 ngành nghề Đem lại cho nhiếp thị lợi nhuận cao Thời trang là một trong những ngành mũi nhọn Mà Kawai là một trong những công ty thời trang của nhiếp thị Mới được thu mua hai năm trước Kỳ thật anh cũng không phải là nhà thiết kế nổi tiếng gì Mấy cái thiết kế này chỉ là làm bừa Kiên trì mang lên sản diễn thôi Wow, tin tức thật đáng sợ nha Mày khi cố ý cười trêu nói Người ngoài giới chính là điều hồ biến thiên luật anh Trở thành nhà thiết kế thần thánh Chắc anh không biết đâu Khi anh vừa đi khỏi Thì ánh mắt tất cả người mẫu đều bị cuốn theo nha Nhiếp thiên luật đối với loại chuyện này Đã thành thói quen Ảm đạm cười nhìn cô Chỉ cần em muốn thì có thể nhìn thoải mái Mày khê thè lưỡi Ngay sau đó bất ngờ phát hiện anh không đeo nhẫn À anh thiên luật sao anh không đeo nhẫn 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 nào Nhiếp Thiên Luật khó hiểu nhíu mày, ngón tay của anh thon dài sạch sẽ, thể hiện cuộc sống của anh rất dễ chịu rất tốt. Nhận kết hôn đó, mắt mày khi đột nhiên mở lớn. À, thì ra anh Thiên Luật vẫn còn là người độc thân Hoàng Kim nha. Nhiếp Thiên Luật nhìn thấy bộ dáng bất ngờ của cô, thì nhịn không được mà cười cười, chấm thấp phối hợp. Anh xác định là chưa kết hôn. Mày khi như có suy nghĩ gì đó gật gật đầu. Ngày đó mỗi khi anh xuất hiện đều thu hút bao nhiêu ánh mắt. Giờ thì tuổi trẻ tay cao, là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn nhất thị dám người lại cao lớn anh tuấn cẩn thận ngày nào đó bị phụ nữ nuốt sống đó em đó nhiếp tiên luật có thành sự dàng bút thóc cô vẫn là giống với trước đây thích lấy anh ra chọc kẹo mày khê cười rất vui vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thường lộ rõ vẻ hạnh phúc anh tiên luật anh không hỏi em nhiều năm sống anh tiên luật anh không hỏi em nhiều năm qua sống như thế nào ư ừ, một chút cũng không quan tâm em hừ trong giọng nói có sự kháng nghị nho nhỏ lại mang theo kiểu làm núng của các cô gái mới lớn. Mới trước đây, Mạch Khê ở trước mặt anh không hề đề phòng, tuy nói rằng cả hai khách xa nhau nhiều năm như vậy, nhưng khi gặp lại, Mạch Khê vẫn rất nhanh tìm lại được cảm giác thoải mái. Chẳng qua là anh thiên luật trước mắt so với mới trước đây thì khác nhau rất nhiều, trầm ổn hơn, cho dù anh khe gì cũng không nói, ngồi đó thản nhiên cười, nhưng vẫn cảm nhận được gặp lại nhau là một chuyện hết sức vui vẻ. Cô cũng hiểu được, tình bạn đến bây giờ vẫn như xưa, nhưng đối với hoàn cảnh hiện tại của cô, có lẽ sẽ lại rất khó khăn sự lên án nho nhỏ của mày khê làm cho nhiếp thiên luật bên môi gợn sóng anh dịu dàng nói anh biết chứ sao làm sao anh biết mày khê khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh nhiếp thiên luật cười tuy rằng nhiều năm như vậy không gặp em nhưng anh vẫn biết được tin tức của em mày khê lại khó hiểu như thế nào mà thiên luật lại bày ra một bộ dáng cao thâm rất khó lường thấy cô trương ra về mặt bối rối nhiếp thiên luật dịu dàng nói được rồi cô nhỏ không cần tỏ ra tò mò như vậy bộ em tính ăn kem cho no bụng sao không định ăn cơm à ăn đương nhiên là muốn ăn hơn nữa hôm nay em thực sự muốn ăn nhiều một chút mày khê thông minh không hỏi lại chuyện đó nữa cô chính là như vậy người khác không muốn nói thì cô cũng sẽ không hỏi nhiều tay mắt nhếp thiên luật chứa đầy ý cười không thành vấn đề khi hai người đang vui vẻ trò chuyện thì một chiếc xe tiến tới tiểu thư mày khê giọng nói trầm thấp đánh vỡ bầu không khí của hai người mày khê ngần ra ngừng đầu đột nhiên mở to hai mắt nhìn là phí xa Phí, phí dạ Cô theo bản năng nhìn quanh bốn phía Tiểu thư Mày khê yên tâm Chỉ có một mình tôi thôi Phí dạ liếc mắt một cái Nhìn thấu sự hoảng sợ trong đáy mắt của cô Thản nhiên nói Tâm tình Mày khê đột ngột hạ xuống Nhẹ nhóm thở dài một hơi Nhiếp thiên luật nhạy cảm phát sát ra được đôi mắt của cô Chứa đựng sự kinh hoàng cùng sợ ái nhíu mày một chút Không nghĩ nhanh như vậy Nhiếp thiên luật thiếu ra đã về nước Giọng của phí dạ vang lên Có chút cung kính mà cũng có sự lạnh lùng Nhiếp thiên luật khôi phục lại ánh mắt xa cách thật bình tĩnh không để kẻ khác tới gần thản nhiên nói sư ngô này thật sự không thích hợp với tôi ánh mắt phía xạ dạ không được tự nhiên hơi hơi cúi người xin thứ lỗi nhiếp tiến sinh nếu hai người đang dùng cơm tôi sẽ không quấy giày tôi xin đi trước nói xong đôi mắt hắn lơ đãng nhìn lướt qua phía mày khê xài bước rời đi nhiếp tiền luận không có phản ứng gì chỉ là nhà nhãi ngồi đó mày khê thấy hắn rời đi bản thân hơi sửng sốt nhưng lập tức phản ứng lại nhanh chóng đuổi theo phí dạ phí dạ dừng lại xoay người nhìn thấy cô để mắt xuất hiện tia dịu dàng tiểu thư mày khê có việc gì sao không có gì chỉ là mày khê có chút nghẹn lời anh có thể cô vô thức liếm môi ánh mắt của hắn có chút ám mùi chuyện đêm nay cô không muốn cho lôi tiên sinh biết hắn nói ra tâm tư của cô mày khê sừng sốt lại lập tức gật đầu khuôn mặt nhọn nhắn tràn ngập sự cầu xin phí ra dạ, anh có thể giúp tôi được không coi như chưa từng nhìn thấy tôi xin anh đấy phí ra dạ nhìn cô một lúc lâu sau mới gật đầu một cái cảm ơn anh phí dạ. mày khê cao hứng nắm cánh tay hắn trong đáy lòng thầm nói vạn lời cảm ơn cô biết phí dạ luôn luôn trung thành với cha nuôi làm như vậy thật khó xử cho hắn nụ cười của cô luôn xinh đẹp dạng người như vậy ánh mắt phí dạ nổi lên ánh sáng dịu dàng giọng hắn cũng trở nên mềm mại nhẹ nhàng trầm ổn nói đừng chơi quá muộn như là trẻ con được cưng chiều mày khê ngọt ngào cười dùng sức gật đầu cách đó không xa nhiếp thiên luật như suy nghĩ gì đó nhìn đến biểu cảm của mày khê ấn ấn mi tâm sự xuất hiện của nhất thiên luật khiến mày khê mất ngủ trong cảm nhận của cô nhất thiên luật luôn chiếm một vị trí nhất định đi cùng với một loại cảm kích mà lại giống như tình thân nhiều năm như vậy rốt cuộc anh cũng xuất hiện nỗi bất an trong lòng cô cũng vơi đi nhiều cảm giác rất an toàn dưới ánh trăng cô lặng lặng ngồi trên chiếc ghế trong vườn hoa tựa như điều cấm kỵ trước đây đã chẳng còn quan trọng nhìn cả vườn ngọc sơn mạc tuyết mày khê mỉm cười ngọt ngào chiếc váy mà trên người cũng là do thiên luật thiết kế thiên luật tựa như ánh mặt trời và tan đi làn sương mù mịt mỗi khi nhớ đến đã thấy ấm áp rồi ánh trăng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của mày khê mái tóc quăn dài xõa xuống đầu vai đáy mắt cô tràn ngập ý cười tựa như làn mây ấm áp lại mang vẻ tươi tắn như mực nước nhộm lên giấy tuyên thành bóng hình cô giữa bảng tuyết viên tựa như bông tuyết phiêu giật trong không trung đẹp không sao tả xiết đột nhiên tiếng bước chân trầm ổn phía sau đánh gãy dòng hồi ức của mày khê cô quay đầu lại dưới ánh trăng bóng dáng cao lớn của lôi dần như che hết đi ánh trăng cô đột nhiên đứng dậy vẻ ngọt ngào trên mặt đã sớm bị sự sợ hãi thay thế hai bàn tay cô muốn chẳng lấy tả váy cha cha nuôi cô theo bản năng muốn tìm đường trốn nhưng trừ vườn hoa rộng lớn chẳng có chỗ nào mà chạy đôi mắt xanh biết của lôi dần có vẻ rất phức tạp ánh mắt hắn nhìn mày khê tràn ngập vẻ nguy hiểm ngạo mạn mỗi tức trên người đều tản ra hơi thở tựa dã thú đây là nơi để con nhớ đến người đàn ông khác ư?" Ừ. Giọng nói cô hắn lạnh như băng, vừa thấy cô định chạy trốn, liền giữa cánh tay ra, kéo cô đến trước mặt, như mắt con gà con, mày khê kinh hãi, hòa trong hơi nước hoa nhàn nhạt, nhạt, còn người thấy rõ ràng mùi rượu vẫn còn thoang thoảng trong không khí. "Cha nuôi con còn không có, hắn uống rượu sao? Uống say?" Lôi giận đột nhiên nở nụ cười, cũng là lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cô, đôi đồng tử tựa như mãnh thú, đúng là quái lạ hắn đột nhiên cúi đầu nói khóe miệng cong lên hạ lưu không rời khỏi đàn ông một ngày nào được mày khê đột nhiên chừng to mắt dần dần đấy mắt đã ngấn lệ lời hắn nói thật sự làm trái tim cô đau thắt còn không có lần đầu tiên cô lớn tiếng giống lên với hắn lôi giận nhíu chặt mày lại vừa muốn nổi điên lại bị phía xa phía sau kéo lấy thấp giọng nói lôi tiên sinh ngày uống say rồi như vậy sẽ dọn tiểu thư mày khê lôi giận vung tay một cái thân mình mày khê ngã soi ra mặt đất tà váy cũng vì thế mà rúm lên để lộ ra đôi chân thon dài nõn nà ánh mắt hắn càng thêm trầm lạnh không để ý tới lời nói của phía dạ ngược lại hắn ngồi xổm bên cạnh nhìn chăm chăm mày khê nỗi kinh hoàng của cô rơi hết vào đáy mắt hắn nhất là cặp mắt đen láy đang phiếm lệ kia người đàn ông vân bàn tay nhẹ nhàng vuốt về gò má mềm mại của cô lại không phát hiện khuôn mặt lãnh đạm của mình đã điểm nét dịu dàng mày khê phát run quay đầu muốn trốn tránh lại để lộ ra cái gáy trắng ngần lôi giận dường như hơi chấn động ngón tay mơn trớn gò má của cô truyền xuống cần cổ trắng nõn xuống xương quay xanh tròn tròn vẻ mềm mại dưới lòng bàn tay khiến hắn dấy lên dục vọng quen thuộc còn thật sự là không đơn giản còn mua chuộc cả người của ta nữa hả tiếng nói của hắn trầm thấp tựa như hương rượu ngon tàn ra làm người ta si mê nhưng ánh mắt thì ngập vẻ uy hiếp cùng với dục vọng thân mình mày khê cùng ví xạ đồng thời run lên thế nào bị ta nói chúng ngữ khí lôi dần bình thản như nước đáy mắt càng lộ ra cơn thịnh nộ dần đến hàn ý toàn ra tự như cơn bệnh nhiễm vào máu mày khê đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy phải tức giận rõ ràng như vậy trong mắt cha nuôi cha nuôi con đến giờ vẫn không ngoan ngoãn phải dạy như thế nào thì con mới nhớ lời ta lôi giận như là nói thầm nhưng lại như là đang nói cho cô nghe cảm giác nguy hiểm bao phủ lấy cô còn chưa biết phản ứng thế nào đã thấy lôi giận đứng dậy thân mình cao lớn hơi di si truyền cậu thật to gan Phí dạ căng thẳng không giải thích gì chỉ quỳ một gối xuống Thực xin lỗi lôi tiên sinh Xin lôi tiên sinh cứu phạt Lôi giận từ trên cao nhìn xuống hắn đáy mắt sầm lại Ngay sau đó quay về nhìn mày khê Kéo cô đến Khuôn mặt hắn gần sát cô Cho hết tầm mắt cô khiến cô thực sự sợ hãi Khê nhi Phí dạ là người của ta Lại vì con mà phạm lỗi Nếu còn là ta Định trừng phạt cậu ta thế nào Mày khê nghe ra giọng nói của hắn Hơi đượm mùi máu Thì ngay tức khắc thở gấp Nhắm chặt hai mắt lại Chậm rãi quỷ xuống Tiểu thư mày khê Phí dạ kinh lôi giận thấy thế, ánh mắt u trầm càng thêm lạnh lẽo. Cha nuôi, xin người đứng trách phí dạ, là con không tốt, là con ăn nỉ anh ấy không nói với người. đêm nay con cũng không về quá muộn. cha nuôi, xin người đừng tức giận. mày khê không muốn làm như vậy, nhưng vì không muốn liên lụy đến phí dạ, cô chỉ còn cách cầu xin hắn. ánh đêm thuần khiết chiếu xuống bóng dáng cao lớn của lôi giận. hắn đứng đó, từ trên cao nhìn xuống một nam một nữ trước mặt, lạnh lùng nhếch khóe môi. đối với lời khẩn cầu của mày khê, hắn tựa như không thèm để ý. ngược lại ném một khẩu súng đến trước mặt cô. Phạt như thế nào tùy con quyết định, chỉ có như vậy con mới biết là phải ngoan ngoãn nghe lời. Cha nuôi, mày khê sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nhất là khẩu súng kia. Đây là lần đầu tiên cô thấy súng ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí còn mang theo đồ lãnh khốc của cha nuôi. Con, con không thể. Lôi tiên sinh, xin ngài để làm khó tiểu thư mày khê, là thuộc hại không đúng, thuộc hạ sẽ tự phạt. Phí dạ nhìn khuôn mặt trắng bệch của mày khê thì đáy lòng hơi nhói đau chưa nói hai lời Linh cầm khẩu súng chĩa về mình bằng giữa đêm mùa hạ tiếng súng đánh tan đi vẻ yên tĩnh dòng máu đỏ sấm chảy theo cánh tay của ví giả dạ. hắn nhíu mày lại nhưng không kêu nửa lời sắc mặt lôi giận càng thêm lạnh lẽo vẻ âm u nơi đáy mắt càng thêm nồng đầm ví giả dạ? mày khê cả kinh vội vàng xoay người bàn tay nhỏ bé run lên muốn trên đi miệng vết thương của hắn nhưng lại sợ làm hắn đau giọt lệ trong góc mắt rốt cuộc cũng chảy xuống ngày sau đó cô quay đầu lại trong mắt chàng ngập về dũng cảm cùng vẫn đổ Sao ông có thể làm như vậy? Tất cả đều là lỗi của tôi, không liên quan gì đến phí già. Ông muốn giết người phải không? Vậy giết tôi đi. Tiểu thư mày khê không cần nói nữa. Phí dạ cả kinh, vội vàng thấp giọng ngăn cản. Hắn cho tới bây giờ chưa gặp qua bộ dạng hung hăng đó của mày khê, cũng chưa bao giờ thấy lôi tiên sinh bùng lửa giận như vậy. Nguy hiểm, xen lẫn với luồng khí lạnh chết chóc, không thể không chế được mà đánh úp hắn. Lôi tiên sinh có chuyện gì vậy? bọn vệ sĩ nghe thấy tiếng súng liền nhanh chóng chạy vào vườn hoa lại nhìn thấy cánh tay ví xạ chảy máu thì cả kinh đôi mắt lôi giận nhanh chóng khôi phục lại phải bình tĩnh lửa giận với bùng phát cũng rất nhanh tắt đi hắn lãnh đạm nói đưa ví dạ đi vào bó vết thương lôi thiên sinh nhưng mà ngày bọn vệ sĩ lo lắng không biết nên để vài người ở lại không cút ra cho tôi giọng lôi giận cao lên khiến bọn vệ sĩ sợ hãi nhanh chóng đưa ví xạ đi ví xạ rất muốn ở lại dù biết ở lại cũng chẳng giải quyết được gì Ví giả tiên sinh Bọn vệ sĩ sốt ruột giữ ví giả ra ngoài Cả bảng tuyết viên rộng lớn Chỉ còn lại lôi giận với mày khê Ánh mắt mày khê vẫn dõi theo hắn Tựa như con máu con nơi sơn cước Không còn thế vẻ khung núm mọi ngày Lôi giận tiến lên Đôi chân thon dài chiếu vào đôi mắt cô Nghe sau đó hắn nâng tay bóp chặt cầm cô Rốt cục dám tranh luận cùng tôi Người đàn ông cất giọng trầm thấp Như là tán thường Lại lãnh đạm không rõ hàm ý Mày khê chỉ cảm thấy cầm đau đớn Tựa như sắp bị bàn tay hắn bóp nát tuy rằng về mặt hắn bình thản nhìn đáy mắt thì càng ngày càng tối lại cô dũng cảm đứng lên nghĩa thầm cùng lắm thì bị một cái tát cô nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của hắn gần từng tiếng nói tranh luận thì sao sự sinh tồn của tôi đối với người cha nuôi như ông chẳng có ý nghĩa gì biết loại con mồi nào sẽ kích thích không lôi giận không giận ngừng lại cười cười nụ cười đó gần như có thể khiến người ta ớn lạnh hắn buông tay ngay sau đó hắn tiến đến ôm chặt lấy cô có đôi khi lạt mềm buộc chặt mới hiệu quả càng phản kháng tôi lại càng thích chinh phục đây là ý nghĩa sự tồn sinh của cô tôi không phải con mồi mày khê quật cường hoàn toàn mẹ tiếng súng vừa rồi kích phát cô dùng sức muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn lại bị hắn ôm càng chặt thêm mùi rượu hấp dẫn một lần nữa bao vây lấy cô à tôi quên cô không phải con mồi là con gái của tôi đôi môi lôi giận chậm rãi gần đến vành thai của cô giọng nói trầm thấp như đang thôi miên là con gái chỉ có thể nằm dưới thân tôi mà phóng đãng diễn gì tim mày Khê đột nhiên như thắt lại còn chưa kịp phản ứng cả thân mình đã như con bướm xinh đẹp mà ngã xoài xuống đất bên cạnh là bạt ngàn bạc sơn ngọc tuyết ngay sau đó người đàn ông cúi người xuống sức mạnh của hắn dường như muốn rút hết sinh khí trong cơ thể mày khê cô cố hít lấy một hơi vừa muốn la lên tức giận nhưng liền bị hắn kìm chặt lấy buông ra tôi không muốn ông chạm vào người tôi mày khê liếc vội vào đôi mắt thâm trầm kia nhất thời thở gấp một hơi, vội vàng dùng sức đẩy hắn ra. Cô đã quên, người đàn ông này là người không dễ chọc vào, Cùng suýt nữa quên mất, đêm đó hắn đã cho thân cô thế nào. Giờ khắc này, mọi hồi ức đều ùa về, nhất là khi cô nhìn vào đôi mắt đáng sợ của hắn, như thể ánh mắt đó muốn nuốt chửng lấy cô. Không thể chạm vào thì tôi cũng đã chạm vào rồi, thân mình cô có vị gì tôi đều đã nếm. Lôi giận cất lên giọng nói lạnh lẽo thường ngày, mặc cho người con gái trong lòng rẽ rụa hắn dùng sức xé rách chiếc váy trên người cô buông ra thân mình mày khây phát xôn sự phản kháng của cô càng bản không chọn lại nổi lôi giận rốt cục vặt váy cũng bị hắn hất ra sau hai bầu ngực tròn dưới ánh nền hiện ra lại càng đầy đặn cảnh xuân này hoàn toàn thu vào tầm mắt của hắn không chút e rè khiến mày khê hô hấp xôn rập nói đến cùng cô vẫn không thể tránh khỏi sự sợ hãi toàn thân run rẩy đôi mắt xinh đẹp tràn ngập về hoàng hốt trước nay chưa từng có ngay cả đôi môi anh đào cũng run lên vẻ điềm đạm đáng yêu của cô không hề khiến lôi giận thường tiếc ngược lại khiến dục vọng của hắn càng thêm mãnh liệt những chứa ngại vật còn lại trên người mày khê hoàn toàn bị bàn tay kia giật bỏ vô ra cơ thể trắng hồng lại thêm vẻ run rẩy sợ hãi càng mị hoặc hơn đôi mắt nổi giận rõ ràng biến hóa như kẻ đói khát hoàn toàn muốn chiếm giữ một cách mạnh mẽ đừng tiếng kêu hoảng sợ của mày khê như xé toạc màn đêm mùa hè giữa vườn bạc tuyết cơ thể cô hiện lên càng kiều diếm tựa như bông tuyết tinh khôi lùi về sau một chút liền chạm phải một vật cứng rắn trong đầu cô như lóe lên ánh quang lập tức cầm lấy giơ lên ông đừng ép tôi nếu không tôi sẽ nổ súng khẩu súng lục vừa bắn phí dạ giờ khắc này nằm trong tay mày khê họng súng đen ngòm hứng về phía người đàn ông ma quỷ ánh quang nơi đáy mắt lôi giận dị động càng thêm ủ tối hắn đối với hành động này của cô dường như rất thờ ơ ngược lại lãnh đạm hỏi cô sẽ nổ súng sao? Mày khê bối rối cầm khẩu súng, cô đích xác sẽ không nổ súng, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của hắn, thậm chí hắn cũng không thèm nhíu mày. Lôi giận nhếch khóe môi lạnh lùng lên, ánh mắt càng lãnh đạm, hắn không kiêng dè gì, càng tiến tới gần cô hơn, tựa như con báo hoang dã. Đừng có động đậy, còn tiến lên là tôi thật sự nổ súng. Giọng nói mày khê hơi run run, bởi hắn tiến tới càng gần, họng súng cũng ngày càng gần người hắn. Lôi giận không chút hoang mang, vươn bàn tay to cầm lấy khẩu súng trong tay cô đặt lên ngực hắn rồi lạnh lùng nhắc nhở cứ nổ súng đi cô có thể trả thù tôi mày khê né tránh khiếp sợ bởi lời nói của hắn người đàn ông này quá tự tin quá bình tĩnh bộ dáng đó khiến tim cô đau nhói bàn tay nhỏ bé của cô hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay của lôi giận đưa ngón tay ấn xuống chỗ này cô lập tức có thể thấy tội đổ máu hắn thậm chí không chút hoang mang dạy cô cách nổ súng như thế nào đừng ép tôi Mày khê lắc lắc đầu, mái tóc quăn dài, xóa nhẹ đầu vai, ngay cả đôi mắt cũng ngấn lệ. Đây là lần đầu tiên cô cầm súng, lại dương về người đàn ông cô vốn tồn kính nhất. Người đàn ông này là ma quỷ, không hơn không kém một con quỷ. Khế nhì, sự lựa chọn cho cô rất đơn giản, hoặc là nổ súng, hoặc là bỏ súng xuống. Cô cũng chỉ có một cơ hội duy nhất để nổ súng, bằng không... Khóe môi lôi giận cong lên, tàn ra hơi thở ma quỷ, hắn vươn một bàn tay ra không chút kiêng dè chụp lên một bầu ngực của cô đừng nhìn tôi mày khê hét lên một tiếng nhắm chặt mắt lại theo bản năng bóp cỏ súng bầu không khí như ngưng lại một cảnh tượng trong đêm hè cũng như dừng lại có điều tiếng súng quen thuộc không vang lên như lẽ thường cả không gian ngập vị chết chóc sắc mặt lôi dần âm u như có màn sương bao phủ ánh mắt bởi tác dụng của rượu mà càng thêm thâm trầm tựa như ánh mắt của loài thú ăn thịt người sắc mặt mày khê chóng mệt như mảng cho tàn Đấy mắt cũng hiện lên vẻ hoảng hốt sao có thể cô hoảng loạn giọng nói càng thấy rõ vẻ bối rối trong súng không có đạn bên tay vang lên tiếng cười lạnh như ma vương nơi địa ngục cô muốn tìm cái này lôi giận chậm rãi giơ tay lên từ từ mở bàn tay ra trong lòng bàn tay hắn năm viên đạn cứ từng viên từng viên bị thả xuống không thể nào mày khê bất khả kháng lắc đầu hắn sao có thể ngay trước mặt cô lấy năm viên đạn ra kinh khủng hơn là làm một cách đơn giản thần không biết quỷ không hay bàn tay lôi giận từ từ dùng sức rồi đột nhiên thu lại cổ tay mày khê chuyển đến còn đau buốt bàn tay cô run lên khẩu súng liền rơi xuống đất lúc tôi lăn lộn giang hồ cô mới chỉ là đứa trẻ con thôi cô cho rằng tôi có thể ngồi trên vị trí này là dựa vào cái gì một từ cuối cùng hạ xuống thì cả thân mình cao lớn của hắn cũng áp chế cô hoàn toàn mày khê tựa như con kiến bé nhỏ mất đi khả năng phản kháng sự kinh hãi tột cùng khiến cô không hét lên nổi. Đấy chính là cô tự chuốc lấy bé con ạ. Bàn tay lôi giận thăm dò trên từng thức da thịt cô. Ngay sau đó, hắn thô bạo kéo hai chân cô ra, đưa chính mình vào trong cô. Khóe môi hắn lạnh lùng cong lên, thấp giọng căn dặn bên tai mày khê. Nếu không giết được tôi, vậy nhất định phải dưới thân tôi mà phóng đáng đóng đưa thân mình. Hắn kìm chặt lấy người cô, lập tức bắt đầu những hành vi tàn nhẫn với cô. À! Sự xâm nhập mạnh mẽ khiến cô ý thức rõ hiện thực, càng cố sức đẩy thân thể cường tráng của hắn ra. Bên trong người con gái thực mềm mại khiến hắn càng tăng thêm giá tính, lại thêm men rượu tác quái khiến lôi giận trở nên như giá thú mà điên cuồng cắn nuốt con mồi phía dưới. Một bàn tay hắn kẹt chặt hai cổ tay mày khê lên trên đầu, bàn tay kia nắm lấy hông cô càng hung hăng hơn. Cha nuôi, a à, không, không muốn. Toàn thân mày khê gần như cảm nhận được cơn phẫn nộ của hắn, cô không thể không mở miệng cầu xin thân mình cũng không ngừng rãi rụa trái lại sự phản kháng của cô càng như kích phát thêm bản tính chiếm giữ nguyên thủy nhất của lôi dần hắn đột nhiên nâng cổ chân cô lên đặt hai chân cô lên hai bờ vai chắn chắc của hắn khiến cô không thấy không thừa nhận sức mạnh của hắn mày khê cảm thấy hai tay bị hắn giết vô cùng đau đớn ngón tay bởi máu không được lưu thông nên chóng bệch giọt nước mắt không ngừng chảy xuống đến khóe môi giờ khắc này cô cảm thấy tựa như một cơn ác mộng khủng khiếp mà buồn cười là cô lại bị một người cường bạo đến hai lần Một lần là trong khách sạn Trên chiếc giường còn vương hơi thở thối nát của ba người phụ nữ Một lần là ở vườn ngọc sơn bạc tuyết thần thánh Nơi mà cô vẫn cho rằng không thể xâm phạm được Mà người cưỡng ép cô cả hai lần đều là cha nuôi của cô Trong không khí nổi lên mùi vị tình dục nồng đậm Thân thể bị sức mạnh to lớn xuyên qua cùng từng đợt va chạm cùng dã Khiến cô dần trở nên vô lực Chỉ có thể ngây ngốc nhìn bầu trời đêm trong đôi mắt đẹp chỉ còn lại vẻ thê lương Cũng chỉ còn hy vọng cho thời gian nhanh chóng trôi qua Thấy cô cắn răng yên lặng chịu đựng Đôi mắt tràn ngập dục vọng của lôi giận Đột nhiên nhíu lại Hắn kéo thân mình cô lại buộc cô quay lưng về phía mình Không Mày khê lập tức phản ứng lại Vô lực giấy rùa Hai tay lại chỉ có thể để mặc bàn tay của cha nuôi Cố định trên mặt đất Mái tóc quan dài bởi cô liều mạng lắc đầu Mà giờ đã rối tung lên Đường cong dọc theo lưng cô hoàn toàn rơi vào tấm mắt của lôi giận Mãi khê cảm thấy eo mình như bị một sức lực mạnh kinh người kiềm trụ. Ngay sau đó, sức mạnh quen thuộc một lần nữa xuyên vào, hoàn toàn lấp đầy cô. Mới vừa trải qua một hồi kịch liệt đã khiến cô không chịu nổi rồi. Với tư thế này, càng khó mà thừa nhận được. Á à! Cô ngửa đầu ra sau theo bản năng, ngay sau đó hơi thở mê muội của lôi dần lẫn với hương rượu phả qua tay cô. Nói, hắn chưa chạm vào cô, nói cho tôi. Giọng nói lạnh băng giờ phút này đã tràn ngập dục vọng cùng lừa giận nhất là khi tưởng tượng ra cảnh cô tươi cười trước mặt người đàn ông khác đôi mắt hắn càng sầm lại sâu không thấy đáy mày khê vô lực lắc đầu nước mắt rút cục theo khóe mắt chảy xuống từng giọt từng giọt rơi trên cánh hoa trong khu vườn bạc tuyết cô nắm chặt tay các đốt ngón tay cũng bị thấy mà trắng bệch cha nuôi cậu người đừng cô không kìm được mà cầu xin lôi dần người đàn ông như con giá thú đang cuồng dã sau lưng cô thần mình cô cũng vô lực mà để mặc hắn tùy ý chiếm đoạt trời sinh bản tính đơn thuần mày khi căn bản không thể hiểu hắn đang nói gì cô chỉ biết cha nuôi đang uống say giờ như con sói hoang đúng vậy trong người hắn cũng chỉ chảy dòng máu của sói cường bạo nếu nghiêm túc mà nói có rất nhiều loại mà hành vi của lôi giận là điển hình cho kiểu vấn nộ hắn thông qua cường bạo mà chút cơn thịnh nộ là phát tiết mà thường thường hành vi này là loại đáng sợ nhất sự cầu xin của người con gái dưới thân khiến hắn hoàn toàn điên cuồng nhất là nước mắt trên gương mặt mày khê như giọt thủy tinh chảy xuống cánh tay trắng kiện của hắn, theo sự va chạm kịch liệt của hắn mà càng chảy nhiều hơn. Tuyết phía sau lôi giận mở miệng ngậm lấy vành tay mẫn cảm của mày khê, tham làm cắn nuốt hương thơm của cô. dưới tác dụng của rượu, hắn tự như nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ở dưới thân hắn vô cùng quyến rũ. mày khê run lên, một phần là vì hắn gọi lên một cái tên xa lạ, một phần là bởi lần này hắn tiến vào vô cùng dịu dàng. người đàn ông buông lỏng bàn tay đang kẹp chặt cô, một bàn tay nâng cao hông cô lên bàn thây kia như quyến luyến mà vuốt vai mỗi thức xa thịt cô tiếng thở dốc của hắn ngày càng thô khàn thậm chí hắn còn cúi người hôn lên gáy cô từ từ hôn dọc theo sống lưng trắng nõn a à! mày khê cũng thở gấp hơn không kìm được mà kêu lên những tiếng quyến rú nhưng đáy lòng cũng thắt lại bởi lời nói của hắn tuyết hắn lại kêu lên một cái tên phụ nữ có thể thấy được hắn đối với cô ấy yêu mãnh liệt vô cùng nước mắt không biết là bởi nguyên nhân nào lại lên nước chảy xuống giọt nước mắt nóng bỏng nhỏ trên da của lôi dần. hắn thấp giọng nói cùng lúc đó mỗi lần ra vào cũng tràn ngập tình thâm tuyết đừng khóc để anh có thể yêu em mạch khê run lên nơi tư mật của cô quá nhỏ hẹp thực khó khăn để có thể thừa nhận nổi sức mạnh vĩ đại của hắn cô có rút càng nhanh lại ấm ướt nóng bỏng khiến người đàn ông như mất đi lý trí hắn một lần lại một lần điên cuồng tiến vào rốt cục gieo rất mầm mống nóng bỏng vào sâu trong cơ thể cô cùng với sự tấn công cuồng ngạo mạch Khê cuối cùng vẫn không chịu nổi mà ngất đi. Một đêm này, cô không biết bản thân phải tiếp nhận bao nhiêu lần. Giữa lúc mơ hồ trong tiết tấu mãnh liệt của hắn, cô cảm giác như có một con sóng lớn ập đến mình. Đêm dài, chậm rãi qua đi trong vườn hoa bạc tuyết. Lúc mảnh Khê tỉnh lại đã là gần hoàng hôn, ánh chiều dương vàng vọt còn sót lại nhẹ nhàng chứa xuống. Cô khẽ dê lên một tiếng, muốn động thân mình một chút, nhưng cảm thấy rất khó khăn. Xương cốt như muốn nát vụn, một chút khí lực cũng không còn mãi lâu sau cô mới chậm rãi ngồi dậy kéo chăn xuống cô mới phát hiện ra mồ hôi trên người còn chưa ráo hẳn mà khắp ra thịt trắng nón chỉ toàn những dấu hôn của cha nuôi điên cuồng để lại là dấu vết kích tình của cha nuôi cô không biết bản thân đã trở về phòng như thế nào mà vị cha nuôi đáng sợ kia cũng chẳng biết đã đi đâu nỗi tuyệt vọng bao phủ lấy cô đôi mồi cô thiền tái nhợt đi loại quan hệ này cô rất sợ đó là loại loạn luân như mọi người thường nói có điều Mẹ khi đỡ lấy cái chán đang phát đau Tuyết em là của anh Bên tay lại vang lên tiếng nói trầm thức của cha nuôi đêm hôm qua Tiếng nói đó cũng vô cùng chân thành Tuyết Đây là cái tên mà cha nuôi trong lúc say rượu Triền miên mà liên tục gọi ra Rốt cuộc là ai Có thể chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong lòng cha nuôi Từ nỗi tuyệt vọng Lại sinh ra cảm giác đau lòng xa lạ Đầu giường Tiếng chuông điện thoại di động vang lên Âm thanh bất chợt vang lên trong căn phòng lớn khiến mày khê hoảng sợ nhưng nhanh chóng hoàn hồn và mắt điện thoại mày khê là mày khê phải không đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng có chút quen thuộc lại có phần xa xôi trong khoảng thời gian ngắn mày khê không tài nào nghĩ ra chủ nhân cuộc gọi này mờ miệng nói lại bị chính giọng nói khàn đặc của mình dọa chết khiếp chị là đêm hôm qua cho dù kêu đến phá sòng cha nuôi vẫn không buông tha cô Rồi toàn bộ khí lực xâm chiếm cơ thể cô mày khê rốt cuộc cũng tìm được em Chị phải hỏi qua người chỉ trách nhiệm sự kiện lần trước Mới tìm được số điện thoại của em Chị là bà cơ Điện thoại chuyển ra giọng nói mang theo ngữ điệu thoải mái Mày khi đột nhiên xôn dày Sở dĩ như vậy là bởi vì Cô nghĩ tới quan hệ của bà cơ với cha nuôi Nếu bị bà cơ biết hết thảy chuyện xảy ra Liệu lời nói có thể ôn hòa như vậy hay không Hắn là cha nuôi của cô Hắn là kim chủ bao dưỡng bà cơ Mà kim chủ của bà cơ lại mạnh mẽ cường bạo cô tới hai lần Loại quan hệ này làm cô thật sự bất an Mày khê, em có đang nghe không? Bà cơ hồi lâu không nghe thấy tiếng nói của mày ghê đáp lại thì nhẹ giọng hỏi. Mày khê lúc này mới phản ứng lại, lập tức nói. Em có đang nghe, thực xin lỗi. Đáng lẽ em nên để lại số điện thoại cho chị. Không sao, là chị sơ ý mới đúng. À mày khê, hôm nay có điện thoại đến, chính là nói với em một chuyện. Chị đã giúp em liên hệ rồi, ngày mai em trực tiếp tới tìm chị. Chị đã nhờ một nhà sản xuất âm nhạc tốt, ông ấy muốn giúp em tu âm sự tuyển một chút. Giọng nói của cô ấy có vẻ rất vui mừng, Thật sao? Mày khi dường như giật mình, cảm giác như đang ở trong mơ vậy. Đôi mắt đẹp sáng lên, cô đưa điện thoại di động dí sát bên tai. Chị bà cơ, em có thể đi thu âm dự tuyển sao? Đương nhiên, ông ấy đã xem MV của em, khen em là một cô gái có tiềm năng. Việc thu âm ngày mai, chị đối với em rất tin tưởng. Bà cơ nhẹ nhàng nói, sau đó lại nói thêm một câu. À đúng rồi, công ty của người đó tên là DIO, chắc hẳn em đã nghe nói qua. Ca sĩ của công ty đó đều là những người rất có năng lực, là một công ty rất mạnh, yên tâm đi. Mày khê kích động không biết nên nói gì, đến nỗi mọi chuyện tối hôm qua dường như quên hết. Cảm ơn chị bà co, ngày mai chị có đi cùng em không? Em sợ sẽ làm hỏng chuyện. Em gái ngốc, chị đương nhiên đi cùng em rồi, chị còn muốn chờ ăn khao của em nữa kìa. Nhất định rồi. Tiếng nói cao hứng của mày khê có chút xôn dày. Cúp điện thoại, cô bất giác có chút hoảng hốt. Có lẽ nào thường cứ khi một người tuyệt vọng lại lập tức gặp duyên kỳ ngộ. Nghĩ đến đây cô cảm thấy thực nhẹ nhóm Nếu ngày mai thu âm thành công Cô sẽ có lý do rời khỏi toàn thành này Rời khỏi người đàn ông ma quỷ kia Không biết từ lúc nào Mẹ khi bắt đầu cảm thấy Sống lại toàn thành này là một loại áp lực Cảm giác này tựa như có cái gì đó Mắc nghẹn trong cổ vậy Hắn chính là vào cái đêm đó Và sinh nhật tuổi 18 của cô Đã cướp khỏi cô sự tự do Đêm đó tiếng cười thoải mái của cô đã chấm dứt Cho nên cô muốn chạy trốn Cô nén đau nhức trên cơ thể cô rửa mặt mặc quần áo xuống lầu dùng cơm sau đó gọi điện thoại bán cho đại lị đại lị nghe thấy mà hưng phấn đến nỗi sắp khóc được bữa tối mạch khi cũng cố gắng ép mình ăn uống nhóm người làm tỉ mì chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cô đều ăn hết sạch quản gia hàn á đứng bên cạnh nhìn thấy sợ tới mức muốn khuyên cô dùng cơm chậm một chút bác hàn á bác yên tâm đi còn chỉ là cảm thấy nên tự chăm sóc cho mình tốt một chút cái mệnh nhỏ nhắn của mạch khi nhiều đầy thức ăn bộ dáng ăn ngấu nghiến này của cô làm kẻ khác khiếp sợ cô một tay lấy cốc nước trái cây từng ngụm từng ngụm uống hết bởi cô nghĩ chỉ có ăn no mới có sức lực chỉ còn sống mới có hy vọng được 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 ta biết tiểu thư mày khê ngoan nhưng mà con gái ăn cơm cũng nên ăn chậm một chút nếu không bị lôi tiên sinh thấy sẽ nói cách tiếng mấy dụng cụ ăn va chạm thanh thúy vang lên mày khê đang ăn đột nhiên giật mình cô vẫn ngồi yên như vậy nhưng dường như nghe thấy tên cô hắn thì sợ tới mức trong lòng run run một chút Sao vậy? Mày khê lắc đầu liên tục, ngay lập tức nở một nụ cười. Bác Hàn Á, nếu bắt bác rời khỏi tòa thành, bác liền rời đi sao? Rời khỏi tòa thành? Hàn Á cảm thấy khó hiểu ý tới trong lời nói của cô. Lời này chính là nơi ta ở cả đời. Mày khê nóng này buông đồ ăn. Bác Hàn Á, nếu, nếu về sau con có thể tự kiếm được nhiều tiền, bác cũng con rời khỏi nơi này được không? Hàn Á nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên bối rối, vội vàng phân phó người hầu chung quanh rời đi, nghiêm túc mà nhìn mày khê tiểu thư mày khê muốn rời khỏi tòa thành sao mày khê kinh ngạc mà nhìn về mặt nghiêm trọng của quản gia chậm rãi gật đầu một cái đúng vậy con muốn rời khỏi tòa thành rời khỏi lôi ra quản gia hàn áng nghe thấy thế liền hám miệng thở dốc giật mình sừng sốt hồi lâu mới nói tiểu thư mày khê vì điều gì muốn đi nơi này là nhà của con mà tiểu thư cũng là người của lôi ra con không phải người của lôi ra mày khê kích động phản bác nói tên của con là mày khê chứ không phải lôi mày khê con không cần mang cái danh của người lôi ra nơi này cũng không phải là nhà của con tiểu thư mày khê bác hàn á trên đời này chỉ có bác là đối với con tốt nhất bạn đi cùng con được không Mày khê càng nghĩ vẫn chỉ thấy có đại quản gia hàn á là tận tâm chiếu cô cô từ thùa con nhỏ hàn á ghét thở dài một hơi bác biết mày khê tiểu thư có lòng hiếu thuận nhưng mà ông nói quanh co sắc mặt có vẻ nghiêm trọng nhưng cái gì bác hàn á muốn nói gì Mày khê thông minh phát hiện manh mối trong ánh mắt ông trong lòng từ từ dâng lên một cỗ sóng ngầm hàn á nhìn cô nghiêm túc mà nói một câu nhưng mà nếu như không có sự đồng ý của lôi tiên sinh tiểu thư mạch khê không thể rời khỏi tòa thành lòng mạch khê như bị giáng mạnh một đòn bác hàn á con con muốn có cuộc sống riêng của mình không thể cả đời ở tại tòa thành này mạch khê nghe vậy thì lắp bắp nói một câu cô cảm thấy sau lưng như đang tràn ra một luồng khí lạnh mơ hồ hàn á nhẹ nhàng lắc đầu ta có thể nhìn ra được Lô Tiên Sinh cũng chưa có ý định cho tiểu thư rời khỏi toa thành. Nếu cậu ấy không đồng ý, đồng nghĩa với việc tiểu thư Mạch Khê vẫn phải sống tại toa thành. Khuôn mặt Mạch Khê dần tái nhợt, phải cố gắng lắm mới điều chỉnh tốt tâm tình, trong nháy mắt lại như bị rơi xuống vực thẳm. Bác Hàn Á, ông ta, ông ta không có quyền làm như vậy, còn đã 18 tuổi, nghĩa vụ làm người giám hộ của ông ta đã chấm dứt rồi. Hàn Á thầm thân nhẹ một tiếng. Tiểu thư Mạch Khê, Hàn là rất rõ ràng, cường thế của Lôi tiên Sinh. Cậu ấy cho con họ Lôi, thì con nhất định phải mang họ Lôi. Nếu con một mực đòi đi khỏi tòa thành, hậu quả sẽ rất khó lường. Mạch Khê trong lòng mơ hồ dấy lên nỗi bất an. Bác Hàn Á à, như vậy là có ý gì? Hàn Á à thật cẩn thận nhìn vốn phía, đè thấp âm thanh nói: Tiểu thư Mạch Khê, hay là nghe chuyện này đi. Nơi đây cũng từng có một vị tiểu thư muốn rời đi. đương nhiên, cô ấy cũng chưa có sự cho phép của Lôi tiên Sinh kết quả là nói tới đây ông ngừng lại ánh mắt hiện lên vẻ mơ hồ mày khê vội vàng hỏi trong đầu lại lập tức hiện lên những lời thánh tranh đã từng nói cha nuôi của em đã giết mẹ của ông ta còn có cả người con gái mà ông ta yêu nhất chẳng lẽ người phụ nữ kia chính là người mà cha nuôi yêu sâu đậm nhất chính là tối hôm qua cha nuôi ở bên tai cô gọi tên tuyết nhưng như vậy không đúng cha nuôi yêu cô ấy sâu đậm thế tại sao cô ấy còn muốn bỏ đi Hàn Á không biết những ý nghĩ thoáng hiện trong đầu mày khê, nhẹ nhàng gật đầu. Chết, nhưng thật ra không chết, mà là mất tích. Mất tích? Mày khê kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Như thế nào mà mất tích? Nguyên nhân cụ thể là gì ta không rõ. Bởi vì lúc ấy, ta vừa mới được điều đến tòa thành chưa bao lâu. Thậm chí cũng chưa từng nhìn thấy bộ dáng người phụ nữ kia ra sao nữa. Chính là vào cái ngày đầu tiên ta đến chỗ này, thì bọn người hầu có nói cho ta một phần. Hàn án nhớ lại nói Mày khi nghe vậy lại thấy khó hiểu Vừa mới điều đến tòa thành Thế này là ý gì Chẳng lẽ bác Hàn Á đã từng làm tại một nơi khác Hàn Án nhẹ nhàng cười Là nhà cũ của lôi gia Ta vẫn ở đó hầu hạ lão gia và thiếu gia Từ khi thiếu gia rời nhà cũ Một thời gian sau Ta cũng bị điều tới tòa thành Thế hiện tại Mày khi lúc này mới phát hiện Chuyện lớn như vậy của lôi gia mà cô thực không rõ ràng lắm Hiện tại lão gia ở nhà cũ của lôi gia nhà cũ của lôi ra tên gọi là ngựa hoàng uyển ở phía nam nước mỹ hàn án nhẹ nhàng nói mày khê cả kinh ngựa hoàng uyển thì ra chính là cuộc cải của lôi ra nơi đó cô đã từng nghe thấy là khu nổi tiếng thần bí của người giàu có cả khu kéo dài những tòa nhà cao cấp người ngoài không thể dễ dàng đi vào nghe nói được xây dựng từ tiền của một vị thương nhân hoa kiều không nghĩ đến chính là lôi ra bác hàn á người phụ nữ kia tên là gì mày khê đột nhiên nghĩ ra một chuyện liền vội vàng hỏi bạc tuyết hàn á không chút do sự nói ta nhớ rõ từng có người nói qua cô ấy tên bạc tuyết ta từng nghĩ lôi tiên sinh có phải hay không vì cô ấy mà dựng lên bạc tuyết viên mạch khê giật mình bạc tuyết thì ra tên bạc tuyết viên không phải bởi tên hoa ngọc sơn bạc tuyết mà là từ tên một người phụ nữ cho nên tiểu thư mạch khê hàn á vỗ nhẹ bà vai của cô trừ khi là lôi tiên sinh đồng ý nếu không đừng rời khỏi tòa thành Lại càng không nên nói lời này ra miệng Tiếng thở dài của ông Còn chưa hoàn toàn hạ xuống Ngữ khí ngay sau đó liền trở nên khẩn trương Lôi tiên sinh cậu đã trở lại rồi Mạch khê đang trầm tư Nghe vậy thì thân mình liền rốt nhẹ Quay đầu lại rồi đột ngột nhìn thấy Cắm mắt sắc nhọn của lôi giận Ngón tay khẽ run một chút Cô lại nhớ đến một màn kinh hãi tối hôm qua Ở trong hoa viên Không biết hắn vào từ khi nào Thân mình cao lớn được vầng sáng chiếu xuống Hàn á, Hình như hôm nay ông nói hơi nhiều Lôi giận thấp tiếng nói Lộ ra một vẻ mặt bình tĩnh Nhưng ánh mắt lại không hề chớp Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của mày khê Ánh mắt của cô như ánh sáng nhu hòa Nổi lên một tầng đề phòng Lại cực kỳ đau khổ, mờ mịt Hà ná vội vàng cung kính cuối người Thực xin lỗi lôi tiên sinh Lôi giận tựa như không hề tức giận Ngược lại là nhìn lướt qua việc ăn uống của mạch khê tối nay Lạnh lùng cất giọng Cố theo tôi trở về phòng mạch khê khó khăn lắm mới có được dũng khí trong nháy mắt với vẻ lạnh khốc Để mắt của hắn đánh đổ chỉ nhìn thấy thân hình cao lớn của hắn đột nhiên xoay người lên lầu thật lâu sau cô mới phản ứng lại hô hấp liền trở nên khó khăn tiểu thừa mạch khê lên đi thôi đừng làm lôi tiên sinh mất hứng Hà Ná vội vàng khuyên trong lòng mạch khê biết rõ ràng trải qua hai lần bị cường bạo cô càng ngày càng sợ người đàn ông này tuy rằng cô mới 18 tuổi nhưng chỉ nhìn ánh mắt của cha nuôi cũng ít nhiều phát hiện ra có điều gì đó sẽ xảy đến như lời thánh trạch ánh mắt cha nuôi là không chút nào che lớp sự cuồng bào, là một loại ngỗ ngược tham lam càng như là có lửa giận bùng ra vậy ánh mắt hắn nhìn cô thật sự không giống như là một người cha mà cô cũng bắt đầu không hiểu trong lòng cha nuôi cô đến tột cùng là con gái của hắn hay là một người phụ nữ bên cạnh hắn rốt cục Mạch khê thở sau một hơi nặng nhọc mà theo sát bóng lưng cao lớn kia đi từng bước từng bước một lên lầu từng bước từng bước cô cảm thấy cổ họng tức nghẹn tựa như bị một bàn tay to lớn hung hăng bóp nghẹt cổ trừ bỏ cảm giác lạnh lẽo cùng run rẩy một chút thoải mái dễ chịu cũng không có đây là lần đầu tiên mày khi bước vào phòng ngủ của lôi dần rốt cục cũng hiểu được phòng ngủ là nơi thể hiện tính cách một người dường như màu đen thâm trầm kết hợp sắc điệu thực sự rất có mị lực tự nhiên cũng thể hiện ra tính cách cùng cường thế của nam chủ nhân diện tích phòng rất lớn lại được thiết kế tỉ mỉ sofa góc cạnh rõ ràng cùng đèn đặt dưới đất kệ và bình hoa mang đường nét cùng sắc thái tôn nhau lên mong vẻ thanh túy cửa thủy tinh điểm xuyết họa tiết kiểu trung quốc gian thay quần áo ám màu trà thủy tinh gợi sắc thái không gian thuộc về người đàn ông nhìn qua ánh phản chiếu trên cửa sổ sắt đất lôi giận lấy ra một bình rượu rót vào chiếc ly thành anh lập tức xoay người ngồi trên ghế sa lông chân phải thon dài vắt lên đùi bên trái lãnh đạm uống một ngụm rượu sau đó nhàn nhạc kéo cả vạt còn người hờ hững liếc qua chỗ mày khi đang đứng lại đây thay quần áo cho tôi đầu ngón tay mạch khê tựa như bấm chặt trong lòng bàn tay cô cắn chặt răng chẳng lẽ không có người hầu sao vì cái gì có phải phục vụ hắn thay quần áo ý bất mãn nơi đáy mắt lại tự nhiên che lấp cho dù đưa cho cô một khẩu súng cũng không giết được hắn cho nên hiện giờ phản kháng cũng không phải sự lựa chọn thông minh suy nghĩ một hồi cô đành phải gắng sức từng bước từng bước tiến lên hàm răng cắn cắn môi dưới ngồi bên cạnh lôi giận thân hình xinh đẹp hơi nghiêng ngốc nghếch nâng đôi bàn tay nhỏ bé thay hắn cởi bỏ cà vạt kẹp cà vạt rồi đến cúc tay áo cánh tay rắn chắc của lôi giận không hề kiêng rẻ, vây lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô động tác tự nhiên cứ như cô là người phụ nữ của hắn ngón tay thon dài thuần thục nhẹ nhàng vứt ve ra thịt của cô hắn không thể không thừa nhận thân mình mềm mại của cô thực làm cho hắn điên cuồng chỉ là ôm cô như vậy cũng có thể khiến cho đàn ông sinh ra dục vọng nguyên thủy nhất đừng mày khê mất tự nhiên liền trốn tránh cô trên danh nghĩa là con gái nuôi của hắn sao có thể phát sinh sự ám mộ như thế này còn nữa, hắn không phải không thường xuyên trở về thành bảo sao? Tại sao hôm nay chẳng những đã trở lại còn trở về sớm như vậy? Hắn hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng, việc của công ty lẫn của tổ chức xã hội đen. Cái cảm đầy của cô bị người đàn ông kiềm trụ, bắt hướng trước mặt hắn. Người đàn ông này quá mức trầm lặng, đôi mắt xanh lục nổi lên tia băng lánh, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tiến sát đến hỏi. Cô định rời khỏi tòa thành. Tôi... Mày khi muốn trả lời, nhưng dưới cái nhìn lạnh lùng của hắn thì lại muốn nghĩ một lý do thoái thác không nghĩ cô biết rõ chính mình còn chưa đủ lông đủ cánh hiện tại nói ra những lời này đồng nghĩa với việc tự tìm phiền toái cho mình đôi mắt lời giận khép hờ như có như không nhìn khuôn mặt hoa phấn của cô vẻ rất hài lòng nghe cô nói chìm hoàng yến bị nhốt trong lòng không đủ tự do một khi thả nó đi nó liền không biết điều tìm đường về nhà xem ra khi nhi của tôi cũng chuẩn bị bay mất không tôi không có mày khê cảm giác được ngón cái của hắn di chuyển trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lực mềm nhẹ, tựa như rắn trường lạnh lạnh lẽo như băng. Ngoan! Lôi giận nghe thấy vậy, nửa thật nửa giả tỏ ý vừa lòng, cầm lấy ly rượu đưa tới môi của cô. Uống hết đi! Mạch khê giật mình vội vàng lắc đầu. Cha nuôi, tôi, tôi không uống rượu! Lôi giận ghé sát vào cô, hơi tở nam tính cùng với hương rượu vẫn viết tỏa ra. Hắn mị hoặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xào của cô rồi nói. Nếu muốn làm đó hoa rào tiếp, không uống rượu thì thực là khiếm nhã. Trước mắt, tôi không có hứng thú để cho những người đàn ông khác chia nhau hưởng thụ cô. Cha nuôi! Mạch khê đột nhiên trừng lớn mắt, lôi giận lạnh lùng cười, uống xong một ngụm rượu, đôi mắt lang xói dường như nhìn chằm chằm đến môi đỏ mọng đang run rẩy của cô. Bởi vì sợ hãi, cô theo bản năng liếm liếm cánh môi khổ khóc. Trời sinh bản tính đơn thuần, cô không biết động tác này sẽ đánh vào thị giác đàn ông mạnh đến nhường nào. Người đàn ông như lôi giận thì lại quá biết, một ánh nhìn sắc bén phát ra, di động một chút Mày khi thấy rõ ràng phát sát trong mắt chăn nuôi nổi lên ánh nhìn kỳ lạ làm cô cảm thấy sợ hãi vừa đó thì đã thấy cha nuôi cúi người xuống đôi môi người đàn ông đặt trên cánh môi xôn dày của mày khê như là một loại trừng phạt lại như mang theo sự thô lỗ mà dày xéo mày khê thở gấp ngụm rượu lạnh léo liền tràn đầy khoang miệng bên trong Cha nuôi như không có một chút nào thương tiếc cô bị ép buộc uống xong một ngụm rượu lớn a à! mày khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn Cha nuôi hôn cô nhắm mắt lôi giận hơi rút lui khỏi môi của cô lại như mê man rơi vào cái hương thơm nơi đôi môi cô bảo môi hắn tiến tới gần cô cúi đầu ra lệnh thân mình mày khê lúc này nhẹ bẫng như lông vú sợ hãi mà nhắm mắt lại môi của người đàn ông này lần thứ hai chụp lên tùy ý cắn nút cánh môi mềm của cô dần dần hắn dường như chưa thỏa sự đụng chạm môi cùng môi này càng tăng cường chiếm đoạt mạnh mẽ khêu mờ hàm răng của cô lửa nóng từ lưỡi môi như dấy lên trong khoang miệng cô một đợt sóng ngầm như mời gọi khiêu khích lưỡi đinh gương của cô nhẹ nhàng phối hợp cùng hắn bắt đầu thì như trừng phạt nhưng dần dần chuyển thành sự khát vọng chiếm đoạt bàn tay to của người đàn ông càng thêm nhu tình không ngừng di động trên thân thể lả lướt trẻ trung của mày khê hàng lông mi mày khê nhẹ nhàng phát xôn khuôn mặt cô lộ ra vẻ sợ hãi đôi môi tái nhợt của cô không thể khống chế được xôn xảy nhưng mà cô vẫn không nhúc nhích giống như một con búp bê không có sinh mệnh mà mặc ý cho người khác ăn bài cô đã từng mơ ước về nhiều chuyện tốt đẹp chẳng hạn như dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ cô bất ngờ gặp được một người con trai anh tuấn hai người yêu nhau người ấy đối với cô yêu thương hết mực mà cô cũng cam tâm tình nguyện dâng hiến nụ hôn đầu cùng đêm đầu tiên nhưng sự thật lại khắc nghiệt tàn nhẫn phá nát hoàn toàn đêm đầu tiên của cô là do người đàn ông trước mặt cường bạo mà chiếm đoạt nụ hôn đầu tiên của cô cũng chính là người đàn ông này cưỡng ép lấy đi mà người đàn ông này trên danh nghĩa là cha cô là người giám hộ của cô dường như phát hiện được sự kinh hãi của mạch khe lôi giận rốt cục cũng chịu buông cô ra ngón tay miết dọc theo phiến môi mềm mại rồi lại trượt xuống cần cổ miệng màng tinh thế của cô cái vuốt ve này thực dịu dàng bằng đầy vẻ nhu tình tôi làm cô rất sợ hãi dường như chân trời chỉ còn là chấm sáng nhỏ mỏng manh ngưng động trước mắt cô tuy rằng không trả lời nhưng thân thể run rẩy nhẹ nhẹ lại ít nhiều lộ ra sự sợ hãi cô sợ người đàn ông này nhất là giờ phút này ngồi ở bên cạnh hắn trên thân thể lại có cảm giác đau đớn như mẹ xé rách lần thứ hai lại quét đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhật của cô bị một ngón tay thon dài của người đàn ông nâng lên hay ở bên cạnh tôi cũng đừng hòng rời đi giọng nói của hắn bình tĩnh như nước nhưng lại không mất đi vẻ cường thế tôi nói rồi phải nghe lời mới có thể vui vẻ hiểu chưa lời nói của người đàn ông tự như cây soi hung hăng quật nát gõi lòng mạch khê lên tất cả sự quật cường cũng kiêu ngạo cô rút cục có ý định phản kháng cô nâng ánh mắt dũng cảm chống lại cái nhìn băng lãnh của lôi giận tôi chỉ tầm nghĩ muốn có một cuộc sống bình thường lôi giận nghe vậy như là có chút buồn cười lời nói của cô môi hơi hơi cong ánh mắt thản nhiên sương lên đối với cuộc sống hiện tại cô không hài lòng mày khi đột nhiên đứng dậy đôi mắt đẹp lộ ra dũng khí kiên cường tôi chẳng qua chỉ giống như một con rối gỗ ăn cái gì mặc cái gì ngồi loại xe gì thậm chí thời gian giao lưu cùng bạn tất cả đều không do tôi quyết định cô thở gấp nhìn chăm chăm vào khuôn mặt âm tình bất định của lôi giận, tôi tôi chỉ nghĩ muốn làm con gái nuôi của ông. Cô nói một câu nhưng trong lòng thực sự sợ hãi, cô phải chấm dứt, phải chấm dứt loại quan hệ mập mờ này cùng cha nuôi. Trong không khí lướt qua hơi vẻ bất an hiện lên một tia phiêu du ở hai người. Mày khê như một chiến sĩ dũng cảm đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp mang vẻ phản kháng rõ ràng cùng mãnh liệt. Lôi giận đứng dậy, sự phản kháng trong mắt cô dần chuyển hóa thành sự cảnh giác cô theo bản năng lùi về phía sau hắn không chút hoang mang khi đến gần cô từng bước một ổn trọng bóng dáng cao lớn dần dần bao phủ lấy cô cho đến khi cô rút cuộc không thể chạy trốn phía sau lưng bị bắt buộc giữ lên mặt tường lạnh như băng mày khê không hiểu sao chính mình thực hồi hộp không biết vì sao cô cảm thấy lòng mình rộn rào nhất là khi bị hơi thở của hắn hoàn toàn bao vây thầm nghĩ là con gái của tôi lâu giận ôm lấy cô bên môi mỉm cười ngoài ý muốn liền cúi đầu bỗng nhiên hôn lên đôi môi non mềm của cô tinh tế nhấm nháp vị ngọt thơm ngát kia hắn phát hiện môi của cô như thuốc phiện làm hắn lưu luyến không thôi đừng mày khê kinh hãi trong lòng bất an cùng dao động lại khiến cho cô liều mạng lắc đầu kháng cự cô rốt cục ý thức được căn phòng này rất im lặng bàn đêm quá thâm sâu có chút quá mức ái muội lôi giận như không để ý sự dãy sụa của cô bán đạo lấy bàn tay to cố trụ đầu cô thừa dịp lúc cô nói chuyện đầu lưỡi xâm lấn vào miệng anh đào nhỏ nhắn ấm áp đảo lượn bốn phía dụ hoặc cái lưỡi đinh hương mềm mại của cô dùng sức hút lấy hương thơm trong miệng cô hấp thu những mật ngọt thanh tân của cô khiến cô chỉ có thể bất lực mà lại mê man thì thảo ngâm khẽ tim mạch khi đột nhiên đập nhanh hơn miệng nói cũng không rõ lời cha nuôi chúng ta chúng ta không thể như vậy lời cầu của cô lại càng làm lôi giận xâm chiếm thêm mạnh mẽ tôi thích phản ứng nhanh nhảy của thân mình cô bên môi hắn cong lên lộ ra một tia ám mùi hôn bên tai cô và ra hơi thở ấm áp nuôi cô mười năm chỉ đơn giản để cô làm con gái tôi từ hôm nay trở đi tôi sẽ dạy cô làm như thế nào để thành người phụ nữ của tôi lời nói lạnh lùng rõ ràng thể hiện ham muốn giữ lấy không chút nào che lấp ở trước mặt cô bàn tay to chậm rãi di chuyển ở trên người cô không kiêng dè quần áo trên người cô từng cái từng cái tuột ra lộ ra từng mảng da thịt trong lòng mày khê chợt lạnh lẽo ánh mắt nóng cháy của cha nuôi lại như là bùa chú bao vây lấy cô thân mình bất an mà chiều ý vặn vèo nhưng ý thức còn sót lại khiến cho cô không ngừng né tránh nhận thấy được biểu hiện ẩn nhẫn khó hiểu của cô mà phản ứng của cô lại hơi có vẻ chúc chắc khóe môi của lôi giận khẽ nhếch lên ánh mắt lạnh như băng lại hiện lên vẻ dị thường sâu xa thân mình mày khê tuyệt đẹp da thịt trắng nón mà lại phiếm hồng hai nụ hoa đứng thẳng ngạo nghễ cái bụng trơn phẳng trong đầu lôi giận đột nhiên thoáng hiện dung nhan kia rồi lại nhìn đến thân thể mềm mại của mày khê rõ ràng trong ánh mắt có biến đổi dưới bụng bỗng nhiên căng trướng không thể áp chế dục niệm của chính mình hắn thô bạo kéo thân thể mềm mại lại một phen tuôn lấy khỉu tay cô bá đạo tiến lên cường hắn mà chết lại đôi môi anh đào run rẩy của cô Ưm! Ừ. mày khê bất lực đá động hai chân toàn đẩy hắn ra hơi thở nóng cháy của cha nuôi bao lấy miệng cô làm cô hô hấp thực khó khăn càng làm cô sợ hãi hơn chính là nội hôn của hắn thế nhưng dường như mang theo một tia ấm muội kỳ dị làm lý trí của cô lay động tôi tôi không muốn quan hệ loạn luân như vậy cô dãy ruộng lạnh lùng nói người lôi giận căng cứng ánh mắt trở nên sắc bén mà rét lạnh tầm từ trầm lặng đều giấu sau ánh mắt sâu thẳm cô muốn gì tôi đều có thể cho cô chỉ có một điều kiện chính là ngoan ngoãn nghe lời cho tôi hắn lạnh khớp nói giống như núi lửa bùng nổ hắn lại cúi xuống hôn cô hùng hăng thâm nhập miệng lưỡi của cô cùng dã mà rè xéo cánh môi cô. Đột nhiên trong không gian, chỉ nghe thấy toạc một tiếng. Quần áo còn lại trên người mày khê, bị hắn một phen xả ra. Cô nhìn chính thân thể mình mà sốt dày. Cả người hoàn toàn lộ ra bên ngoài, cũng hoàn toàn lọt vào ánh mắt thâm sâu của hắn. Lâu giận nhìn chằm chằm vào mắt của cô, ý muốn xâm chiếm cùng dục niệm không chút nào che giấu. Chính như thế này, giống với hoàn cảnh đêm đó, hắn mạnh mẽ ép buộc cô, chuẩn bị hung hăng mà cường bạo cô. Không! Tim mày khê đập mạnh cùng loạn nhịp, một lát sau rốt cục cũng đã tỉnh táo lại ý thức được điều làm mình sợ hãi đang đến gần Lâu giận nhìn cô từ trên cao xuống ánh mắt có đến 10 phần ý băng lánh giá trị sinh tồn duy nhất của cô là để tôi phát tiết nói xong hắn liền cúi mặt xuống cuồng dã hôn qua cần cổ trắng nón của cô bàn tay to thô lỗ chụp lên bầu ngực đẫy đà tàn nhẫn mà tra tấn cô theo cách thức chưa bao giờ có hắn hài lòng cảm thụ nụ hoa trốn chím lòng ấy đứng thẳng trong lòng bàn tay sự tuyệt vọng tột bậc Cô một loại cảm giác không tên Kích thích toàn bộ giác quan mày khê Cô rất sợ loại cảm giác này Loại cảm giác này tựa như một sức mạnh khổng lồ nhấn chìm cô Thân thể mềm mại Trắng nón của cô dưới ánh đèn Lại càng thêm phần mê người, mị hoặc Cha nuôi Bé con, sao gọi tôi Như vậy làm tôi càng muốn giữ lấy cô thật chặt Đôi mắt lôi giận chìm trong dục niệm Lại càng trở nên thâm sâu Bàn tay to cũng khó kiềm chế Tham lam đi xuống một đường Ông dừng tay mạch khê kinh hô hay gò má ửng hồng tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực được nhúc nhích hai tay lôi giận mạnh mẽ ôm lấy cô càng chặt hơn dường như làm cô không thể động đậy con gái của tôi thả lỏng đi nếu không cô chỉ càng cảm thấy đau hắn lại hôn lên cổ trắng nõn của cô thô bạo như tuyên cáo như trừng phạt ngón tay thon dài bắt đầu thuần thục mà chu du trên cơ thể cô cô lúc này giống như là con mồi của hắn vậy toàn thân hắn bằng dù tỏa ra lồng băng lánh nhưng không tàn nhẫn giống như hai lần trước lần này dường như là một phương thức mới là nhấm nháp tận hưởng mày khê cảm thấy trong cơ thể đang dâng lên một cỗ sóng nhiệt cô không hiểu đây là loại cảm giác gì chỉ cảm thấy thật xa lạ mà lại rất sợ hãi thân thể không tự chủ được mà nâng lên theo sự dụ hoặc của ngón tay hắn hắn thật tàn nhẫn tàn nhẫn đến mức đoạt lấy cả lý trí của cô đừng như vậy cha nuôi cầu người mày khê nhìn hắn đôi mắt sáng trong như ngọc lưu ly li, đã tràn ngập ý thống thiết cầu xin cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên cô tuyệt vọng mà cầu xin là vì cô cảm thấy lý trí cô sắp tách rời khỏi thân thể quan trọng hơn là cô hoàn toàn có thể cảm nhận được vật nam tính của cha nuôi đang vẫn sức chờ hoạt động ánh mắt điềm đạm đáng yêu như vậy có thể dễ dàng làm mềm lòng ngay cả những người có trái tim sắt đá nhưng là ngoại trừ lôi dần hắn hiện tại là đang cưỡng ép cô cầu xin tôi trên thế giới này chỉ có tôi mới có thể thỏa mãn hết thảy ý nguyện của cô lôi giận lạnh lùng tuyên bố Đồng thời hai chân thon dài của cô cũng bị cưỡng chế Mà vòng ôm lấy thắt lưng hắn Tôi, tôi rất sợ Mày khê rốt cục cũng không kiên trì nổi Trong lòng thất kinh Hình ảnh có hai lần cường bạo trước Cùng những đau đớn trên thân thể Làm cô gần như mất đi chi giác Ánh mắt cầu xin cùng tiếng khóc nức nở Làm cô trở nên như một đứa trẻ bất lực Nhìn thấy vẻ mặt này của cô Đáy lòng lôi giận hiện lên một tia thương tiếc Cũng không đành lòng Chuyện này hắn đối với phụ nữ chưa bao giờ có Hắn hơi nhíu mày cố gắng không thể hiện ý nghĩ này nhưng kỳ thực trong lòng lại lan tràn xúc cảm cặp mắt xanh hơi chấn động một chút khế nhi ôm chặt tôi giọng nói trước sau lạnh lùng quán lại thản nhiên nổi lên chút dịu dàng hắn biết sự sợ hãi của cô dù sao cô cũng chỉ là một cô gái mới 18 tuổi chỉ là hắn không tính buông tha cô khuôn mặt nhỏ nhắn của mày khê tái nhợt cô bối rối không biết phải làm sao nhất là nhìn vào đôi mắt xanh lạnh lùng của cha nuôi lôi dần đem cái tay nhỏ bé của cô kéo lại đầu vai hắn Mạnh lệnh cho cô ôm cổ hắn ngay sau đó vật lớn kiêu ngạo tiến thẳng về phía trước mạnh mẽ xâm chiếm cô à! mạch khê thiếu chút nữa ngất xỉu khoái cảm cũng đau đớn đan sen cơ thể tuyết trắng của cô vặn vẹo hai chân cũng tự giác ôm lấy thắt lưng hắn cô hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì chỉ cảm giác hiện tại cô như đang ngoi ngóp trong bể nhục dục mà hắn là cái cặp duy nhất cô vớ được lần kích tình này không làm cô quá đau đớn nhưng cảm giác lại thoáng thấy kinh hãi xa lạ trong cơ thể dâng lên làn sóng khiến cô mơ hồ thỏa mãn. Ông thật đáng giận. Mày khê không thấy không tự hỏi, cô nằm mơ cũng không nghĩ chính mình mới như vậy đã thỏa hiệp để mặc cha nuôi giữ lấy mình ở hết chỗ này đến chỗ khác trong căn phòng rộng lớn của hắn. Còn gái ngoan, đáy mắt lôi giận lộ vẻ thỏa mãn, động tác càng trở nên yên cuồng. Một hồi chiến bên qua đi, mồ hôi đổ đầm đìa, mày khê bất lực ghé vào đầu vai hắn thở gấp, tùy ý để hắn ôm chặt lấy. Thân thể của cô mềm nhún, một chút sức lực cũng không có mệt không? ngoài ý muốn, lôi giận hôn lên cánh chắn ướt nhẹp của cô, sự quan tâm đến phụ nữ như vậy đối với hắn là chưa bao giờ có. ương, ừ. giọng điệu vô lực của mày khi chuyển đến tay lôi giận cũng thật mềm mại. cô mệt mỏi quá, dường như không còn sức lực mà nói chuyện. tuy rằng biết loại quan hệ này thật buồn cười, nhưng cô vẫn vô lực mà thừa nhận để cho người đàn ông này giữ lấy. dường như trong mắt hắn đây chẳng phải chuyện kinh thiên động địa gì, cô là con gái nuôi của hắn, cho nên hắn mới giữ cô lại. đây là lý luận kiểu gì mà thật buồn cười. Bé con, ngoan ngoãn cũng cần phải hiểu được làm thế nào để thỏa mãn đòi hỏi vô hạn của chủ nhân. Lôi giận thì thầm bên tai cô và ra hơi thở nóng rực trong khi da thịt hai người vẫn còn đang tiếp xúc thân mật. Mày khi còn đang mơ mơ hồ hồ, hắn liền bế cô lên, đi vào phòng ngủ bên trong. Cô vô lực ghé vào giường, trên thân thể sau một màn bá đạo, lưu lại trang trí những dấu vết. Mái tóc đen dài, nhẹ dọn lên tấm thân trắng ngần, lại càng làm thoát lên vẻ đẹp thuần khiết của cô. Lôi giận thuận thế kéo cô ôm vào trong ngực, ngón tay thon dài vỗ về mơn trớn ra thịt cô khi hắn nhìn thấy giọt nước mắt lưu lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thì ánh mắt anh tuấn hơi tối sầm lại cô năm nay 18 tuổi thực ra vẫn còn như một đứa trẻ đương nhiên không chịu nổi sẽ đòi hỏi vô chương mực của hắn nhưng chính là cô thật kiểu diếm làm mắt hoàn toàn mê muội ngay từ đầu hắn chưa bao giờ có ý nghĩ buông tay hắn muốn điều gì thì nhất định phải có được cho dù cô có không cam tâm tình nguyện cho dù lòng cô có ý muốn ly khai hắn cũng phải giữ cô lại bằng được đôi mắt hắn lạnh băng nhưng lại ẩn chứa nội tâm tư thâm trầm hắn nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên ông đừng nhìn tôi mày khê quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới hắn hốc mắt không kiềm chế nổi đã ươn ướt cô rất hận người đàn ông này nhưng lại càng hận chính mình hận chính mình thỏa hiệp cũng hận chính mình đón hồi ý của hắn khuôn mặt thanh tú không hiểu sao tự dưng phiếm hồng vì sao lại như vậy cô vừa mới đó như thế nào có thể như vậy cam tâm tình nguyện trầm luân lại gần như mừng trong lòng bởi những việc hắn gây ra cho mình thật là vô sỉ hắn vô sỉ cô lại càng vô sỉ lâu giận không khoan nhượng sự né tránh của cô bàn tay to cưỡng chế quay khuôn mặt nhỏ xinh của cô hướng về phía hắn ngữ khí dị thường lạnh như băng trời sinh bản tính phóng đáng đúng là không thể thay đổi được vừa rồi là ai ở dưới thân tôi xin gì cầu xin lời nói cô hắn cực độ lạnh khóc sắc nhọn như mũi kiếm đâm vào lòng cô hắn nhàn nhã lấy ly rượu ngay lúc đó trong ánh mắt đã biến hóa không còn đến sự tức giận ông mày khi hơi chấn động thân thể lại chuyển đến cảm giác đau nhức làm cô khẽ run lên ánh mắt lôi giận có vẻ hài lòng hắn lạnh lẽo nở một nụ cười rồi lại lần nữa chụp lên thân thể cô đôi môi nóng bỏng lại hôn lên vành tai cùng cần cổ trắng nón của cô hơi thở hắn như bao vây lấy cô không mày khi đột nhiên mở to hai mắt hắn muốn làm gì không phải sẽ lại muốn bé con cô hẳn là rất rõ năng lực của tôi Lôi giận không khó nhìn ra sự kinh hãi của cô Hắn ngửa cổ uống hết ly rượu Giây tiếp theo Hắn bá đạo nâng khuôn mặt của cô lên Che lại đôi môi hồng nhuận Chất lỏng trong miệng theo lưỡi cổ hắn Nhập vào miệng của cô Cùng mang theo hơi thở nam tính mãnh liệt Hắn tự như một quân vương hống hách Cướp hết hơi thở vị ngọt ngào trong miệng cô Tay hắn không chút khách khí Chu du mọi nơi trên thân thể cô Uống ra <laughs> Mày khê gần như cầu xin Sự kiên cường trong nháy mắt đã tan rã da tiệt tiết trắng nhanh chóng chuyển màu ưng hồng ánh mắt đê mê hương thơm nam tính hòa quyện với vị nồng đượm của rượu vấn vít lấp đầy khứu giác cô đẹp như vậy sao tôi có thể buông ra lôi giận nheo mắt lại mang theo ý cười thân thể hắn cực kỳ cứng rắn đôi mắt u trầm lại càng thêm phần ám mùi bàn tay to của hắn đột nhiên dừng lại một chút vây trụ eo thon của cô làm cô hoàn toàn có thể cảm nhận được tiền nhất thiên luật kia không thích hợp với cô nghe lời đi không cần gặp lại hắn ngón tay lạnh băng của lôi giận như rắn trườn vào giữa hai chân cô ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm xuống hắn ngoài ý muốn nhìn thấy cảnh mày khê thơ hồn hển đôi mắt đẹp đột nhiên tràn ngập kinh ngạc không cần ngạc nhiên như vậy mà trừng mắt với tôi lôi giận một bên tiếp tục hôn cô một bên kéo thân thể mềm mại của cô vào lòng giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng kế tiếp hắn nói ra một câu làm người ta kinh hãi tôi hoàn toàn có khả năng kiểm soát chuyện yêu đương của cô một câu nói ra khiến tâm mạch khê như có vô phản thương tích đầu óc cô tựa như nhất thời bị nổ tung những ký ức thuở nhỏ như lại ùa về ông cô trợn to mắt nhìn người đàn ông ma quỷ kia tất cả đều do ông làm mọi chuyện đều là do ông làm đúng vậy Lôi giận không chút nào che giấu mấy người phải bỏ mạng dưới nước hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lạnh lùng nói sự tình ấy cũng không phải ngoài ý muốn năm đó cô chuyển trường thánh trạch bất đắc dĩ phải chia tay thậm chí còn có năm cô 16 sáu tuổi có giao kết với ba người con trai thân mình mạnh khen run rẩy tựa như lá mùa thu ngay sau đó cô giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn điên cuồng mà đánh vào ngực lôi dần điên cuồng mà gào thét đến khàn cả giọng ông sao có thể làm như vậy họ đều là bạn của tôi ông giết họ là ông ông là hung thủ giết người đôi bàn tay trắng như phấn bị lôi giận tóm lấy đặt sau đầu cô đau đến nhíu mày lại đáy mắt lộ vẻ bất khuất nhưng cũng ưu thương lôi giận không nóng không lạnh nhìn chăm chăm cô gần từng tiếng nói đúng vậy chính tôi là hung thủ Chuyện này tôi đã nói rồi Tại sao còn tái phạm Trách nhiệm của cô rất đơn giản Chính là cùng tôi phát tiết, đùa chơi Thử hỏi xem, bé con Việc cô phải làm vẫn chưa kết thúc Khi nào chủ nhân của cô chưa chơi đủ Tôi sẽ báo công an Nhất định sẽ báo công an mất ông Mày khi hận nghiến sang nghiến lời Đôi mắt trong sáng như ngọc lại hiện lên ánh nhìn lạnh lẽo Tôi rất hoan nghênh cảnh sát đến Lôi giận cười lạnh Muốn đối phó với một người Đơn giản nhất chính là đánh vào sơ hở của họ. Không sao, tôi sẽ từ từ dạy cô. Hắn một bên tiếp tục hôn cô, một bên ôm chặt lấy người cô, bàn tay to đột nhiên siết chặt vòng eo cô, làm cô quỳ trên giường lớn. Hắn không để ý đến tiếng thét chói tai của cô, lần thứ hai hung hăng sỏ xuyên thân mình cô, dùng một tư thế kinh khủng, rồi càng ngày càng đáng sợ mà tra tấn cô. Trong phòng như có dòng khí nóng tỏa ra, hai thân mình hoàn mỹ kết hợp cùng những âm thanh ám muội vút lên lẫn vào bầu trời đêm. thánh trạch tùy tay lấy một điếu thuốc tất cả đúng như cha cậu ta nói trước khi chơi theo đuổi mày khê cậu ta đã có bạn gái nói chính xác thì là vị hôn thê mà thánh trạch đích thực cũng chỉ yêu thái na đáng đức là thái na ở nước ngoài quá lâu thánh trạch không chịu nổi cô đơn hơn nữa cuộc sống ở đại học muôn màu muôn vẻ hoa thơm kéo đến ùn ùn cho đến khi gặp được mày khê trong nháy mắt khi hắn si mê rồi bắt đầu điên cuồng theo đuổi ở bên nhau lâu thánh trạch mới phát hiện ra mày khê không giống thái na thái na luôn lãnh đạm thậm chí trên người cũng có ra khí chất ngoan cường mà mày khê thì không thế cô tự như đoán lan trắng ngọc nơi khe núi diện mạo ngọt ngào nụ cười như hoa cô rất thông minh đôi khi còn làm nũng khiến tim cậu ta đập nhanh liên hồi hơn nữa còn có nét đáng yêu ngỗ ngược như con báo con trong khoảng thời gian này thánh trạch phát hiện có thể mình đã yêu cô nhưng mà cậu ta cũng không phải người dũng cảm tối thiểu với bối cảnh của mày khê cậu ta vẫn chuồn bước. Con trai, con đã nói thế thì ta an tâm rồi, chỉ cần con không yêu con bé đó là được. Con phải biết là cha Thái Na là nhân vật số 1, số 2 trong giới chính trị. Chỉ cần chúng ta có quan hệ, cho dù người của lôi ra có cha ra chuyện năm đó cũng phải đắn đo, cũng sẽ nể mặt. Cho nên cái gì nặng, cái gì nhẹ, con phải biết. Áo kim dặn dò, cha yên tâm đi, hôm sinh nhật mày ghê, lôi giận cũng không chú ý nhiều đâu. Anh ta chỉ xuất hiện một lúc rồi đi. Thánh Trạch hồi tưởng lại chuyện hôm đó, áo kim gật đầu. Chỉ hy vọng thế, người như lôi giận không biết thế nào đâu, giữ khoảng cách với người lôi ra vẫn tốt hơn. Thánh Trạch không nói gì, chân vầng chán có vẻ suy tư. Đúng lúc này, quản gia của biệt thự gõ cửa, vẻ mặt kinh hái, thậm chí giọng nói cũng hụt hơi. Ngoài, bên ngoài, gấp gáp gì chứ, bên ngoài làm sao vậy? Áo kim thấy thế liền mất mạn quát, quản gia nuốt nước miếng thật sự hoảng sợ. Ông ta cẩn thẳng nói Áo kim tiên sinh, bên ngoài, bên ngoài có mấy người đến Hình như là xã hội đen Áo kim cùng thánh trạch nhìn nhau một chút Rồi đột nhiên biến sắc, giải bước đi sang ngoài Bóng đêm lan tràn hạ xuống bốn phía Tạo thành lớp sương mù quỷ dị Lại mang theo hơi lạnh lẽo Trong phòng khách chính của biệt thự Có vài người, mỗi người đều mặc tây trang màu đen Biểu cảm trên mặt mỗi người Gần như có thể giết người Sợ tới mức khiến đám người làm run rẩy lùi lại một bên, không ai dám tiến lên hỏi này các người là ai sao dám tự tiện xông vào tiếng áo kim truyền từ trên tầng xuống lại không đợi hết câu thì đột nhiên ngậm miệng lại khi nhìn thấy tình hình thực tế đôi mắt xà nô che kín bởi vẻ sợ hãi thánh trạch đứng sau cũng hoang sợ cậu ta biết vẻ mặt này của cha mình rõ là đang sợ hãi chính xác là cực kỳ sợ hãi cậu ta nhìn lại cũng đột nhiên chừng lớn hai mắt vài tên vệ sĩ áo đen nghiêm chỉnh đứng trong phòng khách trong bầu không khí có chút quái gì nhưng thế này chưa là gì Điều làm hai cha con cậu ta kinh hãi nhất Là lôi giận lại đích thân đến đây Hắn vừa lúc chỉnh trang phục Ngồi trên ghế salon của phòng khách Cứ thế nghịch nghịch bộ ấm chén trên bàn Còn nhàn nhã rót một chén trà cho mình Cả thân mình cao lớn Xem ra nhàn nhã Mỗi lần giờ tay nhấc chân Đều tàn ra vẻ rong lười Nhưng đằng sau đó lại ẩn chứa sự nguy hiểm Thể xác và linh hồn áo kim như tách rời Thiếu chút nữa thì ngã từ trên cầu thang xuống May mắn được thánh trạch đỡ lấy ngồi ngay ngắn trên ghế sa lông, lôi giận hơi nhíu mày, lại nhằn nhã rót một chén trà, sau thản nhiên nói. Viện trưởng áo kim, đã lâu không gặp. Mặt áo kim mơ hồ co rúm lại, lúc lâu sau mới tươi cười bước đến. Thì ra là lôi thiếu gia, 10 năm không gặp, không biết cha cậu khỏe không? Khỏe, cha tôi vẫn khỏe. Đương nhiên, tất cả là nhờ vào bàn tay vàng của viện trưởng áo kim. Khóe môi lôi giận lạnh lùng nhếch lên, giọng nói lãnh đạo nghe không xa là hắn đang cảm ơn Đấy mắt áo kim hiện lên Vậy bối rối lập tức cười xòa không biết lôi thiếu gia hôm nay đến đây là vì lôi giận vẫn chưa trả lời câu hỏi ngược lại nhìn quanh bốn phía lập tức lắc đầu chật chật viện trưởng áo kim nổi danh như vậy mà lại chọn chỗ hẻo lánh như này trong tay lôi mẫu có một chỗ rất được không biết viện trưởng áo kim có thích hay không áo kim cùng thánh trạch cười cười hơi ngần người ra bọn họ không rõ lôi giận nó như vậy là có ý gì lúc sau áo kim hỏi không biết lôi thiếu gia nói nơi nào lôi giận không nói chỉ cười lạnh nhấp một ngụm trà phí dạ đứng sau lôi giận liền tiến lên mắt sáng như đuốc nhìn hai cha con áo kim gần từng tiếng lạnh nói là thành tử vong ai cập ở đó không chỉ người sống ở được mà ngay cả người chết cũng có thể ở lại giọng nói phí dạ ngữ khí vừa phải áo kim vừa nâng chén trà lên đã run tay chén trà rơi trên bàn trà vang lên tiếng rõ ràng khóe môi lôi giận khẽ nhếch như có như không hàm ý châm trọng như đang thản nhiên thưởng thức vừa hài mà nói viện trưởng làm gì sợ thế thủ hạ của tôi chẳng qua chỉ là thích nói đùa thôi sắc mặt áo kim có chút khó coi hơi thở cũng mời lời nói của lôi giận mà như ngừng lại ngược lại ánh mắt rõ ràng vẻ lung tung ông ta biết lôi giận là người chưa bao giờ nói đùa thủ hạ của hắn sao có thể dễ dàng nói đùa tặng ông đã thành tử vong Ai cập là giả tặng ông ta một phần mộ mới là thật nghĩ đến đây trên trán áo kim diện mồ hôi khóe môi nặn dân nụ cười còn khó coi hơn khóc lồi thiếu ra tôi hình như chúng ta có chút hiểu lầm lồi giận nhếch môi đáy mắt cũng lạnh lùng cả người tàn ra hơi lạnh có thể khiến đối phương đông lại thành khối băng viện trưởng áo kim ông khẩn trương quá đấy tiếng nói thản nhiên lờ đánh trong lúc nói lại nhìn về phía thánh trạch lạnh lùng hạ xuống một chữ Người Trong lúc nhất thời Thánh trai còn chưa có phản ứng lại Cái gì lôi giận không nói thêm gì nữa Chỉ nhìn phí xạ dạ một cái Trong lòng phí xạ dạ biết rõ ràng Không nói sai Sai bước lên tầng Chẳng bao lâu sau Trong lòng hắn xuất hiện một người Thân mình nhỏ xinh của mạch khê tựa bao lòng phí xạ dạ. Đột nhiên thay đổi Cũng không khiến cô tỉnh giấc Vẻ mặt vừa mệt lại vừa sợ Hơi thở của cô nhẹ nhàng phả ra lồng ngược phí xạ dạ, Xuyên thấu qua chiếc áo sơ mi làm hắn hơi chấn động. Lôi tiên sinh, mày khê tiểu thư ở đây. Lòng hắn hơi bối rối, cố thản nhiên nói một câu. Sắc mặt áo kim càng khó coi, thánh trạch thì kinh ngạc, vội vàng tiến lên nói. Lôi tiên sinh, khi như chỉ là ở đây tá túc, bởi vì, bởi vì cô ấy có vẻ thực mệt mỏi. Lôi giận nhíu mày nhìn cậu ta một cái, còn người xanh biết u lãnh như loài sói, cảnh cáo người xâm phạm lãnh thổ. Thần mình thánh trạch run lên, vội vàng xua tay nói. Lôi tiên sinh đừng hiểu lầm, tôi không làm gì mày khê cả lúc tôi đưa cô ấy về cô ấy đã rất tiểu tị cha cha nhất định phải tra rõ đối phương là ai hình như cô ấy bị người ta cường bạo lôi tiên sinh ngài là cha nuôi của khê nhi đôi mắt phía sạn đột nhiên căng thẳng vẻ mặt lôi giận thì lại thản nhiên thậm chí không chút thay đổi lại nhìn thấy mày khê mặc mà áo đàn ông rộng thùng thình thì đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén nhìn mày khê đang ngủ say trong lòng phía xa hắn cũng không đưa tay đón cô ngược lại bàn tay to giơ ra dùng sức một cái lối tiến sinh phí xạ cả kinh không khỏi thốt lên thánh trạch thì giật mình trợn tròn mắt cả người mày khê ngã trên mặt đất rồi đột nhiên bừng tình cơn đau ập đến cơn đau khiến cô tỉnh táo hoàn toàn đôi mày theo bản năng nhíu lại lại nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì giật mình sợ hãi vừa bừng tình đã gặp ma quỷ tên ma quỷ này nhìn cô từ trên cao đôi mắt ấy chỉ có sa tan mới lạnh băng như vậy đôi môi hắn mím lại không khó nhìn ra sự bạc tình cùng tàn nhẫn cha nuôi sao có thể tìm được đến đây ngã xuống mặt sàn cầm thạch lạnh tanh không ngờ mạch khê lộ gần hết thân mình hai chân thon dài không che giấu lộ ra vẻ xinh đẹp lại bởi nguy hiểm bất ngờ mà sinh ra run rẩy so với sàn đá lạnh thì biểu cảm của cha nuôi còn băng lãnh hơn gấp trăm lần mắt lôi giận không hề chớp nhưng mà đôi mắt hoàng sợ của cô ngồi xồm xuống ngón tay dài nâng cầm cô lên về bình tĩnh của hắn trái ngược với sự sợ hãi của cô hắn chậm rãi cúi người hơi thở quen thuộc và vành tai mẫn cảm của cô giỏi lắm biết bỏ nhà đi ra ngoài hả hơi thở mày khê dần trở nên gấp gáp cô hơi nghẹn ở cổ thậm chí có chút ngạt thở từ khi nào có mắt đầu học thói hư vẫn là nếu mày nhìn thoáng qua thánh trạch phía sau rồi lại chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhật của mày khê ngón tay lạnh cô hắn vuốt nhẹ đôi môi cô có người dạy hứ con thánh trạch đột nhiên cả kinh lôi tiên sinh ngày đừng hiểu lầm tôi theo ta trở về lôi giận không thèm để ý đến lời nói của thánh trạch trong mắt chỉ có mày khê đang xôn xầy hắn cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cô động tác có chút thô lỗ ánh mắt hắn dừng lại tại cổ áo hơi mở của cô lại kéo áo bọc kín cô lại hương nước hoa thản nhiên bao phủ lấy mày khê lấn thêm cả luồng khí cường ngạnh khiến môi mày khê run lên thấy chân nuôi đứng dậy cô chuyển ánh mắt nhìn thánh trạch kỳ thật cô không muốn trở về nhà Thánh Trạch Nhi đọc hiểu ánh mắt của cô, nắm tay thật chặt, không để ý đến cha mình đang kéo lại, to gan tiến lên. Lôi tiên sinh, đêm nay cứ để Khê Nhi ở lại đây, ngày yên tâm, cô ấy là bạn gái của tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, tôi càng đoàn với ngày, tôi sẽ không làm gì cô ấy cả. Tuy rằng cậu ta thực sự giữ vẻ lạnh lùng và quyền thế của lôi dần, nhưng đối diện với ánh mắt ngây dài, đáng yêu của mày Khê thì không thể không tiến lên. Không biết vì sao, cậu ta luôn cảm thấy ánh mắt lôi dần nhìn mày Khê là lạ thậm chí không giống như cô người cha với con gái giống như trong mắt hắn mày khê không phải là con gái mà là một người phụ nữ thánh trạch áo kim thật sự nhịn không được quát một tiếng kéo cậu ta về bên cạnh thấp giọng nói còn không muốn sống nữa sao chà con không thể không để tâm đến cảm nhận của khê nhi thánh trạch dừng lại ở ánh mắt cầu sinh của mày khê lòng mơ hồ đau cậu ta đích thực là có thái na nhưng trước mắt chỉ có người con gái này khiến cậu ta không rời bò được Nghe lời tình cầu của Thánh Trạch Lôi giận hoàn toàn không có phản ứng gì Ngược lại lòng phí dạ lại có chút bất an Theo lôi giận nhiều năm như vậy Hắn đương nhiên đối với con người này Cũng có chút hiểu biết Lôi giận từ nhỏ đã thường đem tình cảm của mình giấu kín Hơn nữa cũng đã trải qua bao việc Hơn người bình thường Chính vì vậy nên hiểu biết rất nhiều Cá tính dần trở thành bình thản đến lãnh đạm Là người khác không ai rõ buồn vui trong lòng hắn Thường thì người như vậy Lại càng nguy hiểm Lực sát thương lại càng lớn Rõ ràng là Thánh Trạch không biết điều này Lôi giận không trả lời Thánh Trạch Nhưng lại quay đầu nhìn về phía mạch khê Còn người màu xanh lục lạnh băng Thần hình cao lớn uy nghiêm Hệt như một vị thần tối cao Khê nhì còn muốn ở lại nơi này Lời nói của hắn Truyền từ tay vào đến tận sâu trong lòng mạch khê Khiến cô tự nhiên dùng mình một cái Thực ra giọng nói của lôi giận Rất dễ nghe, trầm thấp tự nhiên Đáng tiếc lại quá đối lạnh lùng Khiến người khác khiếp sợ Con, con không muốn về nhà Lần đầu tiên cô ở trước mặt hắn Nói thẳng ra tâm tư mình Cũng là lần đầu tiên không đồng thuận ý kiến của hắn Vừa dứt lời Cô liếm môi anh đào khô khốc Trong nháy mắt làm nơi cánh hoa kia đỏ bừng dịu dàng Có chút nhu thuận Ánh mắt trong suốt hấp dẫn Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt Đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Bóng ánh mắt hắn đột nhiên căng thẳng Một tia khắc vọng dị thường Trong đáy mắt hắn hiện ra Lại nhanh chóng bị che giấu đi Một lúc lâu sau hắn lạnh lùng mở miệng tốt lắm mày khê cẩn thận nhìn hắn không rõ câu nói đó thực ra có ý gì cha nuôi luôn là người bí hiểm làm cho cô vĩnh viễn không thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn lồi giận không nói gì nữa ngược lại nhìn về phía ví giả bàn tay duỗi ra biểu cảm lạnh lùng xa cách ánh mắt ví giả không chút chần chừ thấy thế một tay rút súng lục ra trong náy mắt truyền tới áo kim mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy đoàng một tiếng ngay sau đó áo kim rên lên rồi quỳ ra xuống đất máu tươi theo sơ bánh chè chảy ra khiến ông ta kinh hãi đôi mắt xà nu chừng lớn mồ hôi cũng đau đớn hiện rõ trên trán mày khê che miệng lại run rẩy nhìn sự việc diễn ra trước mắt đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một màn đồ máu như vậy sao chắn nuôi có thể độc ác đến thế thánh trạch thấy cha như vậy thì cực kỳ hoàng sợ không kịp tiến lên trong không khí lại vang lên một tiếng súng một tiếng hét thảm thiết lần thứ hai vang lên nhưng không phải áo kim, lần này là thánh trạch. Phát súng này bắn vào cánh tay của cậu ta không chút thường tiếc. Trong nháy mắt, máu đã thấm đẫm áo sơ mi, khiến cậu ta vừa nhìn thấy đã như gặp phải quỷ. Mạch khê thiếu chút nữa thì ngất đi, hơi thở sướng như nghẹn lại. Ngày sau đó, cô ngửa đầu nhìn về phía cha nuôi, thì thấy hắn đem súng trong tay ném tràn cho bí giả. Dạ. Khuôn mặt không có một tia dao động, thậm chí nhìn còn lãnh đạm hơn trước. Từ sợi tóc đến ngón chân cô, đều đang mơ hồ run rẩy toàn thân trở nên lạnh buốt, không phải trong xã hội pháp chế sao? hắn làm sao có thể trước mặt công chúng nổ súng, thậm chí cả súng giảm thanh cũng không dùng. trong không khí mùi máu tươi lan tràn, bọn người làm trong biệt thự sợ tới mức hồn bay phách lạc, cử động một chút cũng không dám, chờ mắt nhìn chủ nhân chảy máu, thánh chạch phải không? sau hồi lâu lôi giận lạnh lùng mở miệng, bất cứ thứ gì cũng chưa từng đụng tới. con gái tôi hình như rất thích cậu không 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 con tôi không thích mày ghê thánh trạch áo kim cô nén đau đớn hồn bay vách lạc kéo đứa con đầu đầy bã đầu của hắn mau nói cho lôi tiên sinh còn muốn chia tay con bé nói mau thánh trạch nhìn thoáng qua thấy cha mình đang bị thương lại nhìn miệng vết thương của mình một chút đau đớn kịch liệt làm đầu cậu ta đầy mồ hôi thậm chí bắt đầu cảm thấy từng đợt lạnh lẽo truyền đến từ cánh tay dường như máu nó chảy đến không còn cảm giác nghe lời nói của lôi giận xong lập tức dồn dậy nói Lôi, lôi tiên sinh, tôi, tôi không thích mày khê, một chút cũng không thích. Đánh trạch! Mày khê quay đầu nhìn về phía cậu ta, không thể tin, ngay cả cậu ta cũng có thể nói những lời như vậy. Thánh trạch dường mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của mày khê, tính mạng của cha, của bản thân làm cậu ta không thể không kiên trì. Mày khê, thực xin lỗi, kỳ thật anh, anh không yêu em, anh đã có hôn thê, lúc trước theo đuổi em đơn giản bởi vì anh nhảm chán. Khuôn mặt nhỏ nhắn của mày khê tái nhợt, thân mình cũng trở nên vô lực, cô rất muốn lớn tiếng chất vấn điều này nhưng lại không biết mở miệng thế nào nhất thời trong lúc đó chỉ có thể như con thú nhỏ bị khinh bỉ nhìn bạn trai từng thấy non hẹn biển trước mắt thánh trạch ánh náy cúi đầu nhưng thực sự cậu ta không thể không làm như vậy tùy việc có hôn thay là sự thực nhưng bản thân cậu ta cũng từng thích người con gái này nhưng lôi giận lại trực tiếp dùng phương thức này khiến cậu ta bắt buộc phải buông tha cho cô nhìn vẻ mặt của lôi giận cậu ta biết đó là một người vô cùng tàn nhẫn Cậu ta cam đoan Nếu mình không chia tay với mày khê Khẩu súng trên người kia sẽ lập tức hướng tới tìm của cha mình Nếu muốn giữ mạng Cậu ta chỉ còn cách để cô gái này ra khỏi cuộc sống của mình ngay bây giờ Mày khê Anh thành thật xin lỗi Chúng ta chia tay đi Tầm mày khê chấn động Trong lòng cô nổi lên sự khó chịu khác thường Thì ra Đây chính là sự cô đơn khi bị người khác vứt bỏ Lôi giận nhìn mày khê nói Còn không thích hợp với người này Lời nói nghe đầy hài lòng khóe môi hơi hơi nhếch lên bàn tay vỗ nhẹ nhẹ trên đầu mày khê trên đầu truyền đến chút lượng đạo mềm nhẹ là mày khê đột nhiên phản ứng trở lại trong phút chốc cô nhìn hắn như là nhìn thấy ma quỷ trong mắt hắn phản chiếu hình ảnh hoảng hốt cùng sợ hãi của cô lôi giận cười lạnh như băng nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong đôi mắt đẹp kia thản nhiên nói về nhà đi nếu không mùi máu tươi ở nơi này sẽ dày đặc hơn giọng nói của hắn lãnh đạm vô thường thậm chí ngữ điệu cũng không nhấn mạnh lại lộ ra xa cách dị thường tràn ngập ý uy hiếp bàn tay to mở rộng hơn đến cô mày khi không ngốc đương nhiên hiểu được quyền lực của cha nuôi việc thánh trạch có vị hôn thê là thật nếu không cũng là không thể dễ dàng nói lời này lòng cô trên mấy mắt nguội lạnh lại có chút cảm giác tức tối sau một lúc lâu cô mới đứng dậy các ngón tay thoáng đụng vào da thịt trên lòng bàn tay của cha nuôi cũng lờ đáng dồn dày một chút ngay sau đó bàn tay to cố án thu lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé khẽ run của cô Lần đầu tiên Cha nuôi chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô Nếu là trước kia Mày khơi nhất định sẽ khờ dại Cho rằng đây chính là hạnh phúc Chỉ đáng tiếc rằng giờ khắc này Cô đã nhận ra đây chính là trói buộc Là loại trói buộc thật chặt Khiến cô không thể phản kháng Hắn cứ như vậy Im hơi lặng tiếng chẳng để ý đến cảm giác của cô Dùng đến cả phương thức tàn nhẫn nhất Vứt đi tự do của cô Hắn muốn làm cái gì Thấy mày khi không phản kháng hắn ý trong mắt lôi giận lùi đi một ít Bàn tay mềm mại trong tay Làm tâm hắn thả lỏng một chút Lại nhìn đến áo kim thì ngữ khí hắn lần thứ hai lạnh như băng Viện trường áo kim Tôi nghĩ ông chắc hẳn đã rõ Giữa trưa ngày mai Trước tiên đem danh sách đến trước Nếu không lôi giận tôi rất thích thay mặt hai vị Chuẩn bị một chút tư trang hậu sự Ở thành tử vong Ai Cập Nói xong Hắn liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mày khê Rời khỏi biệt thự đoàn người theo sát phía sau luôn được huấn luyện nghiêm trình áo kim lập tức sụi lờ trên mặt đất tuyệt vọng nói hắn quả thật đã biết thánh trạch nghe thấy lời của cha liền hiểu rõ ràng nguyên nhân đích thực lồi giận nổ súng với cha đáy lòng cậu ta nhất thời lạnh hơn nửa sáng sớm không khí trong tòa thành tràn ngập hương thơm mát lành sắc mặt mày khê vẫn không tốt một chút nào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gầy đi hẳn làm quản gia hàn á vô cùng đau lòng Tiểu thư Mạch khê, bữa sáng con ăn ít điểm tâm sẽ không tốt. Nghe lời ta, ăn nhiều hơn một chút đi. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Bác Hàn Á, con ăn không vào, cũng không còn sớm nữa, con đi học đây. Tiểu thư mạch khê, nhỏ tuổi đi học lại muốn nhìn ăn. Giọng nói lạnh như băng cất lên trong không khí, giống như cây roi mang theo hơi thở nguội lạnh, cả thân người mạch khê run lên. Chào buổi sáng, lôi thiên sinh. Người làm trong nhà ăn cung kính tiếp đón ai đó đang đi đến, biểu cảm lôi giận vẫn lãnh đạm ngồi xuống đối diện mày khê hàn án lập tức sai người bưng lên bữa sáng đã được chuẩn bị tốt từ sớm đột nhiên có áp lực từ phía đối diện đây là lần đầu tiên Mạch khê cùng cha nuôi ăn sáng với nhau mũi cô như vẫn ngửi thấy mùi máu tươi tối qua ngón tay chợt du lên nhẹ nhẹ khiến đồ ăn tinh xảo phát ra âm thanh pha chạm rất nhỏ khê nhi chắc mới ngủ dậy người còn chưa tỉnh táo bữa sáng rất quan trọng tiếng lôi giận nhẹ nhàng bình tĩnh như nước chảy cầm đến chút thức ăn thơm lừng đưa tới trước mặt cô hương vị của đồ ăn có ngon thế nào cũng không bằng áp lực lôi giận gây cho cô đặc biệt là giọng nói của hắn ngữ điệu cũng như cũ không hề thay đổi vốn dĩ vẫn là như vậy thế mà cô lại cảm nhận được hàn khí ẩn bên trong mạch khê đứng dậy hơi thở trở nên gấp gáp chăm chú nhìn ánh mắt lạnh như băng của hắn mà lắp bắp nói con con thực sự đã no rồi lời nói của cha nuôi có vẻ như quan tâm nhưng thực chất cũng là đang ép buộc cô. Lôi giận nhìn cô sắc mặt lãnh đạm nói, ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn đi. Tầm mạch khê khẽ động, bàn tay nhỏ bé ở dưới bàn đột nhiên nắm lại. Cô lấy hết dũ khí, nói lại lần thứ hai, con no rồi. Thức ăn trên tay lôi giận bất động, động tác vẫn dư nguyên như cũ. Hắn thấy ánh mắt cô ẩn chứa tiên dũng cảm, phản kháng thì khóe môi liền cong lên thành một đường thật đẹp, như là đang tán thường hoặc như là ủy hiếp. Ngoan, ăn đi mệnh lệnh trầm thấp trực tiếp coi nhẹ phản kháng của cô mày khê dũng cảm nhìn hắn toàn thân tràn ngập sự đề phòng mạch nước ngầm trong mắt cố gắng chống đỡ ánh mắt quyền uy của lôi giận lôi giận cũng chẳng khó để nhìn ra ý chí của cô nên hờ hững nói vậy thì hôm nay con cũng đừng mong đến trường mọi cố gắng nỗ lực hay có thể gọi là ảo tưởng của mày khê về sự dũng cảm của mình đã tan biến một cách nhanh chóng trước ngụ ý vô cùng đơn giản của hắn nếu không ăn sáng cô không thể đi học Bởi bản thân mày khi biết rằng Trường học là nơi duy nhất để cô giải tỏa áp lực Sau một lúc lâu Ánh mắt của cô rốt cục cũng nhạt dần Bàn tay nhỏ nắm chặt Cũng mất đắc dĩ buông ra Ngồi lại đây Lôi giận thấp giọng ra lệnh Chỉ sang bên cạnh người Mày khi ngồi bên cạnh lôi giận Sự áp lực lớn đến ngút trời Từ phía người bên cạnh đột nhiên bao vây lấy cô Người này rất lành Khiến lòng cô cũng lạnh theo Lôi giận tự mình bắt cô ăn bữa sáng các loại đồ ăn ngon của bữa sáng vì thế mà cực kỳ nhẫn nại đi vào cái miệng nhỏ nhắn của mày khê ngược lại hắn ăn rất ít bữa sáng vốn chuẩn bị cho mình đều được cô ăn là chủ yếu mày khê rốt cục cũng ăn sạch bữa sáng âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng vừa muốn lấy cốc nước chanh thì đã thấy lôi giận đưa cốc sữa đến sát tận môi sáng sớm uống nước chanh sẽ hại dạ dày uống sữa ngữ khí cô hắn thật hẳn nhiên nội dung biểu đạt thì quan tâm lại chính là mệnh lệnh lạnh lệ lùng Mày khê ngơ ngơ ngần ngần Sau một lúc lâu mới hạ mắt xuống Nghe lời uống sữa Cả quá trình đều vô cùng áp lực Phí dạ đi đến Vừa lúc mình thấy cảnh tượng trong phòng ăn Đôi mắt điểm đạm chấn động một chút Nhưng lại rất nhanh che xấu được Trải qua nhiều năm Mọi điều hắn có được đều là do lôi giận dày Có thể nói là một tay lôi giận tạo ra hắn Bởi vậy Bất luận là phong thái giơ tay nhấc chân Cách nói chuyện hay phong cách làm việc Đều mang bóng dáng lôi giận Ngay cả việc giấu giếm cảm xúc cũng là sở trường của hắn hắn đi lên phía trước nhìn thoáng qua bộ dáng lôi giận chăm chăm đợi mày khê uống sữa liền cung kính nói lôi tiên sinh danh sách đã về tay chúng ta lôi giận vẫn dừng tầm mắt trên người mày khê nghe thấy vậy thì cười lạnh xem ra con cáo già áo kim cũng đã thức thời không sai con mồi rào hoạt cũng không nể đến quan hệ thân tình bên môi phía xa cũng là vẻ lạnh lùng không khó nhìn ra hắn đối với áo kim có biết bao châm trọng có điều tuổi già áo kim sẽ phải ngồi trên xe lăn có gì là không thể lôi giận thấy mày khi uống sữa xong thì cầm chiếc khăn ăn tự nhiên lau khóe miệng cho cô thấy cô hơi trốn tránh thì nhíu mày một chút đây chính là báo ứng năm đó hắn làm chuyện gì thì trong lòng tự biết rõ những người trong bản danh sách đó cậu mau đi xử lý đi còn nữa đưa tiểu thư đến trường nói xong hắn lên đứng dậy rời khỏi phòng ăn phí dạng ngần ra lập tức nhìn theo bóng lưng cao lớn của lôi giận hạ thấp người, vâng, lỗi tiên sinh. trên đường đến trường, không khí có chút áp lực. mày khi trầm mặc ngồi phía sau xe, đôi mắt xinh đẹp mở to không hề chớp nhìn phong cảnh bên ngoài. ánh mắt lại vô cùng trống rỗng. trải qua sự khủng hoảng ngày hôm qua, cô cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều thực mệt mỏi. ví dạ vững vàng lái xe, vẫn luôn nhìn khuôn mặt mày khê qua kính chiếu hậu. trên vầng trán cứ nghĩ cô hắn hiện lên vẻ đau lòng. sau một hồi, hắn cúi đầu nói. Thực xin lỗi, cảnh tượng ngày hôm qua dọa đến cô rồi. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đánh tan bầu không khí yên lặng trong xe, cũng khiến mày khải. Trời ơi, mày khê của mình, cậu thật thông minh quá đi, tạ ơn trời đất. Bên môi khan gợi lên ý cười tán thường, liền ra lệnh cho chủ quản. Lập tức sắp xếp nhạc công, một chút nữa dựa theo giai điệu của mày khê mà phối hợp cho tốt. Vâng, tôi lập tức đi sắp xếp. Trên sàn diễn, giọng hát của mày khê vang lên, giọng hát như xuyên thấu mọi thứ, từ từ rớt vào tay của mọi người ở phía dưới. Bài hát này có giai điệu du dương thông thả, đến điệp khúc thì bắt đầu vui dần lên. Giai điệu và ca từ kết hợp hết sức hoàn mỹ, mà về mặt mạch khê cũng theo tiết tấu ca khúc và ca từ để biểu cảm, từ ẩn tình đến nghịch ngợm. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân để làm toàn bộ hội trường trở nên sôi nổi mà đứng lên cổ vũ. Không khí đột nhiên lại sôi động hẳn lên, thật sự đã đạt tới đỉnh điểm, điều này so với mong muốn còn tốt hơn. Càn giữ thân hình to lớn của mình vào một bên, còn người đen lấy tràn ý cười nhìn chăm chú vào mỗi một động tác của mày khê trên sàn diễn giọng nói trầm thấp như đang nói với chính bản thân mình cô bé ấy là một ca sĩ trời sinh đại lý vô cùng hưng phấn về mặt kiêu hãnh nhìn nhà thiết kế can nói đương nhiên rồi mày khê nhà em là giỏi nhất chẳng những có giọng hát thiên phú mà còn xinh đẹp đến mức khiến tất cả đàn ông phải quỳ gối không phải em nói khoác chứ mày khê không những có thể trở thành một ca sĩ hàng đầu mà còn có thể trở thành thiên hầu của làng điện ảnh Khan khẽ cười cười, muốn nói thêm gì nữa thì ca khúc của Mày Khê bỗng dừng lại, chuẩn bị cho việc kết thúc sầu diễn. Anh vỗ bảo vào vai của Đại lị lập tức quay mặt đối diện với mọi người nói: "Mọi người đều có vị trí và công việc riêng, chuẩn bị kết thúc thôi." "Ok." Trưởng quản nhìn hướng anh khoa tay múa chân. Mày Khê hát vô cùng nhập tâm, đem toàn bộ không khí hội trường hâm nóng lên. bạc cơ cũng thông minh, cùng người mẫu khác phối hợp, biểu hiện tự nhiên hết sức hoàn mỹ, không hề lộ ra chút sơ hở nào. Âm nhạc từ từ chấm dứt, ánh đèn cũng dần dịu lại trên sàn diễn bắt đầu hiện lên thứ ánh sáng ảo diệu thêm vào đó những cái hoa hồng rơi đầy trên sàn diễn âm nhạc vừa dứt thì cũng là lúc toàn bộ người mẫu lần lượt đi lên rất đông người mẫu tào nhã bước lên sân khấu cuối cùng ánh đèn sáng rực chiếu lên sàn cắt gót chữ t làm nổi bật hình ảnh người đàn ông cao lớn đầy mị lực đang bước ra sau so dãy dài người mẫu đó là nhà thiết kế can ánh mắt anh rất điềm tính cùng với đôi lông mày kiếm cầu nhã chiếc mũi cao thẳng đàn ra vẻ mê hoặc khiến người khác nghe thở anh mím môi cười nhẹ đi đến trên cùng sân khấu cúi đầu chào khách mời vẻ mị hoặc khiến trong hội trường vang lên vài tiếng thét chói tai khách mời phía dưới cũng đều đứng lên nhất là phái nữ lại càng như điên cuồng can tao nhã bước đến bên cạnh mày khê không để tâm đến tiếng hét chói tai phía dưới ánh mắt u trầm ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô mày khê ngây người ra trang phục trên người can tựa như món đồ chân quý khiến cô không thừa nhận không được bộ trang phục này mà trên người anh quả thực như báu vật cổ điển kết hợp hài hòa với nét hiện đại tôn lên dáng người cao lớn của anh bên trong còn có bộ âu phục cao cấp cổ tay áo sơ mi cùng sắn lên rất phóng khoáng không khó để cảm nhận được sự vui mừng của anh bởi nụ cười sáng như ánh dương kia mỗi cử chỉ tao nhã của anh đều thu hút đông đảo sự chú ý của giới truyền thông rất hiếm nhà thiết kế tự thiết kế trang phục cho chính mình bởi không phải ai cũng đủ tự tin với tầm vóc dáng người nhưng khan là ngoại lệ bởi thân hình anh so với người mẫu phương Tây không hề thua kém. Ngay sau đó, anh gót lấy vai mày khê nói một câu. Cảm ơn người bạn của tôi đã đặc biệt đến đây ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Toàn bộ hội trường vang lên tiếng la hét, tán thưởng không ngừng. Cảnh tượng này hoàn toàn được giới truyền thông ghi lại. Tựa như vừa trải qua một trận đại chiến, mày khê thay trang phục xong cũng rất cùng lực kiệt. Nhìn mỗi một người mẫu mà không khỏi khâm phục, họ có thể lực tốt. Mày khê, cô hôm nay thật giỏi ghê. Đúng vậy mày khê Giọng hát của em thật dễ nghe Nếu có cơ hội trở thành ca sĩ Nhất định sẽ cực kỳ nổi tiếng Mày khê mày khê em phải làm ca sĩ đi Chị nhất định sẽ là fan hâm mộ của em Nhóm người mẫu về quanh mày khê không ngừng ca ngợi Mày khê Nhà thiết kế Khan cũng đã thay trang phục của mình Lại trở về vẻ ngoài của một doanh nhân Chiếc áo sơ mi thiết kế hoàn mỹ Càng khiến dáng anh thêm cao Bên môi anh khẽ nở nụ cười hiền hòa Làm tốt lắm vất vả rồi Nói xong anh liền rời đi luôn ánh mắt nhóm người mẫu vẫn dõi theo bóng dáng cao lớn của anh trên mỗi khuôn mặt đều mang vẻ ngưỡng mộ đại lý hơi mất hứng có lầm không vậy chỉ nói mỗi một, một câu đó thôi sao thật sự là muốn chút tình người cũng không có mà đại lý đây là việc mình vốn phải làm mà nụ cười mày khê mang theo chút ngượng ngùng kỳ thật là tôi làm phiền mọi người mới đúng nên tôi làm tốt hơn trên sân khấu sẽ không khiến mọi người lo lắng như vậy không sao không sao buổi trình diễn hôm nay nhờ có giọng hát của em nên mới được chú ý nhiều như vậy đấy Chủ quản tiến lên nói Rồi lại chỉ vì bóng người đàn ông đã đi xa từ lâu Khan đối với phụ nữ luôn như vậy mà Như gần như xa Nhóm người mẫu vừa nghe thấy thế Thì tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn sôi nổi vây quanh chủ quản Chỉ biết về Khan sao Tại sao anh ấy lúc nào cũng rất thần bí Không giống với những nhà thiết kế khác Chủ quản nhún nhún vai nói Tôi cũng không rõ Chỉ là đã từng hợp tác với anh ta một hai lần Mỗi lần kết thúc buổi biểu diễn đều biến mất Không giống như những nhà thiết kế khác Đều cùng người mẫu và tổ sản xuất tự họp một lúc Tôi chỉ biết hai cái thiết kế của Kawai đều do anh ta phụ trách. Có thể phụ trách việc này nhất định không đơn giản đâu. Hey, lại là một tuyệt sắc nam nhân. Đại lị lưu luyến nhìn xung quanh. Đi thôi. Mày khê cười giữ chặt cô. Nếu không đi, cậu định mòn mắt chờ mong sao? Chủ quản lập tức vén bức màn lên. Hai cô người nói người cười rời đi. Ngọn đèn hoa lệ chiếu xuống bóng hình hai người con gái. Tựa như hai chú chim sơn ca. Wow, tiền thù lao không ít nha. Mày khê, đến mà chúng ta có một bữa cơm thịt soạn rồi đại ly mở phong bao ra nhìn thoáng qua hồ một tiếng mạch khê cũng mỉm cười đây là lần đầu tiên cô dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền trong lòng cũng có chút tự hào vừa mới ra khỏi cửa đã thấy bóng đêm nồng đậm phù xuống mạch khê phía sau một giọng nói dịu dàng vang lên mạch khê và đại lị cùng quay đầu lại là bà cơ cô đã thay trang phục của mình mặc chiếc quần lụa màu trắng cũng không khó để nhìn ra là hàng cao cấp Thường thường càng trang phục đơn giản Càng mang đến cảm giác sang trọng Lúc này bà cơ đã bước ra khỏi ánh đèn sân khấu Hoàn toàn mang dáng vẻ Của người con gái thanh thuần Mẹ khi nhất thời giật mình Lúc này mới nhớ tới cô ấy và hai người Cũng đều là sinh viên Mẹ khi nghĩ đến thật sự là hâm mộ Cô ấy so với mình hẳn là cũng không lớn hơn nhiều tuổi Nhưng lại có được thành công như vậy Còn mình hôm nay mới là ngày đầu tiên Tự kiếm ra tiền Đại lị luôn luôn là người vui giận gì đều thể hiện ra mặt Nhìn thấy bà cơ tiến lên liền hưng phấn nói Bà cơ, cho em xin chữ ký được không? Tuy rằng chúng ta đều chung một trường, nhưng dù sao cũng không hay gặp chị. Bà cơ nở nụ cười ôn hòa, đôi mắt sáng lên. Thì ra các em cũng là sinh viên Harvard, thật khéo nha. Mày khê cùng đại lị nhìn nhau cười. Mày khê, hôm nay em hát rất hay, có ý định phát triển nghiệp ca hát hay không? Bà cơ nhìn về phía mày khê, ba người cũng đi ra hướng cửa lớn. Đôi mắt mày khê ảm đạm một chút. Rất muốn, nhưng mà... Có lẽ em không có duyên với nó Cô nhớ tới chuyện xảy ra đêm đó cha nuôi dùng phương thức trực tiếp nhất để dạy cho cô biết vòng giải trí có bao nhiêu hắc ám thối nát chỉ có điều cô vẫn rất thích ca hát nhất là đêm nay lòng cô lại mơ hồ biến động làng giải trí quả thực là cái chảo nhộm lớn là nơi duy nhất có thể biến giấc mơ của cô thành hiện thực hay mày khi nhà chúng ta muốn xinh đẹp có xinh đẹp muốn có tài năng có tài năng chẳng qua là chưa gặp được cao nhân dạo trước mày khi có gặp con mấy nhạc sĩ nhưng đều là cái kiểu sống chết mặc bay chị bà cơ đại lị vốn là cô gái thông minh vừa nói những lời này xong liền tiến đến cười cười nếu chị có thể giúp đỡ mày khê mày khê nhất định sẽ thành công cô ấy nhá chỉ là không quen biết nhiều thôi chuyện hôm đó mày khê có kể qua với đại lị có điều không nói rõ chân tướng sự việc cô chỉ nói với đại lị rằng bị nhạc sĩ từ chối bởi vậy đại lị luôn đứng trên lập trường của người chuyên minh vực kẻ yếu mà giúp đỡ cô bà cơ nghe vậy thì cười cười kéo bàn tay mày khê an ủi nếu đại lị đã gọi chị một tiếng chị thì chị còn có lý do gì mà không giúp sao mày khê em yên tâm chị cũng có vài người bạn trong giới âm nhạc chỉ cần có cơ hội chị sẽ giới thiệu cho em dù chị chỉ là người mẫu đi chăng nữa thật sao đôi mắt mày khê sáng lên kích động không thôi cảm ơn chị nghĩ đến lời bà cơ vẫn là phải dựa vào quen biết rộng nhưng tối thiểu đừng gặp chuyện thái quá như lần trước là được cảm tạ gì đâu chị lần đầu tiên nhìn thấy em đã rất thích nhất là hôm nay trên sân khấu em đúng là có tài thiên phú đó bà cơ cười cười mày khê gật gật đầu một cái đại lì cũng yên tâm giữ chặt lấy cánh tay của hai người hôm nay thật cao hứng chị bà cơ chị thật tốt không giống như mấy người mẫu kiêu căng kia đại minh tinh cũng phải có lúc khởi đầu không ai sinh ra đã trở thành minh tinh mày khê em phải tin tưởng vào bản thân mình lời bà cơ nói rất có lý giọng nói cũng thật chân thành vâng em sẽ không từ bỏ tiếng nói mày khê lộ ra vẻ vui mừng trong lúc ba người con gái đang nói chuyện dưới bóng đêm chậm rãi chuyển đến ba chiếc xe đen sáng bóng từ ánh trăng hướng phía cửa lớn mà thả chậm tốc độ hai chiếc xe trước và sau giữ khoảng cách chiếc xe cao cấp dài nhất ở giữa dừng ngay trước mặt mày khê mày khê sửng sốt cô chưa từng nhìn thấy chiếc xe này nhưng kiểu săn xe thế này thực sự rất quen thuộc không biết vì sao trong lòng đột nhiên căng thẳng cảm giác ấn lạnh đã lan tỏa từ từ bao phủ toàn thân cô đứng bên cạnh bà cứ nỡ tươi cười như hoa ánh mắt rõ ràng có nét vui mừng quay đầu nói với hai người bạn trai chị tới đón lần sau có dịp gặp lại nhé bạn trai mày khê nao nao đang nghĩ ngợi thì từ trong chiếc xe phía trước chạy xuống một tên vệ sĩ đến cạnh chiếc xe mở... đến cạnh chiếc xe ở giữa mở cửa ra đôi chân thon dài cùng người đàn ông bước xuống ngay sau đó cả thân mình cao lớn xuất hiện bột phòng bao tiền trên tay mày khê đột nhiên rơi xuống đất gương mặt đang tươi cười cũng trở nên tái nhợt quả nhiên là cha nuôi bầu không khí ôn hòa bỗng chốc bị vẻ lạnh băng của hắn nhúng chàm ngay cả hơi thở và hương nước hoa tủ về riêng hắn cứ thản nhiên lan tỏa giận không ngờ anh sẽ đến đây đón em bà cơ cực kỳ vui mừng tiến đến làm nũng kéo tay lôi dần thẹn thùng áp khuôn mặt vào lồng ngực hắn lôi giận quát ánh mắt một lượt không hề để ý người phụ nữ thẹn thùng trong lòng ngược lại dừng ánh mắt trên người mày khê ánh mắt này sắc bén như mũi tên nhọn lạnh lùng không chút lưu tình bóng dáng cao lớn sừng sững dưới ánh trăng như vị thần ăn trên ngồi trước toàn thân lộ ra uy quyền không thể khinh thường hắn hơi để bạc cơ ra vững vàng đi về phía trước hướng thẳng phía mạch khê mày khê hoảng sợ theo bản năng lùi về phía sau vài bước lôi giận dừng lại trước phong bao tiền hơi nghiêng đầu tên vệ sĩ phía sau lập tức hiểu ý tiến đến nhặt cái bao lên hắn hờ hững nhìn thoáng qua mày khê lại nhìn phong bao kiểu dáng trung quốc thần sắc không thay đổi vẫn bình tĩnh như ban đầu của cô hai chữ lạnh như băng thấu vào tim mày khê há miệng thở dốc muốn nói gì lại như bị nghẹn ở cổ chỉ có thể gật gật đầu trong mắt cũng nổi lên độ cảnh giác rõ ràng không khí tựa như ngưng động lại bà cơ thấy thế lập tức tiến lên giận anh dọa cô ấy đấy cô ấy là mày khê trong một biểu diễn ngày hôm nay rất là thông minh nếu không có cô ấy buổi trình diễn hôm nay nhất định không thành công như vậy Mạch khê như chết lặng đi ngay cả đại lý đứng bên cạnh cũng không tốt chút nào lôi giận nhìn chằm chằm cô sắc mặt tuy rằng vẫn rất bình tĩnh nhưng đôi mắt lại dần biến truyền gợn sóng quay cuồng như con mạnh thú đôi đồng tử xanh biếc nháy mắt như kết băng lại hồi lâu sau hắn mới lạnh lùng mờ miệng thì ra cô còn có thể diễn thời trang giọng nói không chút cảm tình lại như cha hỏi mà cũng không hề có ý tán thưởng môi mày khê run rẩy bà cơ ở phía sau lại thay cô lên tiếng đúng vậy giận mày khê chẳng những có thể diễn thời trang mà hát cũng rất êm tai khóe môi lồi giận thoáng nhếch lên lại không phải mỉm cười hắn nhìn mày khê chằm chằm mãi lâu sau mới đưa phong ba trong tay tới trước mặt mày khê động tác hết sức bình tĩnh không hề biểu lộ nội tâm cùng suy nghĩ của hắn mày khê ngơ ngẩn đứng ở đó nội tâm cực kỳ rối rắm không biết có nên đưa tay tiếp nhận hay không cho đến khi đại lị huých huých cô mới phản ứng lại mà đưa tay cầm lấy phong bao tiền dần người ta đói rồi nha bà cơ dường như mơ hồ nhận thấy bầu không khí có gì là lạ, lạ vội vàng tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn làm nũng ngờ khuôn mặt nhòn nhắn nhìn về phía hắn lôi giận không nói gì chỉ thần nhiên nhìn thoáng qua mày khê rồi lập tức xoay người xài bước ra xe chị đi trước nhé mày khê chuyện của em chị sẽ lưu tâm bà cơ vẫy tay với hai người vội vàng đi theo sau lôi giận Lúc mà chiếc xe lao như bay đi thì bầu không khí căng thẳng rốt cuộc cũng tan đi, thân mình đại lị thiếu chút nữa ngã nhào lên mày khê. "Trời ạ, à, làm mình sợ muốn chết, cha nuôi cậu thật đáng sợ." Cô vừa nói vừa khoa trương vỗ vỗ ngực, quay đầu nhìn về phía về mặt thái nhân của mày khê nói, "Bà cơ vẫn còn lớn miệng, kêu một câu bạn trai ư? Ai chẳng biết chị ấy là tình nhân của cha nuôi của cậu chứ?" Mày khê dường như có chút thoải mái mà thừa vào nhẹ nhóm, nhắm mắt lại rồi mở mắt. "Mày khê không thể người cha nuôi của cậu lại có nhã hứng tượng mình để nói cô ấy nha đại lị thở dài lập tức lại tinh danh nói hay mày khê cậu nói xem bà cơ có thể trở thành chủ nhân của lôi gia không nếu chị ấy mang thai con của cha nuôi cậu sẽ thành người cùng một nhà đó mà còn là mẹ nuôi của cậu cơ đấy đại lị cậu nói linh tinh cái gì thế mày khê rốt cục chặn lời lành nhà của đại lị trong lòng nổi lên cảm giác phức tạp khác thường tính cách của cậu danh man như vậy không đi làm phóng viên quả thực đáng tiếc Đại lệ nhìn cô lè lưỡi tinh nghịch, nhún nhún vai. Người ta cũng chỉ đang cầu nhau thôi, nhưng mà nói thật, mình còn tưởng cha nuôi của cậu phải nổi trận lôi đình cơ. Bộ dạng vừa rồi của ông ta đúng là dọa người, không nói một tiếng, chỉ nhìn cậu chăm chăm, biểu cảm trên mặt một chút cũng không có. Mình chỉ sợ ông ta tát cho cậu một phát thôi. Mày khi bị câu nói của cô làm cho sần gai ốc. Mình không có nghĩ phức tạp như cậu, mình chỉ nghĩ... Đúng là... Đại lị buồn cười chơi chọc nói. Mày khê của chúng ta chỉ có tiền trong mắt thôi Cho dù tịch thu phòng bao tiền của cậu cũng chẳng sao Thiếu tiền cậu có thể bán cái vòng trên tay này đi Xem này từng xảo như vậy chắc chắn là rất xa xỉ Hình như cậu chưa tháo ra bao giờ Từ hôm sinh nhật vẫn thấy cậu đeo Này đến lúc cậu thật sự thiếu tiền Đem cầm đi cũng được đấy Mày khê trừng mắt nhìn cô Nâng cổ tay đeo chiếc vòng đến trước mặt đại lị Cậu nghĩ rằng mình thích đeo nó à Để tắm rất bất tiện Nhưng muốn tháo cũng không tháo được Chẳng biết làm thế nào cả Đại lệ hơi có vẻ kinh ngạc Cẩn thận đánh giá chiếc phòng tay Sau thờ dài Cũng lạ nha, cậu là con gái Sao lại cho cậu đeo chiếc vòng như rắn thế này Cậu đâu có phải con trai Không biết trả lời của cậu nghĩ cái gì nữa Nói tới đây, cô đưa tay sờ sờ một chút Lại ngoài ý muốn gần người Một lúc lâu mới lại nói Mày khê, chiếc vòng này càng nhìn càng thấy quái gì Sờ lên như sang người vậy Cậu nói xem, chiếc vòng này có phải để làm được sang người hay không Mày khê sợ tới mức trợn tròn hay mắt nhìn đại lì một lúc lâu sau cũng chẳng có chút phản ứng đùa cậu thôi mà đứa ngốc đại lị cười ngặt nghẽo cậu thật đáng ghét đại lị mày khê tức giận giơ bàn tay trắng nón lên trong lúc hai cô gái còn đang cười đùa kít một chiếc xe màu bạc cao cấp dừng ngay trước mặt hai người Dọn mày khê và đại lị nhảy dựng lên cửa kính xe chậm rãi hạ xuống hiện ra gương mặt anh tuấn lại có phần xa cách anh hơi nghiêng đầu nhìn thấy mày khê liền nở nụ cười mày khê có rảnh không Mạch Khê nhận ra anh là nhà thiết kế Can, giật mình sửng sốt một chút. Bây giờ, sao anh có hẹn rồi à? Can cười rất tươi, dưới bầu trời đêm, đôi mắt cười lóe ra tia sáng thực đẹp mắt, lại thêm thái độ nghiêm túc, gần như khiến người khác không nỡ từ chối. Em... Mạch Khê do dự một chút, ngay sau đó lại bị đại lị đẩy về phía trước. Anh Khan mày Khê không có việc gì đâu, vừa rồi còn kêu đói bụng đó. Đại lị, mày Khê thấp giọng kêu. Đứa ngốc này, người ta là nhà thiết kế danh tiếng cơ hội tốt thế này mà còn không nắm chắc cậu muốn làm con rùa ruột, ruột cổ sao đại lị ra phải thần bí nói những lời này bên tai mày khê rồi cười nói em đi đây khan mày khê ra cho anh đấy nói xong cô nhanh chóng rời đi mày khê bị lời nói của cô làm cho đỏ mặt tía tai vừa lúc nhìn thấy bóng lưng của đại lị biến mất thì cũng thấy khan xuống xe mở cửa xe mày khê mời tiếng nói trầm thấp không khó để nhìn ra tính cách hướng nội của anh rất lịch sự mà lại hiền hòa Mày Khê cảm thấy trong mắt anh có chút tình cảm Nhưng không có thể nói rõ được hàm ý trong ánh mắt ấy Cô nghĩ nghĩ rồi nghiêng đầu nói Em không thể về nhà quá muộn Khan dường như bị bộ dáng đáng yêu của cô Làm cho nở nụ cười Nhưng chẳng nói gì Chỉ ấn vào vai của cô ngồi vào trong xe Rồi đi đến ngồi vào ghế lái Trong nháy mắt Chiếc xe lao vào bóng đêm như con cá kình Chỉ đi lại phía sau vệt sáng bóng loáng Nhà hàng có 38 tầng Không gian lãng mạn mà ấm áp Trong không khí tàn ra sự sang trọng của hoàng tộc Nơi này hoàn toàn khác so với những nhà hàng khác Ngay cả đầu bếp đều là những người giỏi nhất Đến từ những quốc gia khác nhau Thậm chí một ly nước chanh Cũng có hương vị riêng biệt Đương nhiên đây cũng là nơi mà không phải ai cũng có thể vào được Trong phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh Tiếng đàn viêu lông dương sương Chậm rãi vang lên nhẹ nhẹ Vô cùng dễ nghe Mày khơi chưa bao giờ được đến một nơi như thế này Cô vô cùng tò mò Hết nhìn đông rồi nhìn tây Thấy cái gì cũng đều ngạc nhiên Mở to hay mắt mà nhìn Sau đó một lúc nhân viên phục vụ mang lên một ly kem được làm riêng làm cho mày khê vô cùng háo hức mà hô to ngày sau đó mới phát hiện bản thân có chút hơi quá trớn mà ngượng ngùng thè lưỡi nhưng từ đầu tới cuối khan đều nhìn cô chăm chú mà cười cười thật xin lỗi anh khan anh tìm em có việc gì sao vừa nói vừa liếc ly kem trên bàn người đàn ông này có vẻ như đi hút trong bụng cô nha như thế nào còn biết cô cực kỳ thích ăn kem còn bác hàn á không hiểu vì sao luôn cấm cô ăn đồ lạnh nói cái gì mà không tốt cho cơ thể của con gái luôn hạn chế con cái này tự nhiên nhìn ra mày khê đang muốn gì bên môi khan hiện lên ý cười để ly kem đến trước mặt cô giọng nói xa cách mang một vẻ dịu dàng em ăn đi mày khê nuốt nước miếng khan anh thật tốt nha mày khê hưng phấn hai mắt tỏa sáng không chút ngượng ngùng mở miệng thật to ăn thoải mái cười híp mắt bộ dạng thoải mái này của cô khiến khan buồn cười chỉ mời em ăn một ly kem mà nói anh là người tốt sao vâng mày khê gật đầu thật mạnh Bác Hàn Á, quản em rất nghiêm, mấy tháng rồi em không có được ăn. Cô làm ra bộ mặt nghiêm túc, làm Khan buồn cười, tuy vậy nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ phức tạp. Em thường xuyên ra ngoài làm thêm sao? Sao? Đang ăn một cách ngon lành, làm mày khơi nghe vậy thì dừng lại một chút, lập tức lắc đầu. Không phải, thật ra đây là lần đầu tiên em ra ngoài làm thêm đấy. Em thiếu tiền sao? Trong đấy mắt Khan hiện ra một tiếng đau lòng, nhưng không dễ phát hiện. Mày khơi sừng sốt, không hiểu vì sao anh lại nói những lời này. Khan thấy thế thì trầm thấp giải thích Là em nói chúng ta là bạn mà Anh chỉ là tò mò mà thôi đừng hiểu lầm Khuôn mặt nhỏ nhắn của mày khi đỏ lên ngượng ngùng cười cười Những lời này chỉ là em nói vậy thôi Anh là nhà thiết kế nổi tiếng Sao có thể cùng một cô gái vô danh tiểu tốt như em làm bạn Khan nhìn cô thật lâu Sau đó mới thờ dài Mày khê à chúng ta thật sự là bạn mà Mày khê dừng lại động tác ăn kem ngẩng đầu nhìn anh Trong ánh mắt của anh hình như có một chút phức tạp Mày khê Khan đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé của cô qua nắm lại trong lòng bàn tay của mình đôi mắt đen không hề chớp mắt nhìn cô em thật sự không nhớ anh sao nhìn kỹ một chút xem mày khen nâng đôi mắt đẹp nhìn khan thật lâu trong mắt chứa đầy những tiếng nghi hoặc lông mi người con trai gợn sóng dịu dàng không giống với sự xa cách như hồi ở sâu diễn đôi con người đen thâm thúy tựa như huyền nguyệt sáng gió trên trời đêm ánh mắt của bộ dáng này dường như cô đã gặp ở đâu đó nhưng là cô nhẹ nhàng lắc đầu xin lỗi em thực sự không biết anh trong mắt khan hiện lên một tia thất vọng nhún nhún vai đem tấm danh tiếp đưa ra trước mặt của cô mày khi tiếp nhận danh tiếp chăm chú nhìn can rồi lại nhìn xuống cái tên được viết trên danh tiếp nhiếp thiên luật tổng giám đốc tập đoàn nhiếp thị danh tiếp rất đơn giản nhưng lại nói lên được thân phận tôn quý của anh toàn bộ tầm mắt mày khê đều bị ba chữ nhiếp thiên luật hút chặt cô chăm chăm nhìn cái tên này trí óc bỗng như bị thủy triều đánh úp nhiếp thiên luật thiên luật anh là thiên luật sao ánh mắt của cô bắt đầu do sự rồi bất ngờ mừng rỡ đột nhiên giữ chặt lấy cánh tay của anh mọi chuyện trước đây hiện rõ mồn một trước mắt cô người con trai rực rỡ nhánh mặt trời giúp cô giải quyết những tin đồn nhảm trong trường lúc còn nhỏ trong trường tiểu học không ai làm bạn với cô chỉ có anh ở bên cô thậm chí cô còn nhớ rõ lúc năn nỉ anh ăn kem với mình nhiếp thiên luật thắn nhiên cười chống tay những gương mặt mừng rỡ của cô dịu dàng nói thật tốt em vẫn còn nhớ rõ tên của anh nếu không chắc anh chẳng còn mặt mũi nào Mày Khê vẫn chưa hết mừng rỡ Kéo cánh tay anh Nhớ rõ chứ Đương nhiên em nhớ rõ tên của anh rồi Anh Thiên luật Em còn nghĩ rằng đến cả đời này Sẽ không được gặp lại anh nữa chứ So với sự kích động của cô Nhiếp thiên luật chỉ mỉm cười Anh tự như dòng nước Ôn hòa nhìn cô Đôi mắt cũng mang theo sự dịu dàng Tay anh cưng chiều mà vuốt vai đầu mày khê Đã nhiều năm như vậy rồi Em khỏe không Người bạn cũ cần hỏi thăm Như một viên kẹo ngọt Nhanh chóng hòa tan trong lòng cô Mày khê gật gật đầu ánh mắt đẹp nổi lên sự oán trách. Anh tiên luật, anh vì sao không hỏi em lúc trước vì điều gì mà ra đi không lời từ biệt. Nhiều năm như vậy, Cũng ngay cả lời cảm ơn cũng chưa kịp nói thì anh đã đi rồi. Trong lòng cũng có ít nhiều sự anh náy. Nhiếp thiên luật mỉm cười. Anh nghĩ năm đó, em nhất định có nỗi khổ trong lòng. Trong lòng anh, tiểu mày khê không phải là người không có tình nghĩa. Anh thiên luật. Mày khê cảm thấy mình như được trở về ngày xưa, nhìn anh ngọt ngào cười cũng chỉ có anh hiểu rõ em nhất anh không biết rằng em nhớ anh nhiều đến mức nào đâu nhớ anh hả nhưng tuần luật nghe vậy thì cười cười đưa tay nhéo nhéo má của cô còn nhóc này giỏi nhất là nói ngọt nhớ anh đến mức mà ngay cả nhìn anh cũng không nhận ra sao gương mặt nhỏ nhắn của bài khây hồng lên ngượng ngùng thẻ lưỡi đâu có đâu đôi mắt to của cô đã vòng quanh rồi thông minh buông một câu là anh thiên luật ngày càng đẹp trai nha em làm sao mà nhận ra được được rồi nhóc con, anh chấp nhận lời khen của em. Nhiếp thiên luật cưng chiều cười cười, trước mắt anh, tiểu mạch Khê ngày nào đã trổ mã trưởng thành rồi. Đúng rồi đúng rồi, tổng giám đốc của nhiếp thị chính là anh hả? Nhưng mà người ta nói, tổng giám đốc nhiếp thị còn rất trẻ, vậy anh sao lại đi thích cái thời trang? Mày khê hiếu kỳ hỏi, nhiếp thiên luật không nhanh không chậm, lấy ly ly kem của mày khê, nhẹ nhàng nói. Nhiếp thị là một tập đoàn đa ngành nghề, trong đó có hơn 10 ngành nghề đem lại cho nhiếp thị lợi nhuận cao thời trang là một trong những ngành mũi nhọn mà Kawai là một trong những công ty thời trang của nhiếp thì mới được thu mua hai năm trước. Kỳ thật, anh cũng không phải là nhà thiết kế nổi tiếng gì. Mấy cái thiết kế này chỉ là làm bừa, kiên trì mang lên sản diễn thôi. Wow, tin tức thật đáng sợ nha. Mà khi cố ý cười trêu nói, người ngoài giới chính là điều hồ biến thiên luật anh trở thành nhà thiết kế thần thánh. Chắc anh không biết đâu, khi anh vừa đi khỏi thì ánh mắt tất cả người mẫu đều bị cuốn theo nha. Nhiếp thiên luật đối với loại chuyện này đã thành thói quen ảm đạm cười nhìn cô chỉ cần em muốn thì có thể nhìn thoải mái mày khê thè lưỡi ngay sau đó bất ngờ phát hiện anh không đeo nhẫn à anh thiên luật sao anh không đeo nhẫn 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 nào nhiếp thiên luật khó hiểu nhíu mày ngón tay của anh thon dài sạch sẽ thể hiện cuộc sống của anh rất dễ chịu rất tốt nhận kết hôn đó mắt mày khê đột nhiên mở lớn à thì ra anh thiên luật vẫn còn là người độc thân hoàng kim nha nhiếp thiên luật nhìn thấy bộ dáng bất ngờ của cô khi hoảng hốt Cô liếc mắt nhìn phí dạ Lại từ kính chiếu hậu chạm phải ánh mắt hắn Trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp Mọi chuyện không liên quan đến anh Hôm qua cha nuôi có gây khó dễ với anh không Cô nghĩ đến việc hôm qua Hắn muốn dẫn cô về nhà mình Nếu chuyện này bị cha nuôi biết Còn không hiểu sẽ tra hỏi ra sao nữa Phí dạ nhìn về phía cô Ánh mắt trần ngập vẻ bối rối Hắn không nghĩ đến cô sẽ tình ý như thế Thậm chí còn quan tâm đến an nguy của hắn Chuyện này cũng không phải chuyện người con gái 18 tuổi phải lo lắng Dừng một chút, hắn hơi không khóe môi. Cảm ơn tiểu thư mày Khê quan tâm, lôi tiên sinh không hề làm khó tôi. mày Khê dựa thân mình nhỏ bé vào ghế, nhìn bóng lưng ổn trọng của phí dạ. Một lúc sau như là suy tư mà hỏi, phí dạ, tại sao anh lại muốn thay cha nuôi làm việc? Phí dạ đánh tay lái, chiếc xe vòng qua đoạn cua thản nhiên cười. Lôi tiên sinh làm việc rất mạnh mẽ, quyết đoán, là ân nhân cứu mạng tôi, lại là thần tượng của tôi, tôi học hỏi từ lôi tiên sinh rất nhiều mạch khê dễ dàng nhìn thấy từ đôi mắt hắn sự trung thành không khỏi thở dài là con người nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao dường như nghe được sự oán thán trong lời nói của cô ví dạ nói tiểu thưa mạch khê lời tiên sinh làm chuyện gì cũng có nguyên nhân có nhiều việc không đơn giản như cô tưởng tượng đâu thế còn chuyện tối hôm qua ông ấy đã nổ súng làm thánh trạch và trai ấy bị thương mạch khê không đồng ý mà nói tuy rằng cô biết ví dạ là trợ tôi đắc lực nhất bên cạnh cha nuôi nhưng trước mặt hắn cô vẫn ít nhiều cảm thấy thoải mái dù sao hắn vẫn còn hơn cha nuôi có một chút tình người phí dạ nhìn cô bất thình lình hỏi tiểu thư mày khê thực sự thích thánh trạch mày khê bị hắn hỏi thì có chút sừng sốt sau một lúc lâu mới nói anh ấy là bạn trai tôi tối thiểu cha nuôi cũng không nên dùng phương thức vô đạo đức ấy để bắt thánh trạch phải chia tay cô không trả lời trực tiếp là thích hay không thích phí dạ dường như nghe ra độ do sự của cô ánh mắt trở nên dịu dàng tiểu thư mạch khê hiểu lầm lôi tiên sinh rồi trên thực tế là cha của thánh trạch năm xưa đã làm chuyện có lỗi với lôi tiên sinh việc lôi tiên sinh làm tối qua thực sự đã là khoan hồng độ lượng rồi mạch khê sửng sốt nhưng thánh trạch vô tội tiểu thư mạch khê nghĩ thế sao nếu lôi tiên sinh không làm như vậy thì tiểu thư sao biết được thánh trạch không yêu đương thật lòng Ngư điệu của ví xạ thậm chí không lên cao chính là thản nhiên hỏi lại mạch khê không nói tuy rằng việc cha nuôi làm cô khó có thể chấp nhận được nhưng những gì phí dặn nói là thật khê nhi khê nhi lúc mày khê từ nhà ăn đi ra thì bóng dáng quen thuộc của thánh trạch chặn cô lại vào giữa trưa ánh nắng rực rỡ chiếu lên người thánh trạch hai mắt hắn nhìn qua thực mệt mỏi thậm chí cánh tay vẫn còn băng bó mày khê nhìn hắn một cái không nói gì chỉ xoay người muốn đi khê nhi thánh trạch dùng tay kia giữ cô lại ngữ khí thành khẩn nói anh chỉ muốn nói với em mấy câu Nói xong anh sẽ đi Mày khi hơi giật mình sừng sốt một chút Lại nhạy cảm phát hiện Bóng dáng một người con gái đứng cách đó không xa Như là đang chờ đợi Cô giật mình hiểu ra Cười lạnh một tiếng Anh thực sự phải đi rồi Nghĩ đến người kia chính là vị hôn thê hắn nói Nghĩ đến chính mình thật sự là đôi mù Mà xùi quỷ khiến mới nhận lời hắn Cô lại càng bội phục người con gái kia Có thể đợi vị hôn phu của mình Chia tay với một người con gái khác Thánh Trạch nhìn theo ánh mắt cô Cười khổ nói Kỳ thật cô ấy đã sớm biết quan hệ giữa anh và em Mày khê run lên Theo bản năng nói Thánh Trạch anh cũng đủ đê tiện đấy Đối mặt với sự lên án của mày khê Thánh Trạch không hề tức giận Vẻ áy náy trên mặt cũng đậm hơn Đúng anh không nên đã có vị hôn thê rồi Còn đùa giỡn em Khê nhi anh biết tất cả là anh sai Mày khê kiềm chế cơn tức giận trong lòng Lại lùng nói anh nói xong rồi thì đi đi, cô ấy đang chờ anh chiều nay tôi còn có tiết học khê nhi thánh trạch chắn trước mặt cô nhìn cô không chớp mắt em hãy tin anh 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 thật sự thích em lúc trước theo đuổi em là bởi thấy em rất đẹp chỉ sau này anh phát hiện mình thật sự yêu em anh thánh trạch mày khê chặn lời hắn cũng xem như tôn trọng tôi đi trên vầng trán cô lộ vẻ xa cách lạnh lùng anh cũng phải tôn trọng vị hôn thê của mình đi mong anh sau này không cần nói lại nữa thực xin lỗi được rồi đối tốt với cô ấy đi người phụ nữ có thể khoan dung cho anh đi chơi hoa ghẹo nguyệt không có nhiều đâu chỉ cô ấy là người thích hợp với anh nhất mày khi rắn giỏi nói thánh chảnh biết nói nhiều càng làm cô chán ghét vì thế gật gật đầu chua xót nói hy vọng em sẽ không hận anh có cần phải thế không cuộc sống vốn nhiều đau khổ hận một người là làm mình đau khổ thêm anh yên tâm tôi còn chưa thích tự ngược đãi bản thân Thái độ mày Khê rất thản nhiên Không hề nói rõ là có tha thứ hay không Chỉ bình thường như với người bạn cũ. Thánh trạch nghe vậy Trên mặt hiện lên một tia phức tạp Mãi lâu sau mới nhìn về mày khê Kỳ thật hôm nay anh gặp em Còn có một việc quan trọng khác Mày khê thấy sắc mặt cậu ta có vẻ nghiêm trọng Nhẫn lại nói Chuyện gì là về chăn nuôi của em Thánh trạch nghiêm túc nói Anh biết hiện tại mình không có tư cách để nghĩ em làm việc gì Chỉ có thể hy vọng em sẽ rời khỏi tòa thành kia Rời khỏi lối ra vì sao trong lòng mày khi đột nhiên dấy lên sự cảnh giác nơi đó không thích hợp với em nó chính xác thì tòa thành đẹp đẽ đó chỉ dùng để chứa máu tươi cùng xương cốt người mà thôi thánh trạch nói rành giọt từng câu từng chứ mày khi đột nhiên mở to hai mắt nhìn sau một lúc lâu mới thở hắt một hơi anh nói dối tôi không hiểu anh đang nói gì thánh trạch thầm thở dài một hơi anh biết em sẽ không tin nhưng điều anh nói là sự thật cha nuôi của em trời sinh bản tính tàn nhẫn anh nghe cha anh nói Năm đó, ông ta đã tự tay giết chết mẹ mình Còn cả người phụ nữ Ông ta yêu nhất, ngay trong tòa thành Toàn thân mày khê lạnh toát Thậm chí ánh nắng rực rỡ giữa trưa Cũng không đánh tan được luồng hơi lạnh này Một lúc sau cô mới mở miệng Không thể nào Cô nói vô lực Bởi vì cô không thể đoán được Lời thánh trạch là thật hay giả Cha nuôi đối với cô luôn luôn bí hiểm Từ đầu đến cuối cô không hề rõ chuyện của hắn Khê nhi, em thật sự hiểu cha nuôi em sao Kỳ thật, hôm sinh nhật Anh đã muốn nói cho em chuyện này Nhưng lúc ấy đại lị cứ quính lên Đòi đưa em đi Lời nói của Thánh Trạch lại vang lên Lôi giận từ nhỏ, không sống trong lôi ra Mới năm tuổi, mới được lôi lão gia đưa về Nhưng không ngờ Chưa đến một năm sau Hắn đã tự tay giết mẹ mình Không thể nào, trên đời này Sao có người tự tay giết chết mẹ mình chứ Mày khi cảm thấy luồng khí lạnh đã hoàn toàn phủ lên mình cảm giác như mình đang đứng giữa một nơi giá băng thánh tránh lắc đầu khê nhi anh nói đều là thật tuy rằng không rõ mục đích của lôi giận năm đó nhưng chính xác là ông ta đã giết mẹ mình còn nghe nói ông ta từng yêu rất sâu đậm một người phụ nữ yêu đến điên cuồng bởi vì không chiếm được cô ấy nên đã tự tay giết đó là người phụ nữ ông ta yêu nhất nếu như không bởi bản tính tàn nhẫn thì sao có thể xuống tay người phụ nữ yêu nhất đôi môi mạch khê thì thào run rẩy Cha nuôi hắn hoàn toàn chẳng có yêu thương gì phụ nữ. Thánh trạch tất cả đều chỉ là anh nghe nói, anh không tận mắt thấy mà. Cô không thể tưởng tượng được bộ dáng của cha nuôi khi yêu một người phụ nữ. Nếu thật sự có người phụ nữ đó, nhất định là rất đẹp. Nếu không sang cha nuôi lại yêu say đắm đến vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng mày khi đột nhiên bâng khuâng, dầu dí, giống như bầu trời đột nhiên u ám, cơn mưa chuẩn bị kéo đến. Khế Nhi, Thánh trạch thấy thế đau lòng nói nhỏ. Bất luận em có tin hay không Thì đó cũng là sự thật Cha anh từng làm bác sĩ tự nhân cho lôi ra Ông ấy ít nhiều có biết về chuyện trong lôi ra Nhất là về lôi giận Cha anh nói Nằm đó lôi giận vì người đàn bà kia Mà đã qua mặt lôi lão ra Thậm chí ông ta còn dí súng vào thái xương lôi lão ra Đó là cha sinh ra ông ta Mà ông ta còn dám dùng súng Thì giết mẹ có gì là kỳ quái đâu Lôi giận lúc nào cũng bí hiểm Không có mấy người hiểu được tâm tư ông ta cho nên khi ông ta không chiếm được người phụ nữ đó dựa theo tính tàn nhẫn thì ông ta thả rằng hủy diệt chứ không để người khác có được đủ rồi mày khê che tay lại không muốn nghe nữa cha nói đối với tôi ơn nặng như núi tôi không muốn nghe bôi nhỏ ông ấy nếu không tận mắt chứng kiến thì anh đừng có đoán giả đoán non trên đời này người tàn nhẫn đến đâu cũng không làm những loại chuyện đó với cha mẹ mình thánh chàng dường như không muốn từ bỏ ngược lại cầm lấy bàn tay mày khê giọng nói vừa vội vừa nghiêm túc Khê Nhi, em sẽ không hiểu được đâu. Đúng vậy, người bình thường từ tàn nhẫn đến mấy cũng không làm ra những chuyện này. Bởi vì người bình thường từ nhỏ được nhận sự giáo dục nhân văn. Nhưng mà cho nuôi em thì không như vậy. Ông ta không phải là người. Cho nên em đừng dùng lối suy nghĩ của người bình thường để đánh giá ông ta. Mạch Khê giật mình, sau một lúc lâu mới lạnh lùng hỏi. Thánh Trạch, anh nói những lời này là có ý gì? Thánh Trạch hít sau một hơi, trong ánh mắt lộ ra vẻ cẩn thận, dè dặt. Khê Nhi, cha nuôi của em từ nhỏ nhận sự giáo dục của bầy sói. Nói cách khác, ông ta từ nhỏ không phải được người nuôi mà là loài sói. Mày khi hoàng sợ chừng lớn mắt, cái gì là sói? Ánh mắt cô theo bản năng rụt lại, đột nhiên có phản ứng lại, bắt lấy cánh tay của Thánh Trạch. Anh nói... Thánh Trạch từng câu từng chữ nói. Nếu em dở lại tin tức 13 năm trước sẽ biết, năm đó lôi ra thất lạc một người con trai, nhiều năm không rõ tung tích. Người con trai đó chính là lôi dần ông ta được bầy sói nuôi lớn, uống sữa sói, ăn thịt tươi, cuộc sống quá hoang dã. Từ đó mà định hướng nên tính cách của ông ta. Tuy nói hiện tại ông ta là người ăn trên ngồi trước, âu phục văn minh, che đi bản chất ngỗ ngược, nhưng trong ông ta vẫn ẩn chứa sự tàn nhẫn, còn có bản tính chiếm hữu như loài sói, vĩnh viễn không thay đổi được. Giết một người đối với ông ta mà nói chỉ như giết một con thỏ, chẳng có gì khác cả. Mày khi cảm thấy như trời đất quay cuồng, thậm chí thấy hoang đường vô cùng sau một lúc lâu mới lắc đầu không thể nào cha nuôi của tôi không thể nhanh nói được không sai tất cả mọi chuyện đều đã nghe nói nhưng mà khê nhi thánh trạch thản nhiên nói em đã gặp người đàn ông nào như vậy chưa ông ta tàn nhẫn hơn bất kỳ người nào lòng dạ thâm sâu hơn bất kỳ ai anh nghe nói năm đó khi ông ta tưới máu lên tổ chức ảnh nhíu mày cũng không mà ánh mắt cũng chẳng thay đổi là người bình thường đối với chuyện chém giết như vậy cũng không ai có thể bình tĩnh như ông ta. Thậm chí, cha anh còn nói, ông ta che giấu nỗi lòng cực giỏi, cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy ông ta không khống chế được cảm xúc. Khê Nhi, em nói xem, một người bình thường sao có thể che đi nổi bao hỉ nộ ái ố chứ? Mày Khê nghe thế, ra đầu như một trận run lên, cẩn thận mà nghĩ đến cha nuôi, quả thực cô thấy đúng như lời thánh trạch nói. Bộ dáng bí ẩn của cha nuôi nhìn đã thấy sợ, tuy nói hắn vô cùng cao lớn, anh Tuấn nhưng cả người luôn phát ra sự lạnh lùng xa cách ngàn dặm cô chưa từng nhìn thấy chăn nuôi cáu giận thậm chí ngữ khí uy hiếp cũng vô cùng thản nhiên cũng tựa như một loại giận dữ nhưng bộc lộ uy quyền tựa như vị thần ăn trên ngồi trước mang theo sức mạnh kẻ khác không địch nổi chẳng lẽ cha nuôi thật sự là được bầy sói nuôi lớn trong lúc lừa đáng cô lại nhớ đến buổi tối năm 14 tuổi cha nuôi tao nhã cầm ly máu tươi của người phụ nữ Cô thậm chí còn nhớ đến Chuyện hai ngày trước bị cha nuôi tàn nhẫn chiếm đoạt Trong ánh mắt hắn Không hề nhìn thấy chút tình người Ngay cả chiếm đoạt cũng vô cùng cuồng bạo như dã thú Bất luận là cô cầu xin ra thứ thế nào đi chăng nữa Chỉ càng làm hắn thêm hừng phấn Cuồng dã Thật sự giống như một con sói khát máu Nghĩ đến đây Mày khi theo bản năng phát run Trên người nhanh chóng nổi cả da gà Thánh trạch thấy rõ ràng Liền vội vàng hỏi Khế Nhi, em đang nghĩ tới điều gì? mày khi đột nhiên phản ứng lại lập tức nói không không có gì cô phải chứng thực nhất định phải tìm cơ hội chứng thực tất cả trong đầu cô đột nhiên vang lên tiếng nói cổ phí dạ lôi tiên sinh làm việc rất quyết đoán là ân nhân cứu mạng tôi cũng là thần tượng của tôi tôi có muốn học hỏi nhiều đúng phí dạ chỉ có hắn là biết rõ ràng chuyện của cha nuôi điều mấu chốt là phải làm sao để hỏi được tất cả chuyện này đây cô hơi nhíu mi nhìn vào ánh mắt của đánh trạch cậu ta như có chút đau lòng nhìn không được đưa tay ra dãn mi tâm cho cô chạm nhẹ vào khuôn mặt mịn màng nhỏ nhắn ấy lại cả kinh khi cô lùi lại phía sau khí nhi đáy mắt thánh trạch thoáng hiện nét mất mát ngữ khí thân thiết nói anh biết đêm đó anh rất khốn nạn nhưng anh rất muốn quan tâm chăm sóc cho em em có phải bị người ta xâm phạm không khuôn mặt mày khê đột nhiên biến sắc bàn tay theo bản năng tùm lấy chỗ cổ áo thánh trạch thấy thế đôi mắt tràn phải đau xót một lúc sau mới nói anh nghĩ lôi tiên sinh sẽ không bỏ qua cho kẻ đã xâm phạm em đâu. Muốn tìm ra hắn ta chắc cũng không khó. Khi nhi, cạn bóng ma đó đi, hãy dũng cảm tiến về phía trước. Tôi sẽ... Mày khê cố nén hai hàm răng run cầm cập lại, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ chua xót nhạy cảm nhìn thấy người con gái phía xa đang mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ thì vội vàng nói. Vị hôn thầy của anh đang rốt ruột kìa, vậy cứ như anh nói, chúng ta có biệt từ đây đi. Trong lòng thánh trành xối mời, nâng tay muốn khẽ vuốt mái tóc của cô rồi lại thôi, chua xót cười. Cảm ơn em đã dành chút thời gian cho anh. Mày khê không nói gì, cụ mắt xuống. Dưới ánh mặt trời, bóng sáng cô thật mỏng manh, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hơi tái. Thánh trạch quyến luyến không nỡ rời, mới đi được vài bước lại quay đầu lại, hô lên chán mày khê, cứng rắn nói một câu. Anh yêu em, thực xin lỗi. Bộ dáng của cô làm cậu ta đau lòng, lại tự trách bản thân, nếu biết chuyện đến mức này Cậu ta nhất định sẽ không trêu đùa Người con gái đơn thuần như vậy Nếu được cậu ta tình nguyện lựa chọn yêu cô Nhìn bóng dáng ngày càng sang của thánh trạch Nhìn người con gái yên lặng bên cạnh cậu ta Trong lòng mẹ khen nổi lên cảm xúc phức tạp Nụ hồn nóng ấm trên trán Cũng dần nguội lành Mối tình đầu của cô thế là đã chấm dứt Như một vở kịch Lại như một giấc mộng Lúc bắt đầu oanh oanh liền liệt Khi kết thúc cũng không thua kém trong lòng cô dấy lên một loại cảm giác khó nói thành lời, rất xót xa nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng nỗi đau cha nuôi gây ra cho cô đâu chỉ là xót xa. Đúng vậy, như Thánh Trạch nói, chỉ cần là người cha nuôi muốn tìm thì nhất định sẽ tìm được. Đáng tiếc, người xâm phạm cô không ai khác, chính là vị cha nuôi uy quyền đó. Cho dù những lời Thánh Trạch nói là thật thì cô sao có thể trốn được, trốn khỏi tòa thành, rời khỏi lôi ra, dường như vô cùng khó khăn. Cầu lạc bộ Lasfer tọa lạc tại nước Pháp sao hoa bậc nhất, là một trong những phần bất động sản của Lôi Thị. Ba năm trước đây, được đầu tư bước đầu hơn 50 triệu để xây dựng và thiết kế. Tòa nhà gồm 6 tầng, cao hàng trăm mét, trở thành kiến trúc xinh đẹp, sao hoa lộng lẫy bậc nhất nước Pháp. Mỗi phòng khách sạn đều có một thiết kế riêng, diện tích căn phòng nhỏ nhất cũng gần 300 mét vuông. Còn phòng hoàng gia ước chừng vào khoảng hơn 1.000 mét vuông, hàng mở cửa sổ sắt đất có thể nhìn ra ban công, hoa viên, lúc nào cũng có thể nhìn thấy đại dương mênh mông vô bờ xinh đẹp. Đêm nay có chút ám mùi. Trong phòng hoàng gia, lôi giận nằm trên ghế, hắn vừa tắm xong, thân mình cao lớn dụ hoặc được vây bên trong chiếc áo choàng tắm màu trắng, lẳng lặng nằm trên ghế, phía sau hắn là đại dương xanh thăm thẳm một màu. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt cường nghị anh Tuấn, dưới ánh đèn bóng dáng hắn càng thêm vẻ dụ hoặc mê người. Hồi lâu sau, một đôi bàn tay mềm mại nhỏ bé nhẹ nhàng đặt trên trán ôn nhu xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương của hắn ngón tay cô rất trắng lại mềm mại như nước người phụ nữ có dáng người cao gầy mái tóc quan dài mềm nhẹ lay động trong gió đêm gương mặt xinh đẹp nhưng lại có những đường nét mềm mại đáng yêu mỗi cây giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự dịu dàng ngoan ngoãn cô không nói gì chỉ yên lặng mát xa cho hắn một lúc lâu sau lôi giận nâng tay ngón tay thon dài dọc theo tay người phụ nữ đó Cuối cùng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô Bàn tay thô to bao vây lấy Như là đang nhằn nhã đùa bớn Lòng bàn tay mềm mại của cô Cô thản nhiên cười Dừng lại động tác Chân thành đi đến trước mặt lôi giận Thân mình mềm mại như nước Quỳ gối trên thảm Ngón tay mảnh khảnh của cô Cùng bàn tay lôi giận đan xen với nhau Tay kia thì lại mềm mại Nhẹ nhàng dẫn mi tâm của án ra Thầm tình mà nói nhỏ Giận, hội nghị hôm nay khiến anh mệt mỏi sao Lôi giận mở mắt còn người xanh biếc sâu thẳm như người phụ nữ nhỏ nhắn cùng khuôn mặt đáng yêu thì chợt lóe lên vẻ dịu dàng thản nhiên nói vì sao lại nói như vậy người phụ nữ liền ngả vào bên cạnh hắn ngẩng gương mặt trong sáng nhỏ nhắn dịu dàng nói một câu từ lúc trở về khách sạn vẻ mặt của anh không được tốt lắm một câu cũng không nói giọng nói dịu dàng của người phụ nữ lại có chút làm đúng khiến lôi giận hơi thất thần ôm lấy cô ngữ khí tuy rằng lãnh đạm nhưng lại có chút thà lòng. Bà cơ, tuổi thân lắm sao? Bà cơ lập tức lắc đầu ngọt ngào nói. Tuổi thân cũng không sao, bản thân em cũng không oán không hận. Có thể ở bên cạnh anh, em rất hạnh phúc. Giận, anh đối với em tốt như vậy, cho dù thế nào đi nữa thì em cũng không oán trách. Em cho rằng anh đối với em tốt lắm sao? Lôi giận nghe vậy, sau một lúc thì ngồi dậy, nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ngay sau đó, ngón tay thon dài nhẹ nhàng, vẽ theo ngũ quan xinh xắn của bà cơ ngón tay mang theo sự nhẹ nhàng tuy rằng đôi mắt vẫn lạnh lùng trong đầu hắn lại lơ đãng hiện lên khuôn mặt của người con gái khác thực mềm mại đáng yêu bà cơ nâng tầm mắt đối diện với con người xanh biếc của hắn nhẹ nhàng nói trên đời này chỉ có anh đối với em là tốt nhất trong mắt lôi giận có chút rung động nâng tay gãy vuốt tóc của cô lãnh đạm buông một câu nhà đầu ngốc bà cơ nở nụ cười nhào vào trong ngực hắn bàn tay nhỏ bé lại như rắn nước chui vào áo ngủ của hắn, dừng lại tại cơ ngực rộng lớn, nhẹ nhàng hôn lên lồng ngực màu đồng của hắn. Nhà đầu ngốc này chỉ vì anh mà sống mà chết, em vĩnh viễn thuộc về anh. Còn người của hắn đột nhiên căng thẳng, lời nói của người phụ nữ như nước lũ xối quanh trong đầu hắn, đột nhiên đau đớn như muốn nổ tung. Lôi giận không nói không rằng, trực tiếp bế ngang người phụ nữ, đi thẳng vào phòng ngủ, ném thẳng lên giường. Giận! bà cơ chỉ mặc một chiếc váy ngủ dài mỏng bằng lụa màu đen lại vì bị lôi giận ném lên giường nên chiếc váy cũng nhăn nhúm lại thân thể mềm mại nữ tính không chút che lấp hiện ra trước mắt lôi giận lôi giận hơi thất thần cúi người xuống ngón tay thon dài thuần thục cởi bỏ váy ngủ của cô chụp lên ngực cô thân thể bà cơ run rẩy nhiệt tình ôm lấy cổ lôi giận mị hoặc nằm dưới thân hắn như rắn nước mà vặn vẹo cảm thụ được dáng người to lớn của hắn mùi hương tàn nhiên tỏa ra còn có khuỷu tay rắn chắc mạnh mẽ dân cô chủ động hầu hạ hắn từ từ hôn xuống cho đến lồng ngược hắn cái miệng nhỏ nhắn lại nhiệt tình khiêu khích cầm hắn cũng cảm nhận được vật tượng trưng nam tính để kiêu ngạo của hắn ở bên cạnh hắn 2 năm bà cứ biết rất rõ ràng người đàn ông này dục vọng thật kinh người mỗi khi trong mắt hắn thoáng hiện nét ưu tư thì hắn sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian dài cùng tình cảm mãnh liệt khiến cô có thể cảm nhận được khoái cảm sâu sắc ý thức cô trở nên mê muội cho đến khi mồ hôi đầm đìa sức cùng lực kiệt thì hắn mới có thể đạt đến cao trào cô biết như thế nào làm mới có thể làm cho hắn vui cũng biết trong lúc hoàn ái hắn cấm kỵ cái gì cho nên ở bên cạnh hắn lâu như vậy cô có thể mang đến cho lôi giận cuộc hoàn ái cùng dã nhưng duy nhất không chiếm được nụ hồn của hắn lôi giận khi cùng những người đàn bà khác trên giường không bao giờ cho họ tùy tiện gắn bó với hắn nói cách khác hắn cũng không để cho người đàn bà nào chạm vào môi hắn người phụ nữ mềm mại dưới thân làm lôi giận hơi nhéo mắt lại bàn tay to nắm trong tay đầu của cô lại làm người phụ nữ càng thêm vất vả mà chịu đựng sức mạnh của hắn bà cơ hoàn toàn quỳ gối giữa hai chân rắn chắc của hắn như là đang hầu hạ bậc quân vương thời cổ đại hình dáng khuôn mặt bà cơ chiếu vào ánh mắt của hắn hàng mi kia ánh mắt kia thậm chí cả đôi môi hồng nhuận trước mắt hắn lơ đánh hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường cùng sợ hãi tái nhật của mạch khê cảnh hắn chiếm đoạt mạch khê đêm đó đột nhiên hiện lên rõ mồn một trước mắt hắn thân thể cô tràn ngập vẻ thanh xuân tươi mới mang theo hương vị hấp dẫn của tuổi trẻ cô như trang giấy trắng hắn phát hiện đêm đó hoàn toàn là hắn chủ động hắn thừa nhận chính mình thực điên cuồng lần đầu tiên phải dùng thủ đoạn đó với một người phụ nữ đúng vậy cô đã trưởng thành là một người phụ nữ sự ngây thơ của cô đem đến cho hắn cảm giác mà chưa người nào làm được đó là cả thân thể và tinh thần đều thỏa mãn thật khó tin nhưng mà thân thể mày khê hoàn toàn khiến hắn khí huyết sục sôi cảm giác này gần như khiến hắn phát điên bên tai tựa như lại vang lên tiếng khóc nức nở của mày khê lúc ở dưới thân hắn cầu xin tha thứ tiếng ngâm vọng trong tay hắn cũng hấp dẫn trí mạng càng làm hắn càng thêm cùng dã đêm đó hắn hoàn toàn biến cô trở thành một người phụ nữ thực sự hơi thở hắn bắt đầu dồn dập thậm chí khi nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được mạch khê đêm đó dưới thân hắn run dày, dục vọng dấy lên càng nhanh dân khuôn mặt bà cơ mang hết xuân tươi như cánh đồng vừa được tưới nước thân mình như rắn cuốn lấy người hắn ngay sau đó lời giận xoay người áp chế người phụ nữ dưới thân không chút lưu tình tiến thẳng vào bà cơ hít sâu một hơi tuy nói thân thể của cô là một tay hắn dạy dỗ nhưng mỗi lần hoan ái như thế này vẫn khiến cô khó có thể tiếp nhận được sức mạnh to lớn cường hãn của lôi giận giận anh thật hư nha hai đôi ngọc ngạc của cô không nhịn được quặn lên hông hắn thở gấp cầu xin tha thứ nhưng ngược lại càng kích thích hắn trở nên điên cuồng hơn trên giường thân thể bạc cơ như sợi mì bị hắn điên cuồng dày vò tiếng thở dốc lỗ mãng của hắn hòa cùng tiếng ngân mềm mại của người phụ nữ trong phòng nhiệt độ càng ngày càng tăng nóng bỏng không kiềm lại được một hồi lâu sau cùng với tiếng gầm nhẹ của người đàn ông độ nóng rút cục cũng giảm xuống Tất cả yên tĩnh trở lại Chỉ có gió đêm thổi từng đợt bay tấm sen lụa Cũng tán đi không ít mùi dục vọng Giận Bà cơ tuy rằng đã sớm mệt mỏi không chịu nổi Nhịn không nổi nằm úp sấp trên lồng ngực lôi giận mà thở dốc Cảm nhận mùi hương thuộc về hắn Bà cơ liền tiếng làm nũng Mỗi lần đều tra tấn người ta đến chết Người đàn ông này Mỗi lần qua hồi hoan ái đều lạnh lùng Dù vậy Ở hắn vẫn tàn ra mị lực Làm phụ nữ khó có thể chống đỡ bởi dáng người cao lớn anh Tuấn còn có gương mặt mị hoặc khôn cùng. Bạc cờ cũng như vậy, biết rõ hắn chính là ma quỷ mà vẫn như chúng độc quyến luyến không chịu rời. Biết rõ làm bạn bên người đàn ông này rất nguy hiểm, còn như thiêu thân lao đầu vào lửa mà không nghĩ đến việc rời đi. Lôi giận luôn có cách làm phụ nữ vừa sợ nhưng lại vừa yêu, đến khi đắm chìm trong nó rồi lại phát hiện ra dù có chết cũng cam tâm tình nguyện. Lôi giận nghe thấy vậy, để... Xin chào khán giả của chuyện ngôn tình SE hôm nay Thu Huê xin gửi tới các bạn câu chuyện Trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tay trời, phần 3, tác giả âm tần Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình SE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay Và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé Trong lúc nhất thời, mày khê cảm thấy toàn bộ lục vùng ngũ tạng như bị sổ ra hết vậy Khó khăn ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy cha nuôi không chút che đậy Bọt nước theo lồng ngực rộng lớn của lôi giận mà chảy xuống, dọc theo hai chân thon dài càng tôn thêm vóc sáng cương nghị thần thánh của hắn cha nuôi con sai rồi con biết con sai rồi mày khi thật sự không biết cha nuôi muốn làm gì tuy rằng cô cũng đã hiểu chuyện nhưng dù sao vẫn chỉ mới 18 tuổi muốn tiến vào giới giải trí thì phải học mấy người đàn bà kia lôi giận kéo lấy cô thần hình cao lớn như che đi cả người cô đang run rẩy không ngừng có biết bọn họ vì cái gì mà làm như vậy không cô cũng chỉ nghĩ đến cái lý do là ham muốn vật chất không từ thủ đoạn nhưng giờ nói ra chỉ càng kích thích lôi giận hắn cho thấy bây giờ chẳng phải là người cao thượng đại não mình khê chống giống cô gần như ngạt thở nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm kia lại thấy ánh mắt đầy dục vọng không chút che giấu kia càng làm cô thêm sợ hãi mấy người đó vô bày mình là để tìm kim chủ không có kim chủ tiền đồ nửa đồ nửa bước cũng khó tiến sợi tóc đen nhánh dù trên chắn lôi giận chiếc mũi cao thẳng thao nhã khóe môi kiên nghị hơi mỉm cười nhưng vẫn đầy vẻ lạnh lùng thì ra khê nhi của ta cũng học kẻ xấu đi giao du như vậy thân là cha nuôi ta phải thành toàn mới được không đêm nay hầu hạ ta cho tốt giọng nói lôi giận cực kỳ lạnh nhưng bàn tay to thì ngược lại nóng như lửa trừ vào trong váy mày khê thứ nhất là để báo đáp công ơn nuôi dưỡng mười năm của ta thứ hai kim chủ của con chỉ có thể là ta Câu nói quá mức lộ liếu khiến người khác kinh hãi như tên bắn xuyên thẳng vào tim mày khê. Cha nuôi xin người không thể như vậy. Mày khê muốn quỳ xuống xin hắn đáng tiếc là bị hắn kìm chặt trên giường không thể động đậy. Không thể, ta sẽ làm cho thành có thể. Đôi mắt lôi giận như mãnh thú sắp ăn thịt người. Trong người con quả nhiên chảy dòng máu thấp hèn nếu đã vui sướng trong cái vòng luẩn quẩn như vậy ta sẽ cho con thấy vòng luẩn quẩn này khiến bao người ghê tởm đến mức nào. Bàn tay hắn không kiên nhẫn Tóm lấy hai tay cô Trôn mặt vào cổ cô Hơi thở nóng phòng phà lên cổ lên gáy cô Một bàn tay khác của hắn Đã tìm đến bầu ngực trắng nõn của cô Không chút thương tiếc Đừng Mạch khê không hiểu vì sao cha nuôi lại nói như vậy Cũng không khó cảm nhận được sự tức giận Và nguy hiểm của hắn Cha nuôi dừng lại đi không được Cô quá sợ hãi Nước mắt chỉ còn là một màn sương mù Dừng Bên môi lôi giận lướt qua tia cười lạnh hắn nhìn chằm chằm mày khê lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp kia đôi mắt đột nhiên chuyển biến nuôi còn lớn như vậy ta cũng muốn nhanh chóng nếm thử xem đến tột cùng con có mùi vị gì nói xong hắn cười lạnh cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô gặm nhấm từ cằm rồi một đường xuống dưới nhanh chóng xé rách váy của cô cùng với tiếng kêu sợ hãi của mày khê hai bầu ngực đầy đặn hiện ra thật đẹp tiếng nói hắn thô tục quyến luyến như nhẹ nhàng mơn trớn ngược cô, đôi mắt lại càng trở nên u tối. Thân mình cô vặn vẹo, hoàn toàn phát kích bản tính xâm chiếm ngỗ ngực của người đàn ông, vật nóng bỏng cũng dần xưng cứng để giữ hai chân cô, mỗi lúc một lớn, trả sát trên da thịt cô. Hơi thở thô xuyến của người đàn ông quần quanh trong không khí, bàn tay hắn bắt lấy ngực mạch khê, động tác càng thô lỗ. Cả người mạch khê rãy rụa giọng hét đã khàn khàn, cũng bởi động tác kịch liệt của hắn mà không nói nổi câu nào cô chưa bao giờ trải qua chuyện người lớn lại lộ cả thân mình trước mặt cha nuôi thì trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi vô cùng nhưng lại không thể khống chế cảm giác hưng phấn tàn ra quanh mình cô khuất phục cắn môi bởi chính sự rối loạn trong lòng mà sinh ra khiếp sợ cô tuyệt vọng khóc nấc lên lồi giận nâng tầm mắt vẻ dịu dàng khinh diễm dưới thân thật sự làm người ta muốn cắn nuốt đôi mắt hắn tối sầm lại cúi đầu xuống ngậm lấy nụ hoa mất cảm sớm dựng đứng kia lại cùng bạo gặm nhấm đôi bầu ngực non mềm tròn đầy nơi nơi đều là dấu răng của hắn thân mình mày khê thực nhỏ nhắn ga sườn màu đen càng tôn thêm thân thể trắng nón của cô kích thích mọi giác quan của lôi giận cô vùng vẫy trong miệng bật ra tiếng khóc nức nở lại thêm nỗi nhục nhã khiến hai má cô phiếm hồng như đào giờ khắc này mày khê như lễ vật nằm trên bàn hiến tế chỉ có thể để mặc pháp sư ăn bài. Lồi giận nâng chân cô lên, mày khơi nhìn hắn, ai oán cầu xin. Cha nuôi, đừng, con sẽ nghe lời, con sẽ nghe lợi người, xin người. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của ba nữ nghệ sĩ vừa rồi dưới thân cha nuôi. Tùy vốn đơn thuần, nhưng cô cũng biết cha nuôi sắp làm gì với mình, vì vậy mà tuyệt vọng cầu xin, sợ hãi kêu la. Thật sự là tiện chủng, ngay cả cầu xin tha thứ cũng khiến đàn ông ham muốn xâm chiếm khôn mặt lôi giận lạnh lùng cực độ, trong mắt lan tràn dục vọng, cùng với một chữ cuối cùng nói ra, hắn động thân mạnh. Thân mình mày khê quá mức yếu ớt, sao có thể chống lại với sức mạnh lớn như vậy? Cô đau đớn đến nỗi thiếu chút nữa ngất đi. Quả thật là phóng đãng không hơn không kém, thân mình quả nhiên khiến đàn ông nhanh chóng yên cuồng. Lôi giận hơi dừng lại, không khó cảm nhận được dị vật ngăn cản, hắn nhíu mày lại, nhìn cô thống không ngẩng đầu, ánh mắt hắn cũng tối lại, ôm chặt lấy cô lần thứ hai dùng sức đâm thật sâu người con gái thống khổ mà hét lên chói tai tiếng kêu cũng làm cho bầu không khí thêm áp lực mùi máu tươi dần tàn ra trong không khí thân mình tươi trẻ của mày khê tàn ra hương thơm thuần khiết kích thích thần kinh lôi giận trong đôi mắt u lãnh lộ ra vẻ lưu luyến nhưng động tác điên cuồng lại không có chút tình cảm thương tiếc nào đau đớn mày khê cảm thấy nỗi đau đớn nhanh chóng lan toàn thân thời quét cô đi mà lôi giận thì không cho cô thời gian thở gấp Điên cuồng cắn nuốt tất cả thuộc về cô Trong không khí tràn ngập tiếng thở thô xuyến của đàn ông Cùng tiếng kêu thanh thanh của người con gái Theo mỗi lần va chạm mạnh mẽ của người đàn ông Thân mình mạch khê dần như mảng tuyết Rớt trên tấm ga giường đen bóng Khuôn mặt cô cũng ngày càng tái nhợt Mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống Dục vọng của cha nuôi quá lớn Động tác quá mạnh mẽ Làm cô không thể nào nhận nổi Mỗi lần cùng bảo lại khiến cô thân đau đớn, không ngăn nổi tiếng thét chói tai. Tiếng thét dường như lại càng kích thích lôi giận, khiến hắn gần như mất đi lý trí. Đêm dài, mùi dục vọng tựa ma quỷ cũng không kiêng dè gì mà lan ra. Mày khê trở thành vật hiến tế cho ma quỷ, tựa như trôi nổi giữa bể nhục dục, vô lực để mặc cho tên ác ma kia một lần lại một lần xâm chiếm, cho đến khi rốt cục ngất đi. Lúc mày khê tỉnh lại đã là trạng vạng ngày hôm sau, Cô khẽ mở mí mắt nàng chiếu ra, thân thể như bị nghiền nát, nửa mình dưới đau đớn vô cùng. Cha nuôi hết lần này đến lần khác đòi hỏi, khiến khung xương toàn thân cô như nát vụn ra. Nỗi nhục nhã nhanh chóng dâng lên trong lòng, ngay cả nước mắt cũng bởi vẫn uất mà chảy xuống. Trong phòng không thấy bóng dáng cha nuôi đâu nữa, nhưng vẫn còn phảng phất hơi thở thuộc về hắn. Mạch khê khóc, mới 18 tuổi, cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào cha nuôi là người cô kính yêu nhất nhưng lại cứng đoạt cô bàn tay nhỏ bé nhanh chóng biệt miệng lại nhìn thấy vết máu trinh tiết thuộc về mình cõi lòng cô như tàn nát trên cái giường này vẫn còn lưu mùi hương của mấy người phụ nữ kia mà cha nuôi lại mạnh mẽ chiếm đoạt cô đây là chuyện buồn cười nhất trên đời vì sao vì sao lại như vậy mày khi cảm thấy thực sự khó thở thậm chí dấy lên sự sợ hãi tuyệt vọng chưa từng có Ngày sau đó, cô đứng dậy muốn chạy xuống khỏi giường. Cô phải rời khỏi nơi này, một phút cũng không muốn ở lại. Nhưng mà hai chân cô như bị vướng chứng ngại vật, liền ngã xuống giường, cũng không đứng dậy nổi. Lúc này, Mạch Khê mới phát hiện ra cả người mình đầy những dấu hôn, trên làn da trong suốt chẳng chịt những vết xanh tím. Mỗi cái xương trên người đều như đang kêu gào đau nhức, cả người cũng cảm thấy nặng trịch. Nước mắt lại lần nữa chảy xuống thấm trên ga chảy giường, thật đẹp mà cũng thật khiến người ta đau lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến khi ánh hồng sương chiếu qua cánh cửa sổ, Mạch khê cũng đã mặc lại quần áo sạch sẽ được chuẩn bị sẵn, nhưng vẫn không có chút khí lực, ngồi trên thảm, tiếng khóc không khống chế được cất lên. Một lúc lâu sau, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu thư mạch khê, là tiếng của phía giả, có thoáng chút lo lắng, thấy mái cửa phòng không mở, hắn đột nhiên mở cửa ra bóng dáng cao lớn vừa bước vào đã thấy mày khê vô lực cuộn tròn người ngồi trên mặt đất giữa phòng ngủ chiếc váy đen bị xé nát bị quăng một bên còn có một quần áo lót trên ghế sa lông thậm chí tấm ga trải giường hỗn độn cũng nói lên hết những chuyện đã xảy ra lại thêm vết máu rõ ràng vô cùng ám mùi ví dạ nhìn chằm chằm vết máu đã khô trên ga giường trong lòng chợt đau xót sao hắn lại không biết chuyện gì đã xảy ra chứ từ lúc lôi tiên sinh ôm mày khê vào phòng này lúc lôi tiên sinh để mạch khê vào phòng thắm khi lần đầu tiên lôi tiên sinh hủy bỏ lịch trình khi hắn nhận được lệnh của lôi tiên sinh chuẩn bị quần áo sạch sẽ khi mày khê tỉnh lại thì hắn cũng đã đến hắn lẳng lặng chờ ngoài cửa tiếng khóc của cô làm tim hắn đau nhói tiểu thư mạch khê ví dạng bước đến con người trầm mặc nổi lên vẻ đau lòng hắn ngồi xổm xuống bóng dáng cao lớn dường như bao phủ lấy mày khê bé nhỏ hắn muốn tự tay kéo cô đứng dậy đừng động vào tôi mày khê đột nhiên trợn to mắt nhìn ví dạ toàn thân như con thú nhỏ đang cảnh giác phát xôn khuôn mặt tái nhợt tràn ngập vẻ sợ hãi đối với người đàn ông trong lòng ví dạ tê thái, lần đầu tiên hắn gặp cô nụ cười đẹp tự như đám mây bay của cô nhưng lúc này đây khuôn mặt cô chỉ còn lại vẻ tiểu tụy tái nhợt không phải sợ là tôi hắn hạ thấp giọng nhất có thể đưa tay ghé vuốt mái tóc tinh tế của cô hơi thở bình ổn nhẹ nhàng khiến người ta yên lòng tôi là phí dạ tiểu thư mạch khê tôi sẽ không làm tổn thương cô mạch khê nhìn hắn ánh mắt mang theo vẻ thê lương trống rỗng phí dạ cũng nhìn cô đôi mắt thoáng xẹt qua nỗi đau đớn trầm thấp nói thời gian không còn sớm tôi nên đưa tiểu thư về nhà về nhà mạch khê kinh hãi liều mạng lắc đầu giọng nói có vẻ không được ổn định không tôi không muốn về nhà tôi không muốn về nhà đó không phải nhà của cô mà là địa ngục Chỉ cần nơi nào có cha nuôi Thì nơi đó là địa ngục Cô không muốn gặp lại cha nuôi Không muốn gặp lại người đàn ông ma quỷ đó Tiểu thư Mạch khê Cô muốn đi học sao Phí dạ thờ dài Ánh mắt lơ đã nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô, cô Lập tức lồng ngực như bị đâm qua Sắc mặt Mạch khê tái nhợt Cô nhìn hắn Lập tức cảm thấy như với được phao cứu sinh Mà cầm lấy cánh tay hắn Phí giả thiện sinh, cậu xin anh, tôi tôi không muốn về nhà, đi đâu cũng được, tôi tôi không thể trở về được. Giọt nước mắt trong suốt lại một lần nữa chảy từ khóe mắt xuống, mày khê cúi đầu khóc, tiếng khóc không lớn, chỉ khẽ như tiếng ngọc vỡ nứt, nghe mà tan nát cõi lòng. Phí ra luôn rất cứng rắn, nhưng nay rốt cục, lòng cũng như nước vỡ đê, giữa ánh mắt chăm chú phiếm lệ, hắn dần mềm lòng. Hắn không thể kiềm chế được, nâng tay lên, ngón tay thô khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầu ngón tay chạm vào một giọt nước mắt nóng bỏng thì lồng ngực đau như bị người nào đó đâm cho một sao hắn không nói thêm gì nữa ôm lấy mạch Khê xài bước sởi đi mạch khi không hề dãy giụa cô tựa như con mèo nhỏ bị chặt đứt đuôi đầu khẽ ngả vào lòng người đàn ông chiếc xe cao cấp chạy nhanh trên quốc lộ về đêm ánh trăng chiếu lên làm chiếc xe càng thêm sáng bóng trong xe tĩnh lặng vô cùng Phí giả chuyên tâm lái xe lại thỉnh thoảng nhìn mạch khê ở phía sau qua kính chiếu hậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như mất đi huyết sắc mà tái nhợt. Đôi mắt vốn mỗi lúc cười rộ lên đều phiếm vầng sáng của Ngọc Lưu Ly thì giờ đây ảm đạm như con thuyền mắc cạn ngàn năm vẻ tuyệt vọng đau thương. Từ lúc lên xe, Mạch Khê vẫn không nói chuyện, ngay cả hít thở đều rất nhẹ nhàng. Cô lặng lặng ngồi đó, mái tóc quan dịu dàng xóa hai đầu vai, tựa như con búp bê không sinh mệnh. Qua một lúc, ngọn đèn đường chiếu lên má, cô mới cẩn thận hỏi một câu. Anh muốn đưa tôi về nhà sao? Thông qua kính chiếu hậu, đôi mắt phía xạ cùng ánh mắt cô chạm nhau, đôi mắt người đàn ông thoáng hiện vẻ u trầm, tìm hắn đập nhanh hơn, có vẻ hơi chấn động một chút, liền hạ giọng nói. Đúng, về nhà. Vừa dứt lời, thấy khuôn mặt mày khê kinh hãi liền bổ sung một câu. Nhưng mà không phải là bạc tuyết bảo là nhà tôi. Khuôn mặt Mạch Khê từ hoàng sợ biến thành kinh ngạc. "Tiểu thư Mạch Khê, tuy nói không muốn về nhà nhưng vẫn phải nghỉ ngơi." Ngữ điệu bình thản của phí giả lại lộ ra vẻ quan tâm rõ ràng. Đôi mắt hắn vẫn như khóa lấy khuôn mặt đang dần khôi phục vẻ bình tĩnh của Mạch Khê. Nghe được những lời đó, lòng Mạch Khê như được phủ luồng hơi ấm, cảm giác an toàn như có một bàn tay ấm áp đang vỗ về mình. Cô nhìn bóng lưng hắn, cúi đầu nói: "Phí gia tiên sinh, cảm ơn anh." Cô hẳn là đang đề phòng hắn Đề phòng cảm giác an toàn như đêm nay Dù sao hắn cũng là người thân cận nhất Bên cạnh cha nuôi Nhưng không hiểu vì sao Sự xuất hiện của hắn mà đến cho cô cảm giác thật lạ lùng Tiểu thư mày khê khách khí quá Cứ gọi tôi là phí xạ được rồi Giọng nói hắn trầm ồn mà mạnh mẽ Như tảng đá chạm mạnh Và cõi lòng mày khê Mày khê gật đầu mệt mỏi nhắm mắt lại Hàng lông mi dài che khuất đi đôi mắt mệt nhoài Trong xe lần thứ hai khôi phục vẻ yên tĩnh, tràn ra một loại cảm giác an bình, ngọt ngào, lại mang theo chút hương hoa, cho đến khi... Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Mạch khê ngồi trong xe cũng không bị kinh động, nghĩ đến chuyện khủng khiếp tới hôm qua đã đủ khiến cô tiểu tụy, mệt mỏi mà ngủ say giấc. Chỉ có điều, tiếng chuông này làm phí xạ kinh ngạc, nghe sau đó đầu óc như muốn nổ tung. Phí xạ ơi phí xạ, Rốt cục là mày đang làm cái gì thế này Mất trí sao Sao lại muốn đưa cô ấy về nhà mình chứ Tiếng chuông đổ liên hồi Tiếng này cao hơn tiếng trước Đủ để thấy đối phương nhẫn nại đến 10 phần Một lúc sau ví xạo mới nghe điện thoại Trong mắt lộ ra vẻ phức tạp Lôi tiên sinh Giọng nói của hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có Đầu bên kia di động vang lên tiếng nói lạnh băng Tuy không thấy được sự tức giận Nhưng lại tạo ra áp lực lớn vô cùng Lôi tiên sinh tôi biết rồi tiếng phí dạng cất lên có chút trầm thấp cũng có chút áp lực xe ngừng lại đèn xe chiếu về phía trước ánh sáng chói lòa hắn đột nhiên nhắm mắt lại hơi nhíu mày không khó để nhìn ra được nội tâm mâu thuẫn một lúc lâu sau hắn nhìn về phía kính chiếu hậu lại ngoài ý muốn phát hiện mày khi đã sớm tỉnh hai mắt trong như ngọc nhìn hắn là điện thoại của cha nuôi giọng nói của cô rượu nhẹ như âm thanh của thiên nhiên như tiếng đàn lại lộ ra một tiêm mơ hồ bất định. Phí xạ xoay người nhìn cô, cô là người thông minh, từ nhỏ đến lớn luôn luôn thông minh, lành lợi như vậy khiến người khác không nỡ lòng lừa gạt. Lôi tiền sinh biết tiểu thư mạch khê đã tỉnh, bảo tôi đưa tiểu thư về tòa thành. Giọng phí xạ có vẻ hơi khàn và nhỏ, đôi môi anh đào của mạch khê theo bạn đang run rẩy có điều trong nháy mắt đã khôi phục bình thường, một hồi lâu cô mới gật đầu. Tôi biết rồi, trở về tòa thành đi. Sự vâng lời của cô trái lại khiến phí Dạ bất an cùng đau lòng, thầm thở dài một hơi, nhìn chăm chú khuôn mặt cô rồi mới xoay người vừa muốn khởi động xe. "Phí Dạ." Mạch Khê ngoài ý muốn mở miệng gọi tên hắn, giọng nói rất nhẹ lại giống như giọt nước nhỏ chảy vào tim hắn. Phí Dạ một lần nữa xoay người nhìn cô. "Tiểu thư Mạch Khê có gì dặn dò?" Mạch Khê cụp hàng mi dài, lại nâng khuôn mặt có vẻ xấu hổ lên, dường như có việc khó nói. Phí dạ hơi nhíu mày Vẫn kiên nhẫn nhìn cô Tôi, tôi, tôi có việc gấp Cô nuốt nước miếng Hai má lúm đồng tiền hiện ra Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn không chút huyết sắc Giờ lại phiếm hồng Phí dạ trong lúc nhất thời có chút sợ hãi Cô tựa như con thú nhỏ trêu người Cô cúi đầu ngượng ngùng vô cùng xinh đẹp Đủ có thể gây ra chiến tranh giữa đám đàn ông Thấy đôi mắt mày khi mong phải bối rối Lúc này hắn mới có phản ứng lại Cũng rõ nguyên nhân mặt cô hồng như vậy liền vội vàng xuống xe mở cửa gió đêm thổi nhẹ mái tóc dài của mạch khê từng sợi tóc tinh tế mang theo mùi hương thoang thoảng không giống với mùi nước hoa và mỹ phẩm như những người con gái khác loại hương này thoảng như mùi cơ thể từng đợt từng đợt tỏa ra khiến người khác không đành lòng chìm đắm trong đó nước mắt dường như đã không còn dấu vết trên khuôn mặt cô nữa trong một khắc nét cười thản nhiên lộ ra đẹp tựa mây trôi lại như nhánh lan trắng nổi trên mặt nước cảm ơn anh tôi sẽ quay lại ngay mạch khê nhẹ giọng thản nhiên nhìn vào đôi mắt chăm chú của phí xạ phí xạ như mềm muội nụ cười của cô so với hoa còn đẹp hơn ngoài ý muốn còn nghe được giọng nói trần trừ của cô hắn gật đầu mạch khê âm thầm thở một hơi nhanh chóng chạy đến với nhà vệ sinh công cộng ở xa xa kia phí xạ không lên xe mà dựa cả thân mình cao lớn lên thân xe cho đến khi bóng dáng mày khê bị tán cây che khuất trong đầu hắn lại hiện ra nụ cười xinh đẹp mà nãy của cô. Trong tim hắn chưa bao giờ có cảm giác ấm áp đến vậy. Trầm một điếu thuốc, khuôn mặt cơ nghị của phía xa hám trong làn khói thuốc, đôi mắt lãnh đạm dần nổi lên nghi hoặc. Lôi tiên sinh sao lại biết rõ hành tung của tiểu thư mày khai đến vậy? Bất trí bất giác, hắn lâm vào trầm tư cho đến khi... Điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc châm vào đầu ngón tay sinh đau, nhẹ run lên tàn thuốc rơi xuống phí dạ nhíu mày, lúc này mới phát hiện Mạch khê đã vào trong rất lâu trong mắt nhất thời hiện lên độ cảnh giác hắn không nói lời nào đi thẳng đến khu vệ sinh công cộng đáng chết đây rõ ràng là nhà vệ sinh mới xây lối vào kín mít căn bản là không thể sử dụng được tiểu thư Mạch khê đôi mắt phía xạ không chớp còn người sóc bé như tia ít quang quét qua tứ phía rất bình thường không có dấu vết gì chắc chắn tiểu thư Mạch khê không phải bị bắt cóc cô ấy chạy trốn đáng chết phí dạ đấm mạnh vào thân cây đại thụ bên cạnh lực đạo khá lớn làm cho cái cây dùng một chút vài chiếc lá đã rơi xuống đỉnh đầu hắn lại bị hắn buồn bực gạt ra chưa nói câu nào chạy về xe hắn bắt đầu đi dọc theo hướng mày khê có thể chạy trốn hắn thế nào lại động lòng chắc ẩn hơn nữa còn phạm phải sai lầm nhỏ nhất lại không nhìn ra dự tính đằng sau nụ cười của cô chiếc xe như tên bay lao sang ngoài một lúc lâu sau khi mọi thứ đã tính lại mới thấy một bóng dáng nhỏ bé trên cây mà phí xạ vừa đứng cạnh tán cây rậm rạp hoàn toàn che đi thân mình của cô mạch khê nhảy xuống nhẹ nhàng thở ra nếu cô chạy trốn ngay nhất định sẽ bị ví giả tìm được cô chỉ có hai chân sao có thể chạy trốn một cái xe nhìn thấy nguy hiểm đã qua mạch khê cố nén cảm giác đau đớn trên người hướng đường ngược lại mà chạy thật nhanh ánh trăng kéo dài bóng hình mạch khê cô lựa chọn nơi có nhiều người để đi như vậy sẽ che lấp được tốt hơn lần này bỏ trốn là đường đột nên không hề chuẩn bị gì, dưới bóng đêm, mày khê như con nai lạc đường, không biết nên đi đến đâu, thậm chí lúc này cô cũng không muốn đến trường, cũng chẳng cần quan tâm nhiều như vậy, cô cực kỳ sợ ban đêm, chỉ nghĩ xa một chút là muốn bình an trải qua một đêm mà thôi. Ở ngã tư đường, xe cộ tấp nập. Mày khê hốt hoảng, thiếu chút nữa là vào một chiếc xe, sợ tới mức ngã ngồi trên đường, lúc này mới có chút cảm xúc mơ hồ. Người thanh niên bên trong nhanh chóng xuống xe, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạch Khê, giọng nói đau lòng quen thuộc cất lên. Mạch Khê, sao lại là em? Ngay sau đó, thân mình nho nhỏ được hơi ấm quen thuộc bao lấy. Thánh trạch! Mạch Khê dường như đã trải qua mấy thế kỷ, từ trong đôi mắt dịu dàng của người thanh niên mới thấy được mình bất lực thế nào. Mạch Khê, bộ dáng của em thực không ổn, có chuyện gì xảy ra vậy? Thánh trạch lo lắng nhìn Mạch Khê, cũng cẩn thận xem xem cô có, có bị thương không. Cánh tay bị Mạch Khê ôm chặt lấy, thân mình rôn rầy như người chết đuối vớ được cọc thánh trạch đưa em đi 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 đâu cũng được em mệt mỏi quá thánh trạch thấy thế không nói hai lời bế cô vào xe biệt thự oanisi rời ra nội thành náo nhiệt khu nhà của người giàu có này được vây trong tầng cây rậm rạp ngay cả không khí cũng thoang thoảng hương hoa đây là nhà của thánh trạch mày khi uống xong một ly sữa mệt mỏi quá nên ngủ rất say ánh đèn từ nhẹ nhàng khát xuống thánh trạch chăm chú nhìn mày khê nhắm chặt hai mắt bàn tay nhỏ của cô vẫn nắm lấy bàn tay của cậu ta như là đang tìm cảm giác an toàn cho đến khi hơi thở của cô đã bình ổn thì bàn tay mới buông lỏng ra ánh mắt thánh trạch nổi lên tiếng nghi hoặc ánh mắt lơ đã nhìn thấy dấu vết như ẩn như hiện trên cổ cô đôi mắt hắn đột nhiên co rụt lại dấu vết ám muội cho biết mày khê vừa trải qua chuyện gì hơn nữa bộ dáng tuyệt vọng hồn lạc phách của cô gân xanh trên trán dường như muốn vỡ ra như khuôn mặt mạch khê có mức tái nhợt đáy mắt hắn lộ vẻ đau lòng một lúc sau hắn thở gấp ngón tay khẽ vuốt lên khuôn mặt của cô đôi mắt cũng từ đó mà chuyển vẻ phức tạp từ khi nào trái tim hắn bắt đầu dao động vì cô trong thư phòng tối mờ làn khói thuốc thản nhiên lợn lờ lập tức đưa cô bé đó rời đi cô gái này không thể ở lại nhà chúng ta trên chiếc ghế màu đen lão già cất giọng tiếng nói quyết đoán cực kỳ Thánh Trạch lắc đầu Cha, chỉ là để cô ấy tán túc một đêm Không có vấn đề gì đâu Thánh Trạch buồn bực mà gãi gãi đầu Đặt mông ngồi trên ghế salon Sau một lúc lâu mới nói Cha, Thái Na là Thái Na Mạch Khê là Mạch Khê Thái Na là người có muốn kết hôn Mà con cũng chỉ nghĩ yêu đương trước khi Thái Na về nước thôi Là vậy đấy Áo kim thầm thờ dài một hơi Con trai, đã biết còn thích Nhưng phải phân rõ đối tượng Còn nữa, Thái Na cũng sắp về nước rồi nếu con không xử lý nhanh chuyện này con mới biết được không tốt đâu cha con đúng là có thích mày khê nhưng con cũng phân rõ được ai thích hợp làm vợ ai thích hợp làm bạn gái sở dĩ con tìm đến mày khê là vì thái na không ở bên cạnh cô đơn quá thôi Những người phụ nữ trên người xa rồi ngồi dậy da thịt màu đồng dưới ánh đèn càng thêm vẻ quyến rũ uống đi hộp thuốc màu đen bị ném lên người bạc cơ giọng nói của hắn rất bình thản một chút dao động cũng không có thầm trầm tựa biển sâu dân đáy mắt bà cơ trượt lạnh đi vừa muốn làm lúc nói gì đó lại nghe thấy hắn lãnh đạm buông một câu đừng để anh nói lần thứ hai ngữ điệu không cao nhưng lại mang theo uy quyền cường thế rất lớn trong mắt bà cơ toán hiện lên vẻ đau xót nhưng vẫn đành phải nuốt viên thuốc màu đen lôi giận nhìn thấy thì vừa lòng đưa tay vỗ vỗ mong cô thấy chán hắn giãn ra một chút bà cứ lúc này mới dám đứng dậy hai tay như dây leo ôm lấy thắt lưng hắn từ phía sau khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn mềm mại như nước dán sau lưng của hắn, nhỏ giọng cầu xin. Giận, đêm nay đừng đi có được không? Cô biết hắn quá mức vĩ đại, phụ nữ bên người nhiều vô số, nhưng cô cũng biết chính mình vẫn có chút địa vị trong lòng hắn. Cũng bởi điểm này nên cô không giống với những người phụ nữ kia. Ít nhất, hắn đối với cô không thành khúc vô tình như đối với những người phụ nữ khác. Ít nhất, lâu giận vẫn là kim chủ của cô. Bởi vậy, cô ngày càng muốn tiến từng bước để có được nụ hồn của hắn hoặc chỉ là một đêm đừng ngủ trong lòng lôi giận thôi, cô cũng thoại lòng. Bởi lôi giận cho thấy bây giờ chưa bao giờ ngủ cùng giường với phụ nữ, cho dù cùng người phụ nữ đó trên giường có cùng dã đến đâu, thì khi xong việc cũng sẽ rời đi. Bà cơ hầu hạ bên lôi giận lâu như vậy, tuy rằng mỗi lần hoan ái đều mãnh liệt, đều khiến cô vô cùng thỏa mãn, cũng rất mệt mỏi, nhưng vẫn là hư không. Không có lôi giận ngủ ở bên cạnh, làm bạn cùng cô chỉ còn lại hơi thở của hắn vương vấn trong không khí. Lôi giận lạnh lùng đứng dậy thần thể cao lớn có thể sánh với tượng thần Zoma ma khiến người ta nhìn vào có cảm giác xa cách ngàn dặm hắn chỉ vào chiếc áo sơ mi bên cạnh ánh mắt bà cơ thực ảm đạm dù mỏi mệt không chịu nổi nhưng vẫn cầm lấy áo sơ mi mặc trình tề lại cho hắn xong liền kiếng chân đặt lên má hắn nụ hôn nhẹ nghỉ ngơi sớm một chút Lôi giận nhìn khuôn mặt cô đôi mắt thoáng chút hoảng hốt chỉ là rất nhanh che xấu đi thản nhiên nói một câu khóe môi bà cơ gợn lên nụ cười tươi ngoan ngoãn gật đầu lôi giận rời đi khi bóng dáng cao lớn như thần thánh kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt bà cơ mới buông thân mình mềm mại nằm trên giường ôm lấy chiếc gối còn vương lại hơi thở của hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại khoảng thời gian này thực sự quá yên lặng mày khơi lại như nhớ về hơn một ngày trước kể từ sau buổi tối hôm đó cha nuôi không trở về rời khỏi tòa thành mọi chuyện chỉ tựa như một cơn ác mộng đã qua Đi học rồi than học, cuộc sống Mạch khê dần dần trở nên bình thường. Tuy rằng mỗi khi ở vườn trường hoặc là nhà ăn đều xuất hiện những sinh viên cứ chỉ trỏ không ngừng. Mạch Khê, chúng ta là bạn tốt của nhau đúng không? Chuyện của cậu với Thánh Trạch thật sự không thể nói được sao? Đại lị vừa ăn vừa nén giận mà hỏi. Mạch Khê mỉm cười, cô không chịu nói. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt của cô, vẫn ánh lên nét xinh đẹp, hồng hào mọi ngày. Lại cười. Đại lị bất mãn nhíu mày. Tuy rằng Thánh Trạch chuyển trường lâu như vậy, nhưng trong trường lại bày rất đủ loại tin đồn nhảm. À, cậu không nghe thấy mấy người đó nói gì chứ? Thánh trạch chia tay mày khê, làm cho nữ sinh trong trường, ai ai cũng ẩm ẩm đắc ý. Lời đồn đại chuyện càng xa, càng trở nên ồn ào huyết náo. Chỗ nào cũng nói mày khê rốt cục, bị thánh trạch dùng bỏ. Cô chẳng có chỉ là kẻ đáng thương mà thánh trạch chơi bời thôi. Mày khê không cho là đúng, nhún nhún vai. Miệng là của người khác, họ thích nói gì thì nói. Cô nghĩ rằng mình không cần phải giải thích nhiều Càng giải thích thì vấn đề phát sinh lại càng nhiều Nếu nói ra nguyên nhân đích thực Khiến Thánh Trạch phải chuyển trường Thì tự nhiên sẽ lại nhắc đến cha nuôi Lại nhắc đến cha nuôi Là lại liên quan đến chuyện xảy ra tối hôm đó Thậm chí sẽ liên quan đến cả chuyện Hắn cường bảo cô nữa Mày khê thừa nhận chính mình như con đà điều Trước mắt chỉ có thể nơm nớp lo sợ Vùi đầu vào cát Nếu có thể trốn tránh bỏ chạy Thì cứ tiếp tục trốn Nếu tránh không được nữa thì nói sau cô bây giờ chỉ có thể đi một bước mà tính một bước. Đại lý thấy thật sự không hỏi được gì, đành phải đầu hàng. Thôi thôi, khi nào cậu muốn nói thì hãy nói. Đúng rồi, kỳ nghỉ sắp tới, cậu quyết định đi làm thêm sao? Thật sự đã quyết định rồi sao? Mày khi gật đầu. Công ty đã gọi điện thoại đến, mình có thể đến công ty thời trang khi không hay làm trợ lý. Nhưng mà ở đó còn thiếu một trợ lý. Đại lý, nếu cậu không có việc gì làm, thì có thể đến đó làm cùng nhau đi. Thật sao? Thật tốt quá kiếm tiền luôn liên liền với tiêu tiền mình đi đại lị hưng phấn nhưng lại trưng ra ánh mắt nghi hoặc mày khê, cậu ra ngoài làm việc còn chăn nuôi của cậu thì giải quyết sau đây tuy rằng chỉ thấy qua chăn nuôi của mày khê một lần thế nhưng bộ dáng lạnh như băng đến nay vẫn còn ít đậm trong đầu đại lị hắn là nhân vật có tiếng đương nhiên có quyền uy và vị thế lớn ngón tay mày khê theo bản năng run rẩy một chút lập tức cười cười nghe bác hàn á nói chăn nuôi mấy tháng gần đây đều ở pháp xử lý công việc ông ấy sẽ không biết đâu Đại liện nhìn cô thở dài Cậu đấy, thật sự là có phúc mà không biết hưởng Đường đường là thiên kim tiểu thư của lôi ra Mà lại chạy đến công việc thời trang làm trợ lý trang phục Mình mà là cậu á Thì đã sớm đi du lịch vòng quanh trái đất rồi Mày khê uống một ngụm nước Nhẹ nhàng nói một câu Mình cần tiền Đại lị đào cặp mắt trắng dã Cậu là con gái của lôi giận Dành tiếng lừng lấy Còn ai có thể so với cậu Tiền của lôi ra là của cha nuôi Không phải của mình Mày khê nói ra khúc mắc trong lòng tuy rằng thẻ vàng của cô không lúc nào hết tiền nhưng tất cả đều thuộc về lôi ra từ đêm đó trở về sau trong lòng cô đã để tâm và bắt đầu bài xích tất cả mọi thứ thuộc về lôi ra tốt có cốt cách của thiên kim tiểu thư nha đại lị cười chiêu nói thôi dù sao kỳ nghỉ cũng dài làm chung một chỗ với cậu cũng tốt cô biết mày khi tính khí quật cường thường thường đã quyết định chuyện gì thì không thể thay đổi mày khi ngọt ngào cười lớn nhẹ nhóm thở dài một hơi Kỳ nghỉ vừa tới gần, sở diễn thời trang đã tổ chức hoành tráng rồi. cây ngoài là công ty thời trang nổi tiếng toàn cầu, bên dưới có 10 chi nhánh, 2 phần 3 đơn đặt hàng đều là từ những người giàu có, quyền thế cao sang. Nhất là khi cây còn dưới bậc công ty FLON thì đã được nhiều thành viên hoàng gia đặt trang phục rồi. Bên này, chuyên viên trang điểm làm nhanh một chút, còn cô nữa, xem lại nhóm người mẫu chuẩn bị đến đâu rồi, phóng viên đều đến rồi còn không mau ra đón. Phụ trách sau lần này là công ty người mẫu nổi tiếng PC, người mẫu trong công ty cũng phải quan sát hài ký mới được tham gia sự kiện lần này. Lúc Mạch Khê cùng đại lị vừa được phân công ra phía sau hậu trường, liền nhìn thấy một vị chủ quản nữ tính đang khoa tay múa chân, vừa muốn mở miệng, cô ta lại phóng ánh mắt sắc bén nhìn hai người. Các cô là trợ lý mới sao? Tôi đã thấy ảnh chụp của các cô rồi. Như vậy đi, các cô hãy nhanh nhanh một chút, đến xem tốt người mẫu đầu tiên, sau đó nhìn xem can viên kia có cần hỗ trợ hay không. Anh ấy hẳn là bận tới mắt tới mũi rồi, nhanh lên. Đại lị sừng sốt, thơm miệng hỏi một câu Khan là ai? Còn nữa, tốt người mẫu đầu là gì? Chủ quản ngẩn người, ngay lập tức nổi lên cơn tức giận Các cô như thế nào mà được tuyển vào? Đến việc hỗ trợ trang phục trước biểu diễn Quan trọng nhất như vậy mà cũng không được học kỹ sao? Lại còn, tốt người mẫu đầu cũng không biết Chủ quản trưng ra dáng vẻ sắp sứt đầu mè chán Vút vút cái chán lập tức nói Thôi thôi, đơn giản mà nói với các cô chính là Muốn các cô đi xem nhóm người mẫu đầu tiên lên sân khấu Còn nữa, Khan là nhà thiết kế trang phục sau này Đang ở khu vực người mẫu bên kia Các cô đã không thông minh Thì tôi sẽ nói một chút Khan là nhà thiết kế quyền uy bậc nhất của cây khoai Nói chuyện với anh ta đừng có liều lĩnh Lỗ mãng, mau đi đi Đại lị nghe được thì sừng sốt một hồi Trước kịp phản ứng lại đã bị mày khê lôi đi Đi một hồi Rốt cô cũng tìm được khu người mẫu Lúc này mày khê mới phát hiện Thì ra các sâu diễn trên tivi đều là lừa người Nơi này tuy rằng những con bề bộn nhiều việc nhưng tất cả đều may ngắn có thứ tự Mỗi việc đều có người chuyên trách Bóng sắm một người đàn ông xuyên qua giữa nhóm người mẫu Đang sắp xếp mọi thứ đầu vào đấy Bởi vì khoảng cách khá xa Nên cô không thấy rõ diện mạo của người đó Mà khi chỉ có thể cảm giác được Thân hình anh ta rất cao lớn Người này ăn mặc rất quái lạ Rõ ràng là mùa hè Lại đi mặc một chiếc áo thun len casimir Cùng áo bà đờ suy Nhưng mà nghĩ một lúc sẽ nhận ra rằng Đây là bộ trang phục thu đông Chắc là dành cho sâu diễn lần này Đại lý, anh ấy chắc chính là nhà thiết kế thần thánh mà chị chủ quản kia nói mày khê kéo đại lì đi nhanh hơn thừa dịp anh ta nghiêng người sang một bên mày khê có thể thấy được toàn bộ diện mạo của anh ta là một người xa lạ hơn nữa lại là một người đàn ông quá đẹp trai ngũ quan tuấn mỹ dáng người hoàn hảo chiếc áo ba đờ suy cũng không cày khuy làm lộ ra bộ âu phục xám bên trong cả chiếc cà vạt cùng màu và kẹp cà vạt màu tối vô cùng tương xứng không thể chê vào đâu được mày khê giật mình sừng sốt một chút nhà thiết kế này không giống như trong tưởng tượng của cô trang phục trên người rất trình tề giống như vừa mới ra khỏi một cuộc họp vậy đại lị cũng ngây ngốc thì thảo nói tại sao các nhà thiết kế lại cứ phải đẹp trai như vậy chứ mày khi lúc này mới phản ứng lại kéo kéo cô đi ra phía sau người đàn ông kia nhẹ giọng nói anh chính là nhà thiết kế can sao chủ quản bảo bọn em đến đây xem anh có cần hỗ trợ không phía sau vang lên giọng nói của một cô gái làm cho anh chú ý anh quay đầu lại nhìn về phía sau thì thấy một thiếu nữ chỉ cao đến vai anh, đôi con người đèn lấy bỗng như sáng lên, lập tức hơi nghi hoặc hỏi một câu. Em là... Chào anh, em tên là Mày Khê, còn cô ấy là Đại Lị, chúng em đến đây làm trợ lý. Mày Khê ư? Người đàn ông tựa như tuần thức cái tên này, lập tức ảm đạm cười. Các em tới rất đúng lúc, có người bỗng bên kia cần thay trang phục, qua hỗ trợ đi. Giọng nói cô anh ôn nhu hài hòa, nhưng lại mang theo sự thản nhiên xa cách, làm cho người nghe thực thoải mái, nhưng lại không thể cùng anh quá sức thần mật tiếp cận khiến người ta tới gần rồi lại như vậy mà xa cách không để thành bạn mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tản ra hương vị thản nhiên như hương của cây ăn quả thực là một hương vị sạch sẽ mày khê không một chút hốt hoảng nhanh chóng kéo lại lị khẩn trương làm việc đây là lần đầu tiên mày khê được quan sát một sâu diễn gần như thế cô trước giờ đều cho rằng các nhà thiết kế luôn luôn tạo ra ảo mộng sở dĩ có nói như vậy về nhà thiết kế khan này chính là một trong số đó thậm chí ngay cả những tiết mục mở màn cũng độc đáo vô cùng, trên màn hình chiếu tóm tắt lịch sử quá trình phát triển của nhãn hiệu, sau đó là màn trình diễn của những người mẫu xinh đẹp kiểu diễm, trang phục tu đông luôn mang sắc trầm buồn, không giống như trang phục mùa hè năng động mà vẫn toát lên khí chất tào nhã, nhà thiết kế can đã phá vỡ quy tắc này, phối hợp màu sắc một cách táo bạo, thành công đem đến cảm giác hài hòa cho những bộ trang phục. Show diễn này là nhằm vào những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cho nên có mặt tại đây đều là những người danh tiếng có vị trí nhất định trong làng thời trang người mẫu dịu dàng chậm rãi bước ra từ màn hình điện tử cuộn tròn nữ trang được sử dụng đều hết sức tinh xảo chi tiết chỗ cổ áo tay áo đều vô cùng tỉ mỉ phối cùng chiếc thắt lưng phong cách cổ điển trên làn váy điểm bông tùy lít nở rộ đưa người xem như vượt thời gian về với hà lan thế kỷ 17 cùng với thứ âm thanh tào nhã những tia sáng laser lén ra rồi hạ xuống một người lại một người bước ra cùng với những trang phục tinh tế xa hoa có một được điểm họa tiết hoa theo tay, có một được đan thủ công vô cùng bắt mắt. Đây thực sự là đỉnh cao của nghệ thuật, đem đến cho thế giới thứ thời trang xa hoa bậc nhất, hấp dẫn không chỉ những nhà thiết kế hàng đầu. Thời trang nam giới thành tiêu điểm của sau diễn lần này cũng chính bởi vì hôm nay Khan đích thân chuẩn bị những bộ trang phục nam cao cấp, khiến cho tất cả giới truyền thông, công đài truyền hình, truyền thanh và phóng viên mới sáng sớm vẫn túc trực tại sầu diễn, mục đích là mang camera, máy chụp ảnh tìm được vị trí tốt để đưa tin. Lần này, trang phục nam dĩ nhiên là lấy hình tượng về khí chất quý tộc làm điểm chủ chốt tuy vậy lại tạo ra sự thoải mái với phong cách đời thường điều này hiển nhiên cũng là phong cách thiết kế mới nhất của anh trên người người mẫu ngay cả áo choàng dài phụ kiện đi kèm hay chi tiết thiết kế phần vai cũng được toát lên về tao nhã thanh lịch thiết kế của can cũng rất táo bạo tạo nên sự mới mẻ cho trang phục nam theo phong cách quý tộc mày khê cũng không có đủ thời gian để xem sâu diễn một cách rõ ràng chỉ nhìn lén vài lần đã phải tiếp tục giúp tốt người mẫu sắp lên sân gấu chuẩn bị quần áo rồi lại đồ trang sức và phụ kiện đi kèm cô vội vàng lên mấy thứ trang sức đầu óc rối tinh rối bù lại va phải chuyên viên trang điểm giọng nói là của chuyên viên trang điểm là bởi vì mày khê vô tình đụng chúng anh ta kể chỉ kẻ mi trong tay anh ta không cẩn thận sượt qua một chút này cô sao thế hả không có việc gì làm sao không thấy tôi đang trang điểm gấp cho người mẫu sao cô có biết hay không hả thực xin lỗi thực xin lỗi mày khê liên tục giải thích Tuy rằng có không thấy rõ diện mạo của người mẫu chỉ biết rằng cô ấy đang trang điểm để lên sân khấu Thợ trang điểm còn muốn nói thêm câu gì nữa thì nghe cô người mẫu thản nhiên nói một câu không nên gấp gáp làm gì cô bé ấy là không cẩn thận gây khó dễ cối làm gì nói từ từ là được mau lấy trang phục cho chị thấy nào tiếng nói dịu dàng dừng bên tay mày khê cô vội vàng nâng mắt nhìn thấy cô người mẫu ấy sau đó ngây ngẩn cả người là chị ấy sao đại liệt nhìn thấy cảnh này ôm trên tay một đống quần áo nghe sau đó hô lớn ra tiếng Bà, bà cơ, chị là người mẫu bà cơ Bà cơ mỉm cười Bên môi phím nét dịu dàng Thời gian không còn nhiều Các em không định cho chị thay quần áo sao Mày khi lúc này mới phản ứng lại Vội vàng lấy quần áo Cách đó không xa, Khan nhìn xuyên qua hướng này Nhìn thoáng qua, quay đầu nói cái gì đó Rồi lại tiếp tục bận rộn Đúng lúc này, người phụ trách vội vội vàng vàng Chạy đến hậu trường la lớn Khan, Khan, người mẫu của mạc tiểu tư lên sân khấu Bị trật chân, phải làm sao bây giờ Khan đứng thẳng dậy, ánh mắt hơi sầm lại. Bà cơ nghe vậy, lập tức đi đến trước mặt Khan, tiếng nói dịu dàng nhưng lại tràn ngập lo lắng. Tại sao có thể như vậy? Khan, màn trình diễn này cần ba người mới được, nhưng mà bây giờ không có người mẫu thay thế. Mày khi còn đại lĩnh đưa mắt nhìn nhau, cầm quần áo không biết là nên buông xuống hay là vẫn tiếp tục giúp người mẫu thay. Khi mọi người đang không biết phải làm như thế nào, thì Khan đột nhiên nhìn về phía Mạch Khê, không nói không rằng, liền xài bước tiến lên, hai tay tự nhiên khoác lên vai Mạch Khê, còn người đèn lấy thêm phần thâm túy lạ thường. Tiểu mày khê, em có đủ tự tin để bước lên sản diễn không? Hả? Không chỉ là mày khê, toàn bộ hậu trường đều kinh ngạc. Em, em không làm được đâu, em chưa từng đi qua. Mày khê nói lắp, nhìn thấy cặp mắt anh trong trèo, trong mắt có chút ý cười. Chưa từng thử cũng không sao cả, em chỉ cần tự nhiên, thả lòng là được. Chuyện khác giao cho bà cơ và người mẫu khác là được. Màn trình diễn này chủ đạo là những trang sức trên người bà cơ, đi theo cô ấy là được. Hàng mi can chấp động, độ dày vừa phải cùng đôi môi đỏ lúc này đầy ý cười để vẻ đa tình làm cho người ta mới gặp liền bị mê hoặc người đàn ông này có nụ cười thật mê hoặc lòng người mày khê như bị thôi miên gật gật đầu thần sắc khan thực bình tĩnh anh liền gật đầu nói với thợ trang điểm nhanh trang điểm và tạo hình cho cô ấy mọi người lại bắt đầu ba trên bốn cẳng chạy công việc khan này cô bé này không đủ cao váy dài quá làm sao bây giờ một gã trợ lý la lớn mày khê thần ra có một chiều cao chuẩn một mét sáu mươi nhưng đúng cùng một chỗ với nhóm người mẫu Thì cô hơi thấp hơn một chút Nhất là chiếc váy trên người cô Đây là chiếc váy trắng thành khiết Phối hợp với những phụ kiện tinh tế Được may theo đúng dáng vóc của người mẫu Khi mặc trên người mày khê Thì trở thành một làn váy thướt tha nhưng quá dài Càng đi đến trước mặt mày khê Đôi mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới một lúc lâu Ngay khi cô cảm thấy xấu hổ Thì đã thấy can trầm thấp mở miệng Kéo váy lên Mày khê ngẩn ra chưa kịp phản ứng thì nghe xoa một tiếng chiếc váy trên người ngắn đi một đoạn vừa đúng chân của cô tiếp đó anh nhanh chóng sửa cho vừa với thân mình của mày khê cô như còn búp bê để mặc cho người đàn ông xoay tới xoay lui cho đến khi toàn bộ hậu trường phát ra tiếng tán thường chiếc váy này mặc trên người mày khê dường như tạo nên một hiệu ứng vô cùng thần kỳ viên kim cương to sao hóa lấp lánh chất liệu và thiết kế tinh tế tỉ mỉ phủ trên toàn bộ da thịt của cô làn váy dài cùng trang sức khiến cho chân cô trở nên khiêu gợi đôi mắt lưu ly trong suốt như nước mùa thu đôi môi hồng nhuận như cánh hoa, đôi con người đen trong suốt, tản ra khí chất dịu dàng. Cô thật sự như nữ thần ánh trăng xinh đẹp bước ra từ thần thoại. Không sai, chính là như vậy. Khan rất vừa lòng, sau lại hai vai của mày khê, dường như nhận thấy sự hồi hộp của cô để thấp giọng xuống đói. Không sao cả, em hãy thả lòng ở trên sàn diễn, bà cơ và người mẫu kia cũng có thể giúp em. Cô hồi hộp đến nỗi, hai hàm răng xuân cầm cập lại, nhưng vẫn cố đứng vững loại chuyện như kiều không cho bắt chó đi cày này lần đầu tiên cô làm bà cơ lên trước nhẹ nhàng cười kéo tay cô Mày khê dịu dàng nói em là Mày khê tên rất êm tai Mày khê em nhất định phải nhớ kỹ nha lát nữa lên sân khấu diễn cảm đừng cứng ngắc giống như bây giờ sẽ không sao đâu em chỉ cần đi phía sau chị là được em hiểu chưa Mày khê gật đầu tốt lắm tốt lắm các cô nhanh lên chuẩn bị lên sân khấu người đại diện chủ quản sốt ruột vội vàng thúc giục nói Mày khê chân đã mềm nhún nhưng vẫn kiên trì đi theo phía sau bà cơ. Trên sàn diễn, cảm giác cũng không thoải mái như tưởng tượng, đây là cảm giác trực tiếp nhất của Mạch Khê. Toàn bộ đèn của hội trường đều chiếu vào sân khấu chữ T, không ngừng lấy ra tia sáng huỳnh quang, làm cho Mạch Khê khó có thể mở mắt ra. Trên đầu là chiếu xuống như ánh đèn nóng gian, cô không biết chính mình làm cách nào mà lên sàn diễn, chỉ biết là đã đi theo phía sau bà cơ. Bà cơ quả không hồ là người mẫu thế giới, biết rõ đi theo phía sau là một người nghiệp sư, nhưng vẫn có thể ung dung bình tĩnh ở trên sàn diễn đùa nghịch giờ thay nhấc chân để lộ ra vẻ tao nhã sự xuất hiện của cô hấp dẫn toàn bộ ánh mắt trong hội trường phía dưới người này thì thầm bình luận với người kia khiến mày khê rất xấu hổ nhưng cuối cùng cô đến vận động diễn của mày khê cô nhìn chăm chăm một người mẫu đi trước thấy ánh mắt cổ vũ cô bạc cơ thì đành phải kiên trì chậm rãi đi thẳng về phía trước hiển nhiên sự xuất hiện của mày khê lập tức khiến toàn hội trường náo động vì thân thể của cô cũng chiều cao căn bản là không đủ với tiêu chuẩn của một người mẫu dù rằng cô đã đi một đôi giày 16 phân Hơn nữa cô còn rất đẹp Làn váy rất lớn Chắc hẳn là vô cùng giá trị Mang đến cho người mặc sự xinh đẹp cũng như vẻ tao nhã Thành lịch Mày khê như nữ thần ánh trăng lặng lặng nhìn chăm chú mọi người dưới sàn diễn Gương mặt cùng chiếc váy Đều hết sức hoàn mỹ Ánh đèn huỳnh quang cùng đèn flash của camera Tất cả đều dọi lên người mày khê Thậm chí có khách quý đang ngồi ở hàng ghế VIP Cũng không tự chủ được mà đứng dậy Để nhìn thấy gương mặt của cô gái này chuyện xảy ra hết sức bất ngờ làm bàn tay mày khê trở nên lạnh lẽo cô thật muốn giống cô người mẫu kia tao nhát xoay người nhưng không ngờ hai chân lại bất động không cử động được mọi điều mà bà cơ dạy cho cô trước khi lên sàn diễn tất cả đều trở nên trống sống âm nhạc vẫn phiêu đáng camera không ngừng lóe sáng bà cơ hơi có vẻ sốt ruột người trong nghề liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mày khê đang lo lắng dưới sàn diễn đã bắt đầu có người nói nhỏ tuy rằng cô gái nhỏ này mới vừa xuất hiện liền làm cho toàn hội trường xôn xao nhưng xem ra cũng không đủ màn lĩnh Đại lị phía sau gánh gà rất lo lắng Đám chặt tay lại Tất cả nhân viên hậu kỳ cũng ngừng tay vẻ mặt đầy lo lắng Nhìn thấy chuyện xảy ra trên sàn diễn Khan đứng đó hơi nhíu mày Chuẩn bị một chút Lập tức chấm dứt sầu diễn Cái gọi là chấm dứt sầu diễn Chính là khi nhà thiết kế đi cùng với một nhóm sở người mẫu lên sân khấu Cảm ơn mọi người đã tham gia sầu diễn này Nguyên tắc là đứng lại một chút trên sàn diễn Chỉ trước mắt chỉ có như vậy Mới có thể giải quyết được sự cố đang xảy ra trên sàn diễn Mạch Khê thực sự đã không có đường thối lui. Cô theo bản năng nhìn thoáng qua sự lo lắng trong mắt của bà cơ, biết rằng lúc này cô cũng không có khả năng tiến lên hỗ trợ. Cô nhắm mắt lại, bên tai giọng nói xì sao bàn tán, càng ngày càng lớn. Rồi đột nhiên Mạch Khê mở mắt lại nhìn hướng bên dưới đài thì bên môi nổi lên ý cười xinh đẹp lạ thường Thưa quý vị, trước mắt quý vị là một sản phẩm mới nhất của Kawai, tôi xin được giới thiệu một chút. Cô đột nhiên mở miệng nói chuyện tiếng nói dịu dàng của mày Khê được truyền ra từ micro của cô khiến toàn hội trường yên tĩnh trở lại chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên tình linh xảy ra biến hóa bất ngờ làm hai người mẫu trên sàn ngẩn ra nhân viên hậu kỳ cũng giật mình hai tay đại lị tạo thành hình chữ thập hai mắt khẩn trước nhìn chăm chăm mày khê trên sàn diễn miệng không ngừng cầu nguyện cầu trời cũng chưa vị thần tiên cầu trời phổ mày khê thuận lợi qua được ải này mày khê à cũng làm cái gì vậy can tốt người mẫu cuối đã chuẩn bị tốt rồi bây giờ bắt đầu chưa Chủ quan vội vàng đi đến trước mặt nhà thiết kế so hỏi Khàn khẽ hất tay một cái là động tác ngăn cản Chờ một chút cho cô ấy thêm thời gian Hả? Chủ quan ngần càng người không hiểu rõ ý đồ của anh Đã thấy bên môi của anh hơi hơi nổi lên một chút ý cười Thì nhìn về phía mày khê trên sàn diễn với vẻ kỳ quái Nhà thiết kế ăn trên ngồi trước này Sao lại dung túng một cô gái không hề có kinh nghiệm thế kia Tất cả mọi ánh nhìn đều dồn hết về phía sàn diễn Giọng nói mày khê dịu dàng ngọt ngào như tiếng suối Mọi người ở dưới sàn diễn đều sai cố lắng nghe xem Cô bé này đã nói cái gì Mỗi vẻ mặt đều hiện lên sự tò mò Đôi mắt tựa ngọc liêu ly Tỏa ra ánh hào quang Chẳng lấy đảo quanh mỗi một khuôn mặt ở dưới sàn diễn Cô theo bản năng liếm liếm cánh môi Nhẹ hắng giọng một chút rồi nói Chủ đề cuối cùng của buổi trình diễn ngày hôm nay Là các trang phục được nhấn bởi trang sức đính kèm Nhằm tôn lên sắc thái cổ kính Hoàn toàn giải phóng quan điểm mỹ học tiềm sâu trong linh hồn Chút bỏ bộ cánh mùa hè sắc màu tươi sáng Trang phục thu đông cũng mang nét sực sỡ trẻ trung mà không hề u trầm ảm đạm. Điều này đã tạo nên sự khác biệt trong sản phẩm của nhà thiết kế tại Ba Can. Mấy khi không nhanh không chậm thuyết minh, lại từ tốn đi về hướng bạc cơ, kéo tay cô. Bạc cơ không hồ là người mẫu có kinh nghiệm phong phú, lập tức cùng cô phối hợp. Hai người một lần nữa đi đến trước sàn diễn và ra tư thế của một người mẫu chuyên nghiệp. Cũng như trang phục quý vị đang thấy đây, với kim tuyến được đính trên gấm, kết hợp cùng lụa mỏng, tạo cảm giác đa chiều, khiến cả trang phục toát lên và lộng lẫy còn bộ trang phục mà tôi và nữ người mẫu kia đang mặc được thiết kế dựa trên khái niệm thẩm mỹ tự nhiên bởi những chất liệu rất đơn giản như lông vũ và lụa mỏng họa tiết hoa theo đều được kết hợp một cách hài hòa lại được thiết kế vô cùng tỉ mỉ tạo nên một sản phẩm mang đậm phong cách sáng tạo của kawaii khiến mỗi bộ trang phục trở nên như một tác phẩm nghệ thuật mà khi nó đến độ chuyên nghiệp khiến mọi người xung quanh bà cơ đều tán thưởng không ngừng cô theo bản năng nhìn về phía người con gái bên này một cô gái vô cùng xinh đẹp đang cười dưới ngọn đèn Lời của cô làm toàn bộ hội trường tấm tắc khen ngợi Lời nói vừa kết thúc Camera càng thêm lóe sáng không ngừng Mày khê nhẹ nhóm thở dài một hơi Kế tiếp lại thêm vấn đề phát sinh Tin rằng đã giải quyết được sự xấu hổ Nhưng điểm mấu chốt là làm thế nào để kết thúc màn trình diễn này Dù sao cách cô phân tích lý thuyết như vậy Thì cũng không thể kết thúc sâu Mà cứ để bà cơ và những người mẫu khác đi xuống Thì thật sự là quá đột ngột Bà cơ cũng bắt đầu luống cuống Mày khê suy nghĩ nhanh nhạy Đột nhiên nghĩ ra một ý ngay sau đó bên môi gửi lên ý cười càng thêm xinh đẹp sáng ngời có vẻ rất tự tin tôi là bạn tốt và cũng là khách quý của khan tại sâu diễn lần này tôi cũng đảm nhận vai trò làm người mẫu một lần sở dĩ như thế là bởi vì thiết kế độc đáo của nhà thiết kế này đã phá vỡ mọi nguyên tắc truyền thống vì thế tôi cũng muốn phá vỡ truyền thống khi kết thúc sâu diễn thời trang này bằng một bài hát giới sản diễn lần tức náo động giới truyền thông lại sôi nổi nắm bắt giờ phút này sau diễn thời trang mà mấy ca sĩ để hâm nóng bầu không khí thì từ trước đến nay không phải là không có nhưng mà làm như thế thì quả thật vô trương phía hậu trường đại lý hết hồn hạ to cả miệng hơn nửa ngày mới phản ứng lại